Em ở trong xe đợi anh. Diệp Phàm trực tiếp xuống xe, ánh mắt nhìn về phía trước. Lúc này, đứng trước xe của Diệp Phàm là một thanh niên ăn mặc rất bình thường. Đêm hôm, cậu muốn giả đụng xe hay muốn chết? Diệp Phàm nhìn thanh niên trước mặt, hừ lạnh nói. Cậu chính là con trai của Diệp Thiên Long. Người thanh niên nhìn Diệp Phàm lên tiếng hỏi. Hắn chính là đồ đệ của người đứng đầu Thiên Phạt, Thiên Tiêu. Cậu là ai? Diệp Phàm nghe thấy đối phương nói như vậy, vẻ mặt hắn trầm xuống, ánh mắt lóe ra tia lạnh lẽo. Thiên Phạt. Thiên Tiêu nói thẳng. Lại là người của Thiên Phạt. Người Thiên Phạt các người đúng là không biết sợ chết nhỉ. Diệp Phàm quát với vẻ lạnh như băng. Tôi đã cũng từng nghe truyền thuyết về ba cậu, đáng tiếc còn chưa kịp nhìn thấy phong thái đó thì ông ta đã chết trong tay sư tôn. Hôm nay, hy vọng cậu sẽ không khiến tôi quá thất vọng. Thiên Tiêu nhìn Diệp Phàm, bình tĩnh nói. Câu nói cuối cùng của đối phương đã làm vẻ mặt của Diệp Phàm càng trở nên lạnh lẽo, hắn nhìn chằm chằm người đối diện, ba tôi là do sư tôn của mấy người giết. Không sai, sư tôn chính là chủ nhân của Thiên Phạt, năm đó ông ấy đã tự tay giết chết Diệp Thiên Long, hôm nay mạng của cậu cũng sẽ do tôi kết thúc. Thiên Tiêu nói. Trong nháy mắt, cơ thể Diệp Phàm bộc phát ra một cỗ sát khí ngút trời. Sát khí khủng bố bao phủ bốn phía, khiến không khí trong đêm tối hoàn toàn ngưng động lại. Đến tận lúc này, Diệp Phàm mới biết rốt cuộc ai đã giết chết ba mình. Thì ra là chủ nhân của Thiên Phạt. Lúc này, sự hận thù của Diệp Phàm với Thiên Phạt đã lên tới cực điểm. Hắn muốn giết sạch tất cả người của Thiên Phạt. Thiên Phạt mấy người đều đáng chết. Đôi mắt Diệp Phàm đỏ ngầu nhìn thiếu chủ của Thiên Phạt trước mặt, gằn từng câu từng chữ. Vậy sao? Đối với cơn giận của Diệp Phàm, Thiên Tiêu có vẻ rất bình tĩnh, không hề để ý lửa giận và sát ý. Vụt! Diệp Phàm trực tiếp giết về phía đối phương. Bịch! Ét! Đối mặt với đòn tấn công của Diệp Phàm, Thiên Tiêu phản ứng lại rất nhanh, hắn đánh một chưởng ra đón lấy công kích của Diệp Phàm. Ét! Theo đó là một tiếng vang như sấm. Cơ thể Diệp Phàm khẽ run lên. Thiên Tiêu lùi về phía sau, kéo lê trên mặt đất, hắn lên hai vệt dấu chân. Ét! Thân thể run rẩy, kêu lên một tiếng đau đớn, con ngươi co rụt lại, hắn đưa mắt nhìn Diệp Phàm, thực lực của cậu vậy mà đạt tới trình độ này. Mày đáng chết. Diệp Phàm hờ hững nhìn Thiên Tiêu, toàn thân tràn ngập sát khí. Vẻ mặt Thiên Tiêu cứng lại, trên người bộc phát ra một cỗ uy áp cực kỳ khủng bố. Cỗ uy áp này vượt qua địa cảnh, khiến không khí trong phạm vi nghìn mét ngưng động lại. Toàn bộ cây cối xung quanh bị đè gãy. Ngay cả mặt đất cũng bị cỗ uy áp này đè lún xuống mấy cm. Tất cả công trình cũng bị đè thành hư vô. Giờ phút này, vị thiếu chủ Thiên Phạt này mới bày ra thực lực chân chính. Nếu là có cường giả khác ở đây, chắc chắn sẽ bị dọa tới ngây người. Thực lực của Thiên Tiêu rất mạnh mẽ, đã đạt tới trình độ khiến cho người ta kinh sợ. Lúc này, toàn bộ võ giả trong thiên hải đều cảm nhận được một cỗ áp bách vô hình, ai nấy đều rất khiếp sợ. Chưa xong đâu. Trong mắt Thiên Tiêu bắt đầu hiện ra lôi quang, trên người lóe ra tia sấm sét đáng sợ. Ngay sau đó, bầu trời sấm chớp rền vang. Những ngôi sao vốn đang lấp lánh trên bầu trời đêm tối ở thiên hải, đột nhiên vang lên những tiếng sấm, mang lại cho người ta một cảm giác bị đè nén. Giống như mây đen muốn phá hủy thành phố này. Quanh người Thiên Tiêu, toàn bộ sức mạnh tự nhiên mang thuộc tính lôi vô hình đều hội tụ về phía hắn, tạo thành sấm sét khủng bố, làm nền cho một lôi thần tối cao. Vị này thiếu chủ của Thiên Phạt không chỉ có là một cường giả võ đạo, hắn ta còn là một vị thuật sĩ, chính là thuật võ song tu cực kỳ hiếm thấy. Bình thường thuật sĩ và võ giả là một sự tồn tại độc lập, trở thành thuật sĩ, thì sẽ không tu luyện võ đạo nữa, dù sao thì cũng không thể bao đồng mọi mặt. Một khi đồng thời tu luyện cả hai, sẽ làm cho thực lực bản thân tăng lên một cách chậm chạp. Nhưng vị thiếu chủ Thiên Phạt này không chỉ có thuật võ song tu, bất kể là võ đạo hay là thuật sĩ thì thực lực đều đạt tới trình độ cực cao, có thể nói hắn ta giống như yêu nghiệt. Lôi thần quyền. Thiên Tiêu nhìn chằm chằm Diệp Phàm, lớn giọng quát. Hắn đánh một quyền về phía Diệp Phàm. Một quyền này không chỉ ẩn chứa lực lượng võ đạo, mà còn ẩn chứa sức mạnh thuật pháp, xen lẫn thuộc tính lôi khủng bố ở bên trong tự nhiên. Thiếu chủ Thiên Pháp trực tiếp kết hợp cả võ đạo và thuật pháp, đòn tấn công này bộc phát ra sức mạnh vô cùng đáng sợ.
bất kể ai khi nhìn vị thiếu chủ thiên phạt này cũng không thể không nói một câu đúng là thiên tài yêu nghiệt. Diệp Phàn cũng đánh ra một quyền, đỡ lại đòn tấn công này. Một quyền này của hắn không có chút lực lượng nào bộc phát ra, nhìn qua chẳng khác nào cú đánh hết sức bình thường. Nhưng ngay khi nắm đấm của hai người chạm nhau, cú đấm trông có vẻ đơn giản của Diệp Phàm trực tiếp phá hủy toàn bộ lực lượng thuật pháp ẩn chứa trong nắm tay đối phương. Phụt! Ngay tại chỗ, Thiên Tiêu bị đánh bay ra ngoài, cơ thể nện xuống nền đất, cả hai tay của hắn ta đều bị đánh gãy. Ngay cả thiếu chủ của thiên phạt có thực lực yêu nghiệt, nhưng khi ở trước mặt Diệp Phàm lại không chịu nổi một đòn. Ánh mắt hắn lạnh như băng, bước từng bước về phía Thiên Tiêu. Thiếu chủ, đi! Phút! Đúng lúc này, một bóng dáng mặc đồ đen đột ngột xuất hiện, muốn mang Thiên Tiêu rời đi. Thực lực của hắn ta cũng rất mạnh, rõ ràng cũng là người của thiên phạt. Hôm nay các người, ai cũng đừng mơ rời đi. Vẻ mặt của Diệp Phàm lạnh như băng. Trên người hắn trực tiếp bộc phát ra một cỗ uy áp khủng bố, áp xuống hai người đối diện. Phụt! Phụt! Trong nháy mắt, cường giả vừa xuất hiện và Thiên Tiêu bị cỗ uy áp này đè quỳ dưới đất, miệng phun ra máu. Lúc này, cả hai đều lộ ra biểu cảm vô cùng đáng sợ, nhìn về phía Diệp Phàm với ánh mắt không thể tin nổi. Bọn họ vốn cho là thực lực của mình đã đủ mạnh, không ngờ đối phương đã đạt tới trình độ mà cả hai không thể nào sánh kịp. Hắn ta mới chỉ 20 mấy tuổi, thực lực đã tới cấp độ như vậy, đơn giản là nghịch thiên. Tin tức này mà truyền ra bên ngoài cũng đủ cho thế giới chấn động. Cậu, thực lực của cậu sao có thể mạnh như vậy? Vị cường giả của thiên phạt nhìn Diệp Phàm với vẻ khó tin. Diệp Phàm đi tới trước mặt đối phương, vỗ một chưởng lên khiến đầu của hắn ta bị nát bấy như quả dưa hấu. Ánh mắt Diệp Phàm lạnh lùng về phía Thiên Tiêu, lạnh lùng nói, tổng bộ thiên phạt ở đâu? Nói ra, có lẽ tao tha cho mày một mạng. Diệp Phàm hờ hững nhìn chằm chằm Thiên Tiêu. Hiện tại hắn chỉ muốn tìm ra tổng bộ thiên phạt, sau đó giết chết toàn bộ người của thiên phạt, bao gồm cả người đứng đầu để báo thù cho cha hắn. Không ngờ thực lực của cậu đã cao như vậy, không hổ là con trai của Diệp Thiên Long, tôi thua tâm phục khẩu phục, nhưng cậu muốn biết tổng bộ thiên phạt thì tự mình điều tra đi. Thiên Tiêu lãnh đạm nhìn Diệp Phàm. Răng rắc. Diệp Phàm trực tiếp vặn gãy cổ Thiên Tiêu, không nói nhảm. Cứ như vậy, đường đường là thiếu chủ thiên phạt, tổ chức cấp SSS thế giới đã chết trong tay Diệp Phàm. Sau khi Diệp Phàm giết chết Thiên Tiêu, hắn lập tức liên lạc với Xuân Lan. Rất nhanh Xuân Lan xuất hiện, Diệp Phàm phân phó cô một số chuyện, đối phương mang theo thi thể Thiên Tiêu rời đi. Anh Tiểu Phàm, anh không sao chứ? Khi Diệp Phàm trở lại xe, Đường Sở Sở nhìn hắn quan tâm nói. Anh không sao. Diệp Phàm đè lại cảm xúc trong lòng, lên tiếng đáp. Anh Tiểu Phàm, anh nhất định có thể báo thù cho chú và dì, không cần gấp gáp. Đường Sở Sở an ủi. Ừ. Diệp Phàm gật đầu, nói, đáng tiếc ba mẹ anh không có cơ hội nhìn thấy em, nếu không bọn họ nhất định sẽ thích người con dâu này. Em tin linh hồn chú dì ở trên trời sẽ nhìn thấy. Đường Sở Sở nắm chặt tay Diệp Phàm. Lâm Phiệt, một trong cửu đại môn Phiệt. Phiệt chủ Lâm Phiệt ngồi trước mặt Lâm Báo. Phiệt chủ, thật sự muốn làm như vậy sao? Lâm Báo nhìn Phiệt chủ Lâm Phiệt hỏi. Uy nghiêm của Lâm Phiệt không thể khiêu khích, Bách Hoa Lâu lại dám xuống tay với thế lực Lâm Phiệt, vậy thì càng không thể tha thứ, triệu tập đội ngũ, tự mình đi một chuyến, nếu bọn họ ngoan ngoãn đồng ý thần phục Lâm Phiệt, thì tha cho họ một mạng, phản kháng giết không tha. Phiệt chủ Lâm Phiệt uy nghiêm quát. Rõ. Phiệt chủ, vậy gã Diệp Phàm kia nên xử trí như thế nào? Lâm Báo lên tiếng. Người này có quan hệ không đơn giản với Bách Hoa Lâu, trước tiên chiếm lấy Bách Hoa Lâu, sau đó mới giải quyết hắn. Phiệt chủ Lâm Phiệt lạnh lùng nói. Tôi hiểu rồi. Lâm Báo gật đầu. À còn nữa, tôi nhận được tin tức, ở Tây Nam xuất hiện một gốc hỏa linh chi, mau lập tức phái người đi tìm, mang về đây. Có hỏa linh chi ngàn năm, thực lực của Lang Thiên chắc chắn sẽ tiến thêm một bước, đến lúc đó nhất định sẽ đứng đầu thanh bảng năm nay. Phiệt chủ Lâm Phiệt nhìn Lâm Báo nói. Hỏa linh chi ngàn năm. Lâm Báo đầu tiên là giật mình, sau đó lập tức gật đầu. Cùng lúc, trong phủ trang viên nào đó ở đế đô. Người đàn ông trung niên để râu mặc áo khoác dài đang ngồi uống trà, nghe người mặc đồ đen ở phía đối diện báo cáo, ánh mắt ông ta híp lại.
trầm giọng nói, có chắc thông tin này là thật. Chủ nhân, đây là thông tin ám ảnh tra được, vô cùng chính xác. Người đàn ông mặc áo đen quỳ trên mặt đất nói. Không ngờ chủ nhân lại có đệ tử rồi, hơn nữa còn đã xuất hiện. Lẽ nào chủ nhân muốn hắn trở về kế thừa Điện Long Vương? Ánh mắt người đàn ông không ngừng lóe lên. Không được, vất vả lên kế hoạch mấy chục năm, sắp ngồi tới vị trí Long Vương, sao có thể dễ dàng chắp tay nhường cho người khác. Lập tức, vẻ mặt người đàn ông trở nên lạnh lẽo, ánh mắt lộ ra vẻ không cam lòng. Chủ nhân, tôi có thể đi giết hắn. Người mặc đồ đen lên tiếng. Không thể giết hắn. Người đàn ông trầm giọng nói. Vì sao, một khi hắn trở lại Điện Long Vương, kế hoạch của chủ nhân chẳng phải là... Người kia khó hiểu nói. Từng nghe qua, Hiệp Thiên Tử Dĩ Lệnh Chư Hầu chưa? Người đàn ông nhếch khóe miệng. Chủ nhân đây là muốn. Đúng vậy, khống chế hắn ta, để hắn trở thành con rối trong tay, như vậy mới càng dễ nắm Điện Long Vương trong tay. Người đàn ông khẽ vuốt chòm râu, cười lạnh. Chủ nhân cao minh. Nhưng mà theo những gì ám ảnh điều tra, thực lực của người này không đơn giản, thậm chí hắn cũng có liên hệ với nhiều điện chủ phân điện ở các quận. Muốn khiến hắn nghe theo lời của chúng ta, chỉ sợ là không dễ. Người đối diện lên tiếng. Có giỏi tới đâu cũng chỉ là danh con vắt mũi chưa sạch, nếu ngay cả hắn chúng ta cũng không khống chế được, thì nói gì tới việc tóm lấy toàn bộ Điện Long Vương. Người đàn ông tự tin nói, dặn đi dặn lại, chuyện này phải giữ bí mật nghiêm ngặt, tuyệt đối không thể để cho những người khác ở Điện Long Vương biết được sự tồn tại của hắn. Em ở trong xe đợi anh. Diệp Phàm trực tiếp xuống xe, ánh mắt nhìn về phía trước. Lúc này, đứng trước xe của Diệp Phàm là một thanh niên ăn mặc rất bình thường. Đêm hôm, cậu muốn giả đụng xe hay muốn chết? Diệp Phàm nhìn thanh niên trước mặt, hừ lạnh nói. Cậu chính là con trai của Diệp Thiên Long. Người thanh niên nhìn Diệp Phàm lên tiếng hỏi. Hắn chính là đồ đệ của người đứng đầu Thiên Phạt, Thiên Tiêu. Cậu là ai? Diệp Phàm nghe thấy đối phương nói như vậy. Vẻ mặt hắn trầm xuống, ánh mắt lóe ra tia lạnh lẽo. Thiên Phạt. Thiên Tiêu nói thẳng. Lại là người của Thiên Phạt. Người Thiên Phạt các người đúng là không biết sợ chết nhỉ. Diệp Phàm quát với vẻ lạnh như băng. Tôi đã cũng từng nghe truyền thuyết về ba cậu, đáng tiếc còn chưa kịp nhìn thấy phong thái đó thì ông ta đã chết trong tay sư tôn. Hôm nay, hy vọng cậu sẽ không khiến tôi quá thất vọng. Thiên Tiêu nhìn Diệp Phàm, bình tĩnh nói. Câu nói cuối cùng của đối phương đã làm vẻ mặt của Diệp Phàm càng trở nên lạnh lẽo, hắn nhìn chằm chằm người đối diện, ba tôi là do sư tôn của mấy người giết. Không sai, sư tôn chính là chủ nhân của Thiên Phạt, năm đó ông ấy đã tự tay giết chết Diệp Thiên Long, hôm nay mạng của cậu cũng sẽ do tôi kết thúc. Thiên Tiêu nói, trong nháy mắt, cơ thể Diệp Phàm bộc phát ra một cỗ sát khí ngút trời. Sát khí khủng bố bao phủ bốn phía. Khiến không khí trong đêm tối hoàn toàn ngưng động lại. Đến tận lúc này, Diệp Phàm mới biết rốt cuộc ai đã giết chết ba mình. Thì ra là chủ nhân của Thiên Phạt. Lúc này, sự hận thù của Diệp Phàm với Thiên Phạt đã lên tới cực điểm. Hắn muốn giết sạch tất cả người của Thiên Phạt. Thiên Phạt mấy người đều đáng chết. Đôi mắt Diệp Phàm đỏ ngầu nhìn thiếu chủ của Thiên Phạt trước mặt, gằn từng câu từng chữ. Vậy sao? Đối với cơn giận của Diệp Phàm, Thiên Tiêu có vẻ rất bình tĩnh, không hề để ý lửa giận và sát ý. Vụt! Diệp Phàm trực tiếp giết về phía đối phương. Bịch! S! Đối mặt với đòn tấn công của Diệp Phàm, Thiên Tiêu phản ứng lại rất nhanh, hắn đánh một chưởng ra đón lấy công kích của Diệp Phàm. S! Theo đó là một tiếng vang như sấm. Cơ thể Diệp Phàm khẽ run lên. Thiên Tiêu lùi về phía sau, kéo lê trên mặt đất, hắn lên hai vệt dấu chân. S! Thân thể run rẩy. Kêu lên một tiếng đau đớn, con ngươi co rụt lại, hắn đưa mắt nhìn Diệp Phàm, thực lực của cậu vậy mà đạt tới trình độ này. Mày đáng chết. Diệp Phàm hờ hững nhìn Thiên Tiêu, toàn thân tràn ngập sát khí. Vẻ mặt Thiên Tiêu cứng lại, trên người bộc phát ra một cỗ uy áp cực kỳ khủng bố. Cỗ uy áp này vượt qua địa cảnh, khiến không khí trong phạm vi nghìn mét ngưng động lại. Toàn bộ cây cối xung quanh bị đè gãy. Ngay cả mặt đất cũng bị cỗ uy áp này đè lún xuống mấy cm. Tất cả công trình cũng bị đè thành hư vô. Giờ phút này, vị thiếu chủ Thiên Phạt này mới bày ra thực lực chân chính. Nếu là có cường giả khác ở đây, chắc chắn sẽ bị dọa tới ngây người.
thực lực của Thiên Tiêu rất mạnh mẽ, đã đạt tới trình độ khiến cho người ta kinh sợ. Lúc này, toàn bộ võ giả trong thiên hải đều cảm nhận được một cỗ áp bách vô hình, ai nấy đều rất khiếp sợ. Chưa xong đâu. Trong mắt Thiên Tiêu bắt đầu hiện ra lôi quang, trên người lóe ra tia sấm sét đáng sợ. Ngay sau đó, bầu trời sấm chớp rền vang. Những ngôi sao vốn đang lấp lánh trên bầu trời đêm tối ở thiên hải, đột nhiên vang lên những tiếng sấm, mang lại cho người ta một cảm giác bị đè nén. Giống như mây đen muốn phá hủy thành phố này. Quanh người Thiên Tiêu, toàn bộ sức mạnh tự nhiên mang thuộc tính lôi vô hình đều hội tụ về phía hắn, tạo thành sấm sét khủng bố, làm nền cho một lôi thần tối cao. Vị này thiếu chủ của thiên phạt không chỉ có là một cường giả võ đạo, hắn ta còn là một vị thuật sĩ, chính là thuật võ song tu cực kỳ hiếm thấy. Bình thường thuật sĩ và võ giả là một sự tồn tại độc lập, trở thành thuật sĩ, thì sẽ không tu luyện võ đạo nữa, dù sao thì cũng không thể bao đồng mọi mặt. Một khi đồng thời tu luyện cả hai, sẽ làm cho thực lực bản thân tăng lên một cách chậm chạp. Nhưng vị thiếu chủ thiên phạt này không chỉ có thuật võ song tu, bất kể là võ đạo hay là thuật sĩ thì thực lực đều đạt tới trình độ cực cao, có thể nói hắn ta giống như yêu nghiệt. Lôi thần quyền. Thiên Tiêu nhìn chằm chằm Diệp Phàm, lớn giọng quát. Hắn đánh một quyền về phía Diệp Phàm. Một quyền này không chỉ ẩn chứa lực lượng võ đạo, mà còn ẩn chứa sức mạnh thuật pháp, xen lẫn thuộc tính lôi khủng bố ở bên trong tự nhiên. Thiếu chủ thiên pháp trực tiếp kết hợp cả võ đạo và thuật pháp, đòn tấn công này bộc phát ra sức mạnh vô cùng đáng sợ. Bất kể ai khi nhìn vị thiếu chủ thiên phạt này cũng không thể không nói một câu đúng là thiên tài yêu nghiệt. Diệp Phàm cũng đánh ra một quyền, đỡ lại đòn tấn công này. Một quyền này của hắn không có chút lực lượng nào bộc phát ra, nhìn qua chẳng khác nào cú đánh hết sức bình thường. Nhưng ngay khi nắm đấm của hai người chạm nhau, cú đấm trông có vẻ đơn giản của Diệp Phàm trực tiếp phá hủy toàn bộ lực lượng thuật pháp ẩn chứa trong nắm tay đối phương. Phụt! Ngay tại chỗ, Thiên Tiêu bị đánh bay ra ngoài, cơ thể nện xuống nền đất, cả hai tay của hắn ta đều bị đánh gãy. Ngay cả thiếu chủ của thiên phạt có thực lực yêu nghiệt, nhưng khi ở trước mặt Diệp Phàm lại không chịu nổi một đòn. Ánh mắt hắn lạnh như băng, bước từng bước về phía Thiên Tiêu. Thiếu chủ, đi! Vút! Đúng lúc này, một bóng dáng mặc đồ đen đột ngột xuất hiện, muốn mang Thiên Tiêu rời đi. Thực lực của hắn ta cũng rất mạnh, rõ ràng cũng là người của thiên phạt. Hôm nay các người, ai cũng đừng mơ rời đi. Vẻ mặt của Diệp Phàm lạnh như băng. Trên người hắn trực tiếp bộc phát ra một cỗ uy áp khủng bố, áp xuống hai người đối diện. Phụt, phụt. Trong nháy mắt, cường giả vừa xuất hiện và Thiên Tiêu bị cỗ uy áp này đè quỳ dưới đất, miệng phun ra máu. Lúc này, cả hai đều lộ ra biểu cảm vô cùng đáng sợ, nhìn về phía Diệp Phàm với ánh mắt không thể tin nổi. Bọn họ vốn cho là thực lực của mình đã đủ mạnh, không ngờ đối phương đã đạt tới trình độ mà cả hai không thể nào sánh kịp. Hắn ta mới chỉ 20 mấy tuổi, thực lực đã tới cấp độ như vậy, đơn giản là nghịch thiên. Tin tức này mà truyền ra bên ngoài cũng đủ cho thế giới chấn động. Cậu, thực lực của cậu sao có thể mạnh như vậy? Vị cường giả của thiên phạt nhìn Diệp Phàm với vẻ khó tin. Diệp Phàm đi tới trước mặt đối phương. Vỗ một trưởng lên khiến đầu của hắn ta bị nát bấy như quả dưa hấu. Ánh mắt Diệp Phàm lạnh lùng về phía Thiên Tiêu, lạnh lùng nói, tổng bộ thiên phạt ở đâu? Nói ra, có lẽ tao tha cho mày một mạng. Diệp Phàm hờ hững nhìn chằm chằm Thiên Tiêu. Hiện tại hắn chỉ muốn tìm ra tổng bộ thiên phạt, sau đó giết chết toàn bộ người của thiên phạt, bao gồm cả người đứng đầu để báo thù cho cha hắn. Không ngờ thực lực của cậu đã cao như vậy. Không hổ là con trai của Diệp Thiên Long, tôi thua tâm phục khẩu phục, nhưng cậu muốn biết tổng bộ thiên phạt thì tự mình điều tra đi. Thiên Tiêu lãnh đạm nhìn Diệp Phàm. Răng rắc. Diệp Phàm trực tiếp vặn gãy cổ Thiên Tiêu, không nói nhảm. Cứ như vậy, đường đường là thiếu chủ thiên phạt, tổ chức cấp SSS thế giới đã chết trong tay Diệp Phàm. Sau khi Diệp Phàm giết chết Thiên Tiêu, hắn lập tức liên lạc với Xuân Lan. Rất nhanh Xuân Lan xuất hiện. Diệp Phàm phân phó cô một số chuyện, đối phương mang theo thi thể Thiên Tiêu rời đi. Anh Tiểu Phàm, anh không sao chứ? Khi Diệp Phàm trở lại xe, Đường Sở Sở nhìn hắn quan tâm nói. Anh không sao. Diệp Phàm đè lại cảm xúc trong lòng, lên tiếng đáp. Anh Tiểu Phàm, anh nhất định có thể báo thù cho chú và dì, không cần gấp gáp. Đường Sở Sở an ủi. Ừ,
Diệp Phàm gật đầu, nói, đáng tiếc ba mẹ anh không có cơ hội nhìn thấy em, nếu không bọn họ nhất định sẽ thích người con dâu này. Em tin linh hồn chú gì ở trên trời sẽ nhìn thấy. Đường Sở Sở nắm chặt tay Diệp Phàm. Lâm Phiệt, một trong cửu đại môn Phiệt. Phiệt chủ Lâm Phiệt ngồi trước mặt Lâm Báo. Phiệt chủ, thật sự muốn làm như vậy sao? Lâm Báo nhìn Phiệt chủ Lâm Phiệt hỏi. Uy nghiêm của Lâm Phiệt không thể khiêu khích, Bách Hoa Lâu lại dám xuống tay với thế lực Lâm Phiệt, vậy thì càng không thể tha thứ, triệu tập đội ngũ, tự mình đi một chuyến, nếu bọn họ ngoan ngoãn đồng ý thần phục Lâm Phiệt, thì tha cho họ một mạng, phản kháng giết không tha. Phiệt chủ Lâm Phiệt uy nghiêm quát. Rõ. Phiệt chủ, vậy gã Diệp Phàm kia nên xử trí như thế nào? Lâm Báo lên tiếng. Người này có quan hệ không đơn giản với Bách Hoa Lâu, trước tiên chiếm lấy Bách Hoa Lâu, sau đó mới giải quyết hắn. Phiệt chủ Lâm Phiệt lạnh lùng nói. Tôi hiểu rồi. Lâm Báo gật đầu. À còn nữa, tôi nhận được tin tức, ở Tây Nam xuất hiện một gốc hỏa linh chi, mau lập tức phái người đi tìm, mang về đây. Có hỏa linh chi ngàn năm, thực lực của Lang Thiên chắc chắn sẽ tiến thêm một bước, đến lúc đó nhất định sẽ đứng đầu thanh bảng năm nay. Phiệt chủ Lâm Phiệt nhìn Lâm Báo nói. Hỏa linh chi ngàn năm. Lâm Báo đầu tiên là giật mình, sau đó lập tức gật đầu. Cùng lúc, trong phủ trang viên nào đó ở đế đô. Người đàn ông trung niên để râu mặc áo khoác dài đang ngồi uống trà, nghe người mặc đồ đen ở phía đối diện báo cáo, ánh mắt ông ta híp lại, trầm giọng nói, có chắc thông tin này là thật. Chủ nhân, đây là thông tin ám ảnh tra được, vô cùng chính xác. Người đàn ông mặc áo đen quỳ trên mặt đất nói. Không ngờ chủ nhân lại có đệ tử rồi, hơn nữa còn đã xuất hiện. Lẽ nào chủ nhân muốn hắn trở về kế thừa Điện Long Vương? Ánh mắt người đàn ông không ngừng lóe lên. Không được, vất vả lên kế hoạch mấy chục năm, sắp ngồi tới vị trí Long Vương, sao có thể dễ dàng chắp tay nhường cho người khác? Lập tức, vẻ mặt người đàn ông trở nên lạnh lẽo, ánh mắt lộ ra vẻ không cam lòng. Chủ nhân, tôi có thể đi giết hắn. Người mặc đồ đen lên tiếng. Không thể giết hắn. Người đàn ông trầm giọng nói. Vì sao? Một khi hắn trở lại Điện Long Vương, kế hoạch của chủ nhân chẳng phải là... Người kia khó hiểu nói. Từng nghe qua, Hiệp Thiên Tử Dĩ Lệnh Chư Hầu chưa? Người đàn ông nhếch khóe miệng. Chủ nhân đây là muốn... Đúng vậy, khống chế hắn ta, để hắn trở thành con rối trong tay, như vậy mới càng dễ nắm Điện Long Vương trong tay. Người đàn ông khẽ vuốt chòm râu, cười lạnh. Chủ nhân cao minh. Nhưng mà theo những gì ám ảnh điều tra... Thực lực của người này không đơn giản, thậm chí hắn cũng có liên hệ với nhiều điện chủ phân điện ở các quận, muốn khiến hắn nghe theo lời của chúng ta, chỉ sợ là không dễ. Người đối diện lên tiếng. Có giỏi tới đâu cũng chỉ là danh con vắt mũi chưa sạch, nếu ngay cả hắn chúng ta cũng không khống chế được, thì nói gì tới việc tóm lấy toàn bộ Điện Long Vương. Người đàn ông tự tin nói, dặn đi dặn lại, chuyện này phải giữ bí mật nghiêm ngặt. Tuyệt đối không thể để cho những người khác ở Điện Long Vương biết được sự tồn tại của hắn. Trong một thung lũng nào đó ở Long Quốc, một cơn gió lạnh thổi tới, một áp lực khủng khiếp bộc phát trong hang động của thung lũng, khiến mọi người trong thung lũng phải quỳ xuống. Một bóng người chậm rãi bước ra. Toàn thân người này tràn ngập khí độc, những chỗ người đó đi qua, mỗi cọng cây ngọn cỏ, ngay cả không khí cũng bị ăn mòn hết. Chúc mừng tông chủ xuất quan. Trong thung lũng, đám người đang quỳ cùng hét lên. Họ chính là đệ tử của Độc Tông, mà người vừa bước ra chính là tông chủ của Độc Tông Khâu Thiên Nhẫn. Phong Nhi đâu? Khâu Thiên Nhẫn nhìn xung quanh, lạnh lùng hỏi. Nghe tông chủ hỏi, sắc mặt các đệ tử Độc Tông biến đổi. Nói. Khâu Thiên Nhẫn quát lên, khí thế trấn áp tuyệt đối. Lúc này đại trưởng lão của Độc Tông mới kể lại chuyện đã xảy ra. Bốp. Lúc Khâu Thiên Nhẫn biết con trai mình bị giết thì khí độc trên người tỏa ra, tiêu diệt sạch tất cả động thực vật trong phạm vi mấy dặm xung quanh. Dám giết con ta, to gan thật, xem ra bây giờ ai cũng có thể cưỡi trên đầu Độc Tông ta. Đại trưởng lão, ông đích thân dẫn theo người bắt hung thủ lại cho ta. Bắt không được thì ông cũng đừng quay lại nữa. Khâu Thiên Nhẫn lạnh lùng quát lên. Vâng, tông chủ. Đại trưởng lão của Độc Tông gật đầu. Đúng rồi. Bên quỷ cốc có động tĩnh gì không? Khâu Thiên Nhẫn hỏi tiếp. Vừa nhận được tin, quỷ cốc đã phái đệ tử tham gia cuộc thi thế giới y đạo. Đại trưởng lão nói. Vậy sao?
vậy chúng ta cũng góp vui đi. Khâu Thiên Nhẫn quát lên, ánh mắt vừa lạnh lẽo vừa quỷ dị. Trong một cung điện trên ngọn núi nào đó ở Long Quốc, một thanh niên mặc đồ huấn luyện màu đen ngồi xếp bằng, mặt mũi lạnh lùng, cương nghị, cả người toát ra khí thế bá đạo. Máu trong cơ thể thanh niên sôi sục, mang một khí thế đáng sợ, khiến không khí trong cung điện bị đóng băng. Lúc này, một ông lão đi đến. Vụt! Người thanh niên mở mắt nhìn ông lão, đứng dậy chào, tham kiến sư tôn. Không tệ, với thực lực hiện giờ của con có lẽ đã đứng trong top 5 người trẻ tuổi đứng đầu toàn võ minh rồi. Ông lão nhìn thanh niên rồi nói. Con không muốn đứng top 5, con muốn đứng nhất. Người thanh niên nói với vẻ mặt lạnh lùng. Với thiên phú của con cùng với huyết mạch của bộ tộc hạng thị, vi sư tin rằng con có thể trở thành thiên tài đứng đầu võ minh. Nhưng hôm nay vi sư đến đây là muốn nói cho con một tin xấu. Ông lão lên tiếng. Chuyện gì à? Thanh niên tò mò hỏi. Cha con bị người ta giết rồi. Ông lão nói. Cái gì? Cha con bị giết? Sao có thể? Ai làm? Mặt thanh niên sầm lại, đôi mắt lạnh lùng, cả người tỏa ra khí thế đáng sợ. Mà cậu ta chính là con trai của môn chủ bá môn, hạng Thiếu Kiệt. Theo tin tức bá môn truyền tới thì cha con đi đối phó với một thanh niên tên là Diệp Phàm, nhưng bị giết chết trong một vụ nổ, đến xương cũng không còn. Còn việc vụ nổ đó có liên quan tới Diệp Phàm kia không thì tạm thời chưa biết được. Ông lão bình thản đáp. Diệp Phàm. Hạng Thiếu Kiệt nắm chặt hai tay, trong mắt là sát ý lạnh lẽo. Sư tôn, con muốn xuống núi. Hạng Thiếu Kiệt lạnh lùng hô lên. Vi sư biết tâm trạng của con, nhưng bây giờ cuộc chiến thanh bảng sắp mở rồi, đại trưởng lão truyền tin, đệ tử của võ minh nào đứng nhất cuộc chiến thanh bảng lần này sẽ được chấp trưởng võ thần lệnh, trở thành thiếu chủ của võ minh, tương lai sẽ trở thành minh chủ võ minh mới. Vì vậy con không được phân tâm trong thời điểm mấu chốt này. Vốn vi sư không muốn nói tin này với con nhưng vi sư cảm thấy con có thể quản lý cảm xúc của mình nên mới nói cho con biết. Con đừng làm vi sư thất vọng. Còn Diệp Phàm kia, vi sư đã phái người xử lý, con đừng lo nữa. Ông lão nhìn Hạng Thiếu Kiệt, nói một cách nghiêm túc. Sư tôn dạy phải. Thiếu Kiệt hiểu rồi ạ. Cơn tức của Hạng Thiếu Kiệt dần dịu xuống, cậu ta nói, đệ tử nhất định không cô phụ sự kỳ vọng của sư tôn, con nhất định sẽ lấy hạng nhất của thanh bảng. Tốt, đây mới là đệ tử của ta chứ. Ông lão vui mừng nói. Nhưng ánh mắt lại vô cùng quỷ dị. Ngày hôm sau, trong biệt thự Tử Kinh, Diệp Phàm, Đường Sở Sở và A Cơ ăn sáng. Trần Tiểu Manh chạy tới, kéo tay Đường Sở Sở làm nũng, chị họ à, em có thể xin chị một việc không? Việc gì? Đường Sở Sở hỏi. Chị có thể kêu Tô Nhược Tuyết tham gia lễ kỷ niệm 100 năm của trường chúng em không? Trần Tiểu Manh nói. Sao em lại muốn Tô Tiểu Thư tham gia lễ kỷ niệm trường em? Đường Sở Sở khá ngạc nhiên. Không phải do em khoe khoang trong trường là Tô Nhược Tuyết đang quay quảng cáo cho công ty chị họ em ở Thiên Hải sao? Sau đó lãnh đạo trường biết được liền đến tìm em, kêu em nhờ chị họ nói với TNT có thể tới tham gia lễ kỷ niệm của trường không, để tăng độ phổ biến cho lễ kỷ niệm trường. Trần Tiểu Manh ngượng ngùng đáp. Nếu vậy sao lãnh đạo trường em không liên hệ với Tô Tiểu Thư? Với độ hot hiện giờ của Tô Nhược Tuyết sao có thể tới tham gia lễ kỷ niệm trường chứ? Nên trường mới kêu em nhờ chị giúp đó. Chị họ à, chị phải giúp em, nếu không em không còn mặt mũi ở trường nữa. Trần Tiểu Manh kéo tay Đường Sở Sở làm nũng. Con bé này, tự mình gây rắc rối, còn bắt chị họ lấp hố cho em. Diệp Phàm liếc Trần Tiểu Manh. Được rồi, chị sẽ nói với Tô Tiểu Thư, nhưng cô ấy có bằng lòng tới không thì chị cũng không chắc đâu. Đường Sở Sở nói. Chị họ, chị đã ra mặt thì chắc chắn có thể, cảm ơn chị. Đúng rồi, chị họ, tối nay chị cũng tới xem em biểu diễn nhé. Trần Tiểu Manh hưng phấn hôn lên má Đường Sở Sở. Em không mời anh à. Diệp Phàm nhìn Trần Tiểu Manh, cô ấy nói, hừ, anh rể thối, vừa rồi anh hung dữ với em không thèm mời đâu. Con bé kia nói xong liền kiêu ngạo rời đi. Con bé này. Diệp Phàm tức giận nói. Lúc này điện thoại của Đường Sở Sở reo lên, sau khi bắt máy thì cô lập tức nhíu mày, nói, được, tôi biết rồi, tôi về công ty ngay. Công ty lại xảy ra chuyện gì à? Diệp Phàm nhìn Đường Sở Sở. Là anh họ và chị họ em gây rối. Em phải đi xem. Đường Sở Sở bất đắc dĩ nói.
Sắc mặt Diệp Phàm lạnh lẽo, anh đi với em. Hai người họ đi đến tập đoàn Đường Thị. Mà trên đường phố Thiên Hải, năm bóng người mặc đồ cổ trang bước tới, hơi thở toát ra từ người họ rất đặc biệt. Đại nhân, chúng ta có nên đến tìm con gái ở Chi Thứ không? Không vội, xem tình hình trước đã, nếu cô ta thích hợp, không có vấn đề gì thì đưa về. Một người trong năm người hỏi người đàn ông ở giữa, người này thờ ơ đáp. Bốn người còn lại gật đầu. Cùng lúc đó, toàn bộ ám võng cũng nổ tung. Sáng sớm hôm nay, trong ám võng truyền ra một tin tức đã khiến toàn bộ ám võng, thậm chí là cả thế giới ngầm chấn động. Nội dung tin tức này là đệ tử của thủ lĩnh của Thiên Phạt đã chết ở Thiên Hải, Long Quốc, còn có ảnh chụp thi thể đối phương bị treo trên một thân cây. Tin tức này vô cùng chấn động. Thủ lĩnh của Thiên Phạt là ai? Đó là thủ lĩnh của tổ chức Thiên Phạt cấp SSS đấy. Trong thế giới ngầm, Thiên Phạt là một tổ chức vô cùng đáng sợ, không ai dám chọc vào. Bây giờ đệ tử của thủ lĩnh Thiên Phạt bị người ta giết, thi thể còn bị phơi trên một thân cây. Đây chắc chắn là đang vả vào mặt thủ lĩnh của Thiên Phạt, cũng là đang vả vào mặt cả tổ chức Thiên Phạt mà. Ngay lập tức, toàn bộ ám võng đều thảo luận kịch liệt. Vô số người đều đang bàn tán xem ai có lá gan lớn như vậy, dám khiêu khích Thiên Phạt, không muốn sống nữa à. Thế lực khắp nơi trong thế giới ngầm cũng đang thảo luận việc này. Sau khi người của Thiên Phạt biết tin tức này thì vô cùng khiếp sợ. Trong đại điện của Thiên Phạt, người mặc áo choàng đen tức giận quát lên, khốn kiếp, tên đáng chết. Tất cả cao thủ của Thiên Phạt đang có mặt đều lạnh run, câm như hến, không ai dám nói câu nào. Nhưng trong lòng họ cũng rất chấn động vì cái chết của Thiên Tiêu. Trước đó Đại Hộ Pháp đã nói thực lực của thiếu chủ có thể giết chết tất cả mọi người trong một giây. Kết quả đối phương lại chết ở Thiên Hải, ngay cả thi thể cũng bị người ta lăng nhục như vậy. Thay đổi này khiến họ không phản ứng kịp. Sao con trai của Diệp Thiên Long lại mạnh như vậy được? Làm sao có thể? Đại Hộ Pháp của Thiên Phạt mặc áo choàng đen, vẻ mặt lạnh tanh. Đại Hộ Pháp, bây giờ thiếu chủ bị giết, nếu chủ nhân biết được. Lúc này một cao thủ lo lắng nói. Thiên Tiêu là đệ tử thân truyền của thủ lĩnh Thiên Phạt, bây giờ đối phương đã chết, còn bị lăng nhục như vậy, nếu để thủ lĩnh của Thiên Phạt biết thì e rằng họ cũng xong đời dưới cơn thịnh nộ. Mau chóng triệu tập người của các phân bộ lớn, tất cả chạy tới Thiên Hải, tất cả đều phải đi. Lần này dù có tắm máu cả Thiên Hải cũng phải giết chết con của Diệp Thiên Long, mang thi thể hoàn chỉnh của thiếu chủ về. Đại Hộ Pháp lạnh lùng quát lên. Vâng. Tất cả cao thủ của Thiên Phạt gật đầu. Sau đó tất cả người của Thiên Phạt được điều động. Các phân bộ lớn của Thiên Phạt đều nhận được tin tức rồi chạy tới Thiên Hải ở Long Quốc. Tuy hành trục chi nhánh của Thiên Phạt đã bị huyết đồ tập kích nhưng vẫn còn rất nhiều phân bộ đang hoạt động. Tất cả những phân bộ này cộng lại cũng phải tới 5-60 ngàn người. Một lực lượng khổng lồ như vậy hiện đang hướng về Long Quốc, đương nhiên sẽ gây chú ý tới thế giới ngầm và các quốc gia khác. Chính phủ của Long Quốc cũng bị kinh động với hành động này của Thiên Phạt. Khi họ hiểu rõ tình hình thì thật sự bị sốc. Đệ tử của thủ lĩnh Thiên Phạt lại chết ở Thiên Hải sao? Ai làm vậy? Lập tức đi điều tra người giết chết đệ tử của thủ lĩnh Thiên Phạt, phải bắt cho bằng được. Lúc này, trong nội các của Long Quốc truyền ra một mệnh lệnh lạnh như băng. Ngay lập tức, sở giám sát và sở điều tra, cả những cao thủ hàng đầu của Tổ Long đều chạy tới Thiên Hải. Trong chiến bộ, Long Chiến Thiên nhìn người đàn ông mặc áo choàng đen trước mặt, trong Thiên Hải, người dám làm chuyện này cũng chỉ có thằng nhóc kia thôi, nhưng lần này lão gia lại phái sở tuần tra, sở giám sát và cao thủ của Tổ Long đi, e rằng muốn mượn con này để diệt trừ cậu ta. Cậu đích thân đi một chuyến, phải đảm bảo sự an toàn của cậu ấy, cũng đừng khiến cậu ấy nảy sinh xung đột quá lớn với họ, chuyện này mà càng lớn thì càng phiền phức. Vâng, người đàn ông mặc áo choàng đen gật đầu. Trong lúc Thiên Phạt nổi cơn tan bành thì Diệp Phàm và Đường Sở Sở đang đi tới tập đoàn Đường Thị. Những thành viên của bộ phận tuyên truyền của tập đoàn Đường Thị đã tập hợp. Trong đám người này, hai anh họ và chị họ của Đường Sở Sở đang hất mặt lên trời chửi bới. Cô chẳng qua chỉ là một thư ký nho nhỏ của em họ tôi, cô nghĩ cô là ai? Dám sai tôi làm việc vặt, cô có tin tôi khiến cô cuốn gói cút đi chỉ bằng một câu không? Đúng vậy. Mau đổi chức vụ khác cho chúng tôi. Chức vụ của mọi người là do công ty sắp xếp, tôi không có quyền thay đổi. Tôn Tiểu Tiểu đáp. Cô nói cái gì?
Chị họ của Đường Sở Sở sầm mặt, lạnh lùng nhìn Tôn Tiểu Tiểu. Nếu mấy người không phải là họ hàng của Tổng Giám Đốc thì vốn còn không vào được cửa của tập đoàn Đường Thị đâu. Tôn Tiểu Tiểu nhìn không được nói. Anh chị họ của Đường Sở Sở nổi giận. Bốp! Chị họ Đường Sở Sở tát Tôn Tiểu Tiểu một cái, khiến cô ấy ngã xuống đất. Cô chỉ là một thư ký nho nhỏ mà dám nói với chúng tôi như vậy. Tôi cho cô biết, bây giờ cô bị đuổi việc rồi, mau cút khỏi đây cho tôi. Chị họ của Đường Sở Sở chỉ vào Tôn Tiểu Tiểu nói, ra vẻ như chủ nhân của Đường Thị. Còn hai người anh họ cũng làm ra vẻ cao ngạo. Ai đòi đuổi người của tôi? Lúc này, giọng nói lạnh lùng của Đường Sở Sở truyền đến. Cô đi thẳng tới, vô cùng khí thế. Đường Sở Sở nhìn Tôn Tiểu Tiểu bị ngã dưới đất thì mặt sầm lại, trong mắt bùng lửa giận. Sở Sở, em đến rồi. Thư ký của em không có phép tắc gì cả, không chỉ sắp xếp mấy việc vặt cho anh chị, còn dám nói năng vô lễ với chị và anh họ em, nhân viên thế này không nên giữ lại, nên chị đã đuổi cô ta giúp em rồi. Chị họ Đường Sở Sở ra vẻ kiêu ngạo nói. Chị có tư cách gì mà đuổi việc nhân viên của tôi? Lúc này, Đường Sở Sở nhìn chị họ mình với vẻ mặt lạnh lùng. Chị là chị họ em, chị đuổi nhân viên giúp em thì có vấn đề gì sao? Người chị họ này vẫn hừng hực khí thế. Sở Sở. Lúc này anh họ lớn vừa định lên tiếng thì bị Đường Sở Sở ngắt lời. Cô lạnh lùng nhìn chị họ hỏi, chị đánh cô ấy sao? Là chị đánh. Chị họ thẳng thắn thừa nhận. Mau xin lỗi Tiểu Tiểu. Đường Sở Sở lạnh lùng quát. Xin lỗi cô ta, em không lầm chứ. Chị mới là chị họ của em, cô ta chỉ là một nhân viên, dựa vào đâu mà chị phải xin lỗi cô ta là cái thá gì chứ? Chị họ bất mãn kêu lên. Bốp! Diệp Phàm bỗng đi tới tát chị họ một cái, khiến cô ta ngã xuống đất, anh lạnh lùng nói, không cần phải khách sáo với loại người này. Thằng nhóc kia, mày làm gì thế? Mày dám đánh em họ tao à? Hai anh họ của Đường Sở Sở tức giận hét lên với Diệp Phàm. Bốp, bốp! Diệp Phàm lại tát hai cái nữa khiến hai tên đấy ngã xuống đất, anh lạnh lùng nói, hôm qua tao đã muốn đánh bọn mày nhưng nể mặt Sở Sở nên mới không ra tay, hôm nay còn dám giả vờ giả vịt ở đây, đúng là thiếu đánh. Mày! Hai tên kia nằm dưới đất tức giận chỉ Diệp Phàm. Diệp Phàm nắm tóc chị họ của Đường Sở Sở, kéo tới trước mặt Tôn Tiểu Tiểu, lạnh nhạt nói, quỳ xuống. Xin lỗi. Tao là chị họ của Sở Sở, mày dám đối xử với tao như vậy sao? Đường Sở Sở, em cứ mặc kệ ngồi xem sao. Chị họ tức giận kêu lên, rồi nhìn về phía Đường Sở Sở. Chị đúng là nên xin lỗi Tiểu Tiểu. Đường Sở Sở lạnh lùng đáp. Mày, tao sẽ nói với gì, kêu bọn mày hợp lực với người ngoài ăn hiếp tao. Chị họ hét lên. Bốp! Diệp Phàm lại tát một cái lên mặt đối phương. Khiến hai bên má của chị họ đều có dấu bàn tay. Tôi không muốn nghe nói nhảm, xin lỗi mau. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Xin lỗi. Tuy cô ta rất tức giận nhưng bị Diệp Phàm dọa sợ nên vội vàng xin lỗi Tôn Tiểu Tiểu. Vợ à, tiếp theo nên xử lý họ thế nào đây? Diệp Phàm nhìn Đường Sở Sở. Ba người không hài lòng với chức vụ tôi sắp xếp cho sao? Đường Sở Sở nhìn ba người hỏi. Hài lòng. Hài lòng. Hai anh họ bị Diệp Phàm dọa sợ, liền vội vàng gật đầu. Nếu hài lòng thì mau đi làm việc cho tốt đi. Đường Sở Sở nói thẳng. Nếu ba người để tôi biết ba người làm loạn nữa thì tôi không chỉ tát mấy cái thôi đâu. Diệp Phàm nhìn ba người họ, lạnh lùng quát lên, sát ý lạnh lẽo phóng ra từ người anh bao phủ họ. Ba người bị sát ý đó dọa sợ đến mặt trắng bệch, cơ thể run rẩy, gật đầu liên tục. Được rồi. Mọi người trở lại làm việc bình thường đi. Đường Sở Sở bình tĩnh nói, rồi dẫn Tôn Tiểu Tiểu và Diệp Phàm đi. Khi nhóm Diệp Phàm đi, ba người thở gấp, trong lòng đầy sợ hãi. Một người đàn ông đứng cách đó không xa, người này chính là Sở Hà. Bây giờ anh ta đã là cổ đông của Đường Thị nên đương nhiên có thể ra vào Đường Thị tự do. Anh ta nhìn chằm chằm ba người rồi đi tới. Trong văn phòng của Đường Sở Sở. Đường Sở Sở cầm túi chườm nước đá đưa cho Tôn Tiểu Tiểu, nói, chườm lên mặt đi. Cảm ơn Chủ tịch, Tôn Tiểu Tiểu nói. Em vì chị mới bị đánh, Tiểu Tiểu, chị xin lỗi em. Đường Sở Sở nhìn Tôn Tiểu Tiểu, nói lời xin lỗi. Chủ tịch, chuyện đó không liên quan đến chị,
là em không hoàn thành tốt nhiệm vụ chị giao. Tôn Tiểu Tiểu vội vàng lắc đầu. Sau này ba người họ còn dám làm vậy, cứ kêu bảo vệ đuổi ra ngoài là được rồi. Diệp Phàm dặn dò Tôn Tiểu Tiểu. Vâng. Tôn Tiểu Tiểu gật đầu, nhìn Diệp Phàm, hôm nay cảm ơn anh. Không cần cảm ơn tôi vốn cũng chướng mắt mấy tên đó. Diệp Phàm bĩu môi. Tiểu Tiểu, em nghỉ ngơi trước đi. Anh Tiểu Phàm, anh đưa em đến trường quay đi, chúng ta đi gặp Tô Tiểu Thư, nhân chuyện nói cô ấy đêm nay đến tham gia lễ kỷ niệm ngày thành lập trường. Đường Sở Sở sắp xếp. Được. Diệp Phàm trực tiếp dẫn Đường Sở Sở đến trường quay nơi Tô Nhược Tuyết đang quay quảng cáo. Mấy ngày nay Tô Nhược Tuyết đều đang bận quay các loại quảng cáo cho tập đoàn Đường Thị. Mà khi Diệp Phàm đi đến trường quay, còn có một nhóm người khác cũng đi về phía trường quay. Trong một chiếc Bentley sang trọng, một chàng trai ăn mặc sang trọng đang xem tài liệu, trên tài liệu là thông tin liên quan đến Diệp Phàm. Là tên tiểu tử này đã giết Âu Dương Mục. Chàng trai xem xong rồi nói. Trước đó Âu Dương Mục vì Khương Tiểu Thư mà nảy sinh mâu thuẫn với tên tiểu tử này trước mặt mọi người, suýt chút bị giết, may mà được Hắc Kiếm tuần tra cứu được, còn tiểu tử nhà họ Dương lại chết thảm trong tay hắn. Sau đó Âu Dương Mục không cam lòng nên đã bắt cóc bạn gái hắn, sau đó Âu Dương Mục chết, hung thủ có lẽ chính là hắn. Một người đàn ông khoảng 30 tuổi ngồi trên ghế phụ lái lên tiếng. Tên tiểu tử này không có lai lịch gì, chỉ có tập đoàn Đường Thị làm chỗ dựa mà cũng dám giết con trai của nhà họ Âu Dương, gan đúng là không nhỏ. Chàng trai cười lạnh một tiếng. Thiếu gia, chúng ta sẽ ra tay với hắn sao? Người đàn ông kia dò hỏi. Người đối phó với hắn là nhà họ Âu Dương, chúng ta cần gì phải lãng phí thời gian ra tay, lần này tôi đến đây cũng chỉ để điều tra xem rốt cuộc là ai giết Âu Dương Mục mà thôi. Huống chi hôm nay tôi phải thay Vân Thiếu gia đi gặp Tô Nhược Tuyết. Chàng trai lạnh lùng nói. Đúng rồi thiếu gia, công ty mà Tô Tiểu Thư làm đại ngôn chính là tập đoàn Đường Thị đó. Người đàn ông nói. Ồ, thật không, trùng hợp vậy à? Chàng trai mỉm cười. Mà cùng lúc đó tại một trường quay ở Thiên Hải, Diệp Phàm và Đường Sở Sở đã đến. Đúng lúc Tô Nhược Tuyết vừa quay xong một quảng cáo, thấy Diệp Phàm xuất hiện liền đi tới. Chủ tịch Đường, anh Diệp, sao hai người lại đến đây? Chúng tôi đến xem Tô Tiểu Thư quay thế nào rồi. Đường Sở Sở mỉm cười nói. Cũng được đó. Tô Nhược Tuyết nói. Không biết tối nay Tô Tiểu Thư có thời gian không? Đường Sở Sở dò hỏi. Chủ tịch Đường có chuyện gì sao? Đêm nay Đại học Thiên Hải sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm, không biết Tô Tiểu Thư có thời gian tham gia không? Đường Sở Sở nhìn Tô Nhược Tuyết, trực tiếp nói. Tham gia lễ kỷ niệm thành lập trường. Trong mắt Tô Nhược Tuyết lộ ra vẻ kinh ngạc. Em họ tôi học ở Đại học Thiên Hải. Lãnh đạo Đại học Thiên Hải biết được quan hệ giữa tôi và nó nên muốn dựa vào nó để nhờ tôi mời Tô Tiểu Thư đến. Đường Sở Sở giới thiệu. Nhược Tuyết của chúng tôi sẽ không tham gia mấy loại như lễ kỷ niệm thành lập trường này đâu. Chị Hồ cũng là người đại diện đi tới, nói thẳng. Nếu đã như vậy thì bỏ đi. Đường Sở Sở nói. Cô và anh Diệp cũng sẽ tham dự sao? Tô Nhược Tuyết đột nhiên lên tiếng, nhìn về phía Diệp Phàm. Đương nhiên rồi. Đường Sở Sở gật đầu. Chị Hồ, chị liên hệ với Đại học Thiên Hải chút đi, nói tối nay em sẽ tới lễ kỷ niệm thành lập trường của bọn họ làm khách, hơn nữa còn biểu diễn một ca khúc. Tô Nhược Tuyết dặn dò chị Hồ. Cái gì, Nhược Tuyết, em? Chị Hồ, cứ làm theo lời em nói đi. Chị Hồ thay đổi vẻ mặt, muốn nói gì đó nhưng bị Tô Nhược Tuyết cắt ngang. Được rồi. Chị Hồ thấy Tô Nhược Tuyết đã quyết định, cũng không nói thêm nữa. Cảm ơn Tô Tiểu Thư. Đường Sở Sở nhìn Tô Nhược Tuyết, cảm kích nói. Chủ tịch Đường không cần khách sáo, tôi có rất nhiều fan là sinh viên, đêm nay coi như buổi gặp mặt fan mà thôi. Tô Nhược Tuyết mỉm cười, còn nhìn thoáng qua Diệp Phàm một cái. Đây là trường quay, người ngoài không thể tùy tiện vào trong. Cút, ngay cả Hoa Thiếu gia cũng dám cản đường, muốn chết sao? Lúc này, bên ngoài truyền tới tiếng ồn ào. Sau đó một nhóm người trực tiếp xông vào. Người dẫn đầu chính là chàng trai ngồi trong xe Bentley kia, người đàn ông đi bên cạnh, phía sau còn có mấy người mặc đồ đen. Hoa Thừa, sao anh lại tới đây? Tô Nhược Tuyết nhìn chàng trai này, nói. Tô Tiểu Thư, tôi là cố ý thay Vân Thiếu gia đến thăm cô, khi nào cô trở về đế đô vậy,
Vân thiếu gia còn muốn mời cô ăn cơm đó. Hoa Thừa nhìn Tô Nhược Tuyết, cười tươi nói. Anh về nói với anh ta, tôi không muốn ăn cơm với anh ta. Tô, đây là nơi làm việc, người không liên quan mời ra ngoài. Hoa Thừa còn muốn nói gì đó, nhưng Đường Sở Sở đã lên tiếng trước. Hoa Thừa nhìn về phía Đường Sở Sở, hai mắt lóe sáng, nói, thật là một cô gái xinh đẹp, không ngờ ở Thiên Hải còn có người có thể sánh ngang với Tô Tiểu Thư. Mời các người ra ngoài. Đường Sở Sở lạnh lùng nói. Người đẹp, nếu tôi không đi thì sao? Hoa Thừa cười vui vẻ. Không đi thì chết. Đột nhiên, giọng nói lạnh như băng của Diệp Phàm truyền đến. Hoa Thừa nhìn về phía Diệp Phàm. Khi anh ta nhìn thấy Diệp Phàm, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Anh ta vừa xem tài liệu về Diệp Phàm, đương nhiên nhận ra đối phương. Chỉ là không ngờ nhanh như vậy đã gặp phải hung thủ đã sát hại U Dương Mục. Là anh. Hoa Thừa nhìn Diệp Phàm, lạnh lùng nói. Anh quen tôi à? Diệp Phàm liếc đối phương một cái. U Dương Mục đã chết trong tay anh đúng không? Hoa Thừa nói. Hóa ra là cùng một bọn với tên đó, đúng vậy, là tôi giết, anh muốn chết cùng sao? Diệp Phàm nhìn Hoa Thừa chăm chú. Lúc này, người đàn ông 30 tuổi và mấy người mặc đồ đen biến sắc, lập tức chắn trước mặt Hoa Thừa, cảnh giác nhìn Diệp Phàm. Mà Hoa Thừa nhìn Diệp Phàm, cau mày. Hoa Thừa, anh mau đi đi, đừng ảnh hưởng công việc của tôi. Nếu anh còn không đi tôi sẽ nói với Vân Phong chuyện này. Tô Nhược Tuyết lạnh lùng quát. Vậy Tô Tiểu Thư, tôi đi trước. Hoa Thừa nói với Tô Nhược Tuyết một câu, nhìn Diệp Phàm một cái rồi dẫn người đi. Vừa nãy thật ngại quá. Tô Nhược Tuyết lập tức nói với Diệp Phàm và Đường Sở Sở. Không sao. Đường Sở Sở lắc đầu. Bên ngoài trường quay, Hoa Thừa ra ngoài, người đàn ông tò mò nói, thiếu gia, tên nhóc kia quá kiêu ngạo rồi. Người đàn ông ôm Tô Nhược Tuyết còn bị PS ảnh giường chiếu với cô ấy trên bản tin trước kia chính là hắn sao? Đột nhiên, hai mắt Hoa Thừa lóe lên. Hình như là hắn. Người đàn ông kia nhớ lại một chút rồi tự trả lời. Vậy thì tốt rồi. Đi. Hoa Thừa cười lạnh một tiếng rồi lên xe rời đi. Rất nhanh đã tới giữa trưa. Trong một nhà hàng kiểu Tây, Khương Vân Hy và Lý Tử Huyên đang ngồi ăn bít tết. Vân Hy à, cậu cứ tiếp tục như vậy cũng không phải cách, cậu phải chờ đến khi nào thì mới khiến người đó dạy cậu y thuật. Lý Tử Huyên cắn một miếng thịt bò, bĩu môi. Có chí ắt sẽ thành công, tớ tin tớ nhất định sẽ khiến anh ấy đồng ý dạy tớ. Khương Vân Hy kiên định nói. Tớ có một cách, có thể khiến anh ta đồng ý dạy cậu y thuật. Lý Tử Huyên thần thần bí bí nhìn Khương Vân Hy. Cách gì? Khương Vân Hy tò mò hỏi. Khiến anh ta y e cậu, đến lúc đó không phải sẽ ngoan ngoãn dạy cậu toàn bộ y thuật sao, thế nào, cách này của tớ cũng không tệ chứ. Lâm Tử Huyên cười ha ha. Khương Vân Hy hơi sửng sốt, sau đó lộ ra vẻ xấu hổ, nhìn Lâm Tử Huyên bằng ánh mắt khinh thường, cậu nghĩ ra cách bậy bạ gì vậy chứ? Chậc, Vân Hy, cậu cứ như vậy thì yêu phải anh ta cũng là chuyện sớm muộn thôi. Lý Tử Huyên khịt mũi phản bác. Lúc này mặt Khương Vân Hy hơi đỏ lên, không đáp lời, chỉ cúi đầu ăn thịt bò. Khương Tiểu Thư, anh trai tôi yêu cô như vậy, cô lại ngoại tình với người đàn ông khác, còn vì vậy mà hại chết anh trai tôi, cô không cảm thấy áy náy sao? Đột nhiên, một giọng nói lạnh như băng vang lên bên tai Khương Vân Hy, cô ngẩng đầu nhìn, liền thấy một chàng trai đang đứng đó. Gạch chéo ngược. Người này chính là nhị thiếu gia của nhà U Dương bất phàm. Anh là ai? Khương Vân Hy nhìn đối phương, nghi hoặc nói. Âu Dương Mục là anh trai tôi là Âu Dương bất phàm. Âu Dương bất phàm lạnh nhạt nói. Sắc mặt của Khương Vân Hy và Lý Tử Huyên thay đổi. Này, anh trai anh chết là do anh ta tự mình gây ra, liên quan gì đến Vân Hy của chúng tôi chứ? Lý Tử Huyên nhìn Âu Dương bất phàm nói. Âu Dương bất phàm nhìn Lý Tử Huyên bằng ánh mắt sắc lạnh, bóp cổ cô, khiến cô hít thở không thông. Tử Huyên! Anh không được làm tổn thương Tử Huyên, anh muốn gì thì cứ nhắm vào tôi. Khương Vân Hy biến sắc, vội hét lên với Âu Dương bất phàm. Gọi người đã giết anh trai tôi ra đây. Âu Dương bất phàm lạnh nhạt nói. Mà Khương Vân Hy nghe Âu Dương bất phàm nói vậy, hơi do dự. Không muốn gọi, vậy cô ta phải chết. Lúc này Âu Dương bất phàm lập tức siết chặt bàn tay đang siết cổ Lý Tử Huyên,
sắc mặt Lý Tử Huyên nhanh chóng trở nên trắng bệch. Được, tôi gọi, anh đừng làm tổn thương Tử Huyên. Nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của Lý Tử Huyên, Khương Vân Hy vội lấy điện thoại ra gọi cho Diệp Phàm. Alo, Diệp Phàm ở đầu dây bên kia đang ăn trưa với Đường Sở Sở, kết quả nhận được điện thoại của Khương Vân Hy, hắn nhướng mày. Được, tôi sẽ qua đó ngay, Diệp Phàm nói. Sao vậy, Đường Sở Sở nhìn Diệp Phàm. Anh có chuyện phải giải quyết, em ăn trước đi. Diệp Phàm trực tiếp rời đi, đến nhà hàng Tây kia. Đợi khi Diệp Phàm đến nhà hàng Tây, phát hiện ở đây vô cùng yên tĩnh, không có một bóng người. Hắn nhìn vào bên trong, cuối cùng cũng thấy Khương Vân Hy. Khương Vân Hy và Lý Tử Huyên đang đứng đó, sắc mặt trắng bệch, cơ thể run rẩy. Trước mặt họ là Âu Dương Bất Phàm đang ăn thịt bò. Diệp Thần Y, thấy Diệp Phàm đến, Khương Vân Hy vội vàng kêu lên. Âu Dương Bất Phàm đưa mắt về phía Diệp Phàm, ánh mắt lạnh lùng nói, anh chính là Diệp Phàm. Cậu là em trai của Âu Dương Mục, Diệp Phàm nhìn đối phương, nói thẳng. Đúng vậy, anh giết anh trai tôi sẽ báo thù cho anh ấy. Âu Dương Bất Phàm ăn xong miếng thịt bò cuối cùng liền đứng dậy, trên người tỏa ra khí tức đáng sợ. Đây là bữa cơm cuối cùng của cậu rồi, Diệp Phàm nhẹ nhàng nói. Lúc này Âu Dương Bất Phàm cầm lấy con dao, đâm thẳng về phía Diệp Phàm. Tốc độ của anh ta nhanh đến nỗi dao cũng biến thành một cái bóng. Thực lực của anh ta rất mạnh, đã đạt tới huyền cảnh cửu trọng, trong số thế hệ trẻ mà Diệp Phàm gặp qua, hắn ta chỉ đứng sau thiếu chủ của thiên phạt. Ha, Diệp Phàm vung tay lên, giật lấy con dao trong tay Âu Dương Bất Phàm, trước khi đối phương kịp phản ứng, dao đã đâm vào cổ họng anh ta. Khi máu từ cổ họng Âu Dương Bất Phàm bắn ra tung tóe, anh ta trừng to mắt nhìn Diệp Phàm, lộ ra vẻ không dám tin. Vừa rồi Diệp Phàm dùng tay không đoạt dao, tốc độ quả thực nhanh như chớp, không cho Âu Dương Bất Phàm cơ hội phản ứng. Thậm chí trong mắt Khương Vân Hy và Lý Tử Huyên, từ lúc Âu Dương Bất Phàm tấn công đến lúc chết chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt đã kết thúc. Hai người trợn mắt há mồm, qua hồi lâu cũng không thể hồi phục lại. Thực lực không tệ, đáng tiếc quá tự tin. Diệp Phàm bĩu môi, hắn trực tiếp gọi điện thoại bảo Xuân Lan đến xử lý thi thể, đồng thời cảnh cáo nhà họ Âu Dương một chút. Còn dám đến làm phiền tôi thì nhà họ Âu Dương sẽ bị diệt tộc. Đó là nguyên văn lời cảnh báo của Diệp Phàm dành cho nhà họ Âu Dương. Hai người không sao chứ? Sau đó, Diệp Phàm nhìn Khương Vân Hy và Lý Tử Huyên. Không, không sao, cảm ơn anh. Khương Vân Hy phản ứng lại, nhìn Diệp Phàm nói. Anh lợi hại như vậy, mà Lý Tử Huyên như mở ra một thế giới mới, kinh ngạc nhìn Diệp Phàm. Bản thân cô cũng tập Taekwondo. Thấy Diệp Phàm lợi hại như vậy, đương nhiên cũng bị sốc. Anh có thể nhận tôi làm đệ tử, dạy tôi võ được không? Lý Tử Huyên nhìn Diệp Phàm nói. Hả, nghe vậy, Diệp Phàm đen mặt nhìn hai người họ, sao hai người lại thích làm đệ tử của người khác vậy, còn chỉ chọn đúng một người. Anh nhận cả hai chúng tôi làm đồ đệ đi, Vân Hy theo anh học y, tôi theo anh học võ, vẹn toàn đôi bên, hơn nữa có hai đệ tử xinh đẹp như vậy là quá hời cho anh rồi. Lý Tử Huyên vội vàng nói. Không hời, tôi không nhận đệ tử. Diệp Phàm lập tức từ chối rồi dứt khoát rời khỏi đó. Vân Hy, tớ quyết định rồi, tớ nhất định sẽ bái anh ta làm thầy. Lý Tử Huyên bị Diệp Phàm lạnh lùng từ chối nhưng cũng không từ bỏ, hưng phấn nói. Khương Vân Hy bất đắc dĩ nhìn người bạn thân của mình. Mà sau khi thi thể của Âu Dương Bất Phàm được đưa về nhà họ Âu Dương lại có một phen chấn động. Đại thiếu gia vừa mới bị giết, bây giờ nhị thiếu gia cũng chết, vậy chẳng phải nhà họ Âu Dương sẽ đoạn tử tuyệt tôn sao? Bất Phàm, Âu Dương khắc nhìn thi thể của đứa con trai thứ, vẻ mặt đau khổ, đau lòng hét lên. Mà sau khi nghe lời cảnh cáo của Diệp Phàm dành cho gia tộc, vẻ mặt Âu Dương khắc càng dữ tợn hơn, giận dữ giống, Diệp Phàm, thật khinh người quá đáng. Âu Dương khắc tức giận hét xong phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp ngất đi. Lần này, gia tộc Âu Dương đại loạn. Toàn bộ đế đô đều đang bàn tán về nhà họ Âu Dương, hai vị thiếu gia liên tiếp chết thảm, chuyện này chưa bao giờ xảy ra trong 10 đại gia tộc ở đế đô. Rốt cuộc là ai to gan như vậy, dám xuống tay với nhà họ Âu Dương, một trong 10 đại gia tộc ở đế đô chứ? Trong nháy mắt, màn đêm buông xuống, Đại học Thiên Hải lúc này rất sôi nổi. Hàng nghìn học sinh vây quanh cổng trường, bọn họ đều là fan hâm mộ. Biết được Tô Nhược Tuyết sẽ tham gia lễ kỷ niệm nên mới đến đây từ sớm để đón Tô Nhược Tuyết.
là ngôi sao thần tượng nổi tiếng hiện nay, lượng fan hâm mộ của Tô Nhược Tuyết vô cùng lớn, rất nhiều người ở Đại học Thiên Hải đều là fan của cô. Hiện giờ thần tượng đến, các fan đương nhiên rất kích động. Cuối cùng, trước sự háo hức chờ đợi của mọi người, Tô Nhược Tuyết đã tới Đại học Thiên Hải bằng chiếc xe thương vụ. Tô Nhược Tuyết, Tô Nhược Tuyết, Tô Nhược Tuyết, các học sinh có mặt lập tức phất cờ reo hò. Đại học Thiên Hải phái rất nhiều bảo vệ để duy trì trật tự, nếu không sợ là những học sinh này đã lao lên xe. Trong xe, Hồ Cầm nhìn Tô Nhược Tuyết, có phải em đồng ý đến tham gia lễ kỷ niệm thành lập trường là vì Diệp Phàm kia không? Người ta đã giúp em nhiều như vậy, chỉ đến tham gia một cái lễ kỷ niệm cũng không là gì. Tô Nhược Tuyết nhẹ nhàng nói. Chị Hồ đừng lo, không phải cha đã cử một nhóm vệ sĩ đến sao? Huống chi anh ấy cũng ở đây, em xảy ra chuyện gì đã có anh ấy cứu em rồi. Hồ Cầm lo lắng nói. Chị Hồ đừng lo, không phải cha đã cử một nhóm vệ sĩ đến sao? Huống chi anh ấy cũng ở đây, em xảy ra chuyện gì đã có anh ấy cứu em rồi. Tô Nhược Tuyết nhẹ nhàng nói. Em có biết bây giờ em vẫn còn rất nguy hiểm không? Không thích hợp xuất hiện ở nơi công cộng rộng lớn như vậy, lễ kỷ niệm đêm nay nhiều người như vậy, lỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Hồ Cầm lo lắng nói. Chị Hồ đừng lo, không phải cha đã cử một nhóm vệ sĩ đến sao? Huống chi anh ấy cũng ở đây, em xảy ra chuyện gì đã có anh ấy cứu em rồi. Tô Nhược Tuyết nhẹ nhàng nói. Em đó, hai, thấy dáng vẻ này của Tô Nhược Tuyết, Hồ Cầm bất đắc dĩ thở dài. Cùng lúc đó, Diệp Phàm và Đường Sở Sở, còn có A Cơ cũng đã đến Đại học Thiên Hải. Người phụ nữ này nổi tiếng đến vậy sao? Diệp Phàm nhìn cổng trường đông nghẹt người cùng với tiếng hò hét đinh tai nhức óc, không khỏi cảm thán nói. Anh Tiểu Phàm, e là cả nước chỉ có mình anh hỏi vậy thôi. Bây giờ Tô Tiểu Thư là ngôi sao hàng đầu Long Quốc, mọi người đều biết đến cô ấy. Đường Sở Sở nhìn Diệp Phàm trêu chọc nói. Anh cũng không theo đuổi thần tượng. Diệp Phàm lầu bầu. Bọn họ nhanh chóng vào trong trường, gặp được Trần Tiểu Manh. Chị họ, chị thật tốt, em biết nếu chị ra mặt Tô Nhược Tuyết nhất định sẽ đến mà. Tô Nhược Tuyết đến, toàn bộ nam sinh trong trường đều phát điên rồi. Trần Tiểu Manh ôm Đường Sở Sở cười nói. Chào anh Diệp, lúc này, Vương Băng Thanh bạn thân của Trần Tiểu Manh nhìn thấy Diệp Phàm, lên tiếng chào hỏi. Chào, đã lâu không gặp, Diệp Phàm nhẹ giọng nói. Chị họ. Lễ kỷ niệm sắp bắt đầu rồi, mọi người mau vào chỗ ngồi đi. Em đã chọn cho hai người một chỗ ở hàng đầu, nhất định phải xem màn biểu diễn của em đó. Trần Tiểu Manh cười hì hì nói. Em còn biết biểu diễn sao? Diệp Phàm nghi hoặc nhìn Trần Tiểu Manh. Hừ, anh cũng đừng xem thường người khác, tôi sẽ cho anh thấy sự lợi hại của tôi. Trần Tiểu Manh kiêu ngạo nói với Diệp Phàm. Sau đó, Trần Tiểu Manh dẫn nhóm người Diệp Phàm đến nơi tổ chức lễ kỷ niệm. Mà sau khi bọn họ rời đi, năm bóng người xuất hiện tại đây, chính là năm người xuất hiện ở ngã tư ban ngày. Người phụ nữ này quả thật xinh đẹp, coi như có chút tư cách là vợ của thiếu tộc trưởng. Người đàn ông ở giữa trong số năm người lên tiếng. Vậy chúng ta có cần trực tiếp bắt người đi không? Một người khác trong số năm người nói. Bây giờ nhiều người như vậy, chờ một chút đi, tránh gây phiền toái. Người đàn ông ở giữa trầm giọng nói. Mà ở một nơi nào đó của Đại học Thiên Hải, có hai người mặc đồ đen đang đứng đó. Đã sắp xếp xong hết chưa? Một người nói. Đã sắp xếp xong hết rồi, lần này nhất định sẽ bắt được người. Một người khác nói. Nhớ kỹ, lần này không thể xảy ra sai sót gì nữa, phía trên đều đang chờ, vì vậy nhất định phải bắt được người phụ nữ đó. Người đàn ông mặc đồ đen nói chuyện đầu tiên lạnh lùng hét lên. Yên tâm, lần này chúng ta mang người tới. Cho dù nha đầu kia có cả quân đội bảo vệ cũng vô dụng. Người đàn ông mặc đồ đen còn lại tự tin nói. Cùng lúc đó, bên ngoài Đại học Thiên Hải có rất nhiều người đang đi về phía Đại học Thiên Hải, có khoảng mấy chục ngàn người, khiến người ta sợ hãi. Họ đều là thành viên của các chi nhánh lớn của Thiên Phạt triệu tập, còn có một số cường giả của Tổng bộ Thiên Phạt. Mục tiêu tối nay của họ là đoạt lại thi thể của thiếu chủ, giết chết Diệp Phàm. Đại học Thiên Hải, trong khán phòng. Hiện tại, ở đây có thể được coi là nơi người người tấp nập, giống như một địa điểm hòa nhạc vậy. Toàn bộ khán phòng quy tụ hàng chục ngàn sinh viên của Đại học Thiên Hải. Trong số đó, đa số bọn họ đều đến đây vì Tô Nhược Tuyết. Diệp Phàm, Đường Sở Sở cùng với A Cơ được sắp xếp ngồi ở hàng ghế đầu tiên.
chỉ có các lãnh đạo của trường học và một số người có quyền lực mới có tư cách ngồi ở hàng ghế này, ban đầu đám người Diệp Phàm cũng ngồi ở phía sau, thế nhưng Đường Sở Sở lại bị lãnh đạo của Đại học Thiên Hải nhận ra nên đã đặc biệt sắp xếp cho bọn họ ngồi ở hàng đầu tiên. Tiếp theo, một nhóm giáo sư lãnh đạo trường học của Đại học Thiên Hải và một số quan chức nhà nước của Thiên Hải lần lượt lên sân khấu phát biểu cảm nghĩ chúc mừng trường học, sau đó là một loạt các buổi biểu diễn. Những màn trình diễn này đều được chính các sinh viên của Đại học Thiên Hải tập luyện và trình diễn, một loạt các tiết mục như hát, nhảy và ngâm thơ. Ngay sau đó, đến lượt Trần Tiểu Manh lên sân khấu. Mà cô ấy không ngần ngại mặc một bộ trang phục nhảy rất gợi cảm, còn biểu diễn một điệu nhảy ra gợi cảm và nóng bỏng trên sân khấu, gây ra một loạt tiếng reo hò và la hét trong khán phòng. Ngay cả Diệp Phàm cũng không khỏi nhìn lâu hơn, hắn cảm thán nói, cô nhóc này còn biết cả nhảy cơ à, cũng có chút tài năng đấy chứ. Tiểu Manh đúng là giỏi quá đi. Đường Sở Sở mỉm cười nói. Nhưng cô nhóc đó nhảy nhiệt tình như thế không sợ làm bộ đồ bị rách ra ư. Diệp Phàm trêu chọc. Anh Tiểu Phàm, có phải anh có ý muốn bộ đồ của Tiểu Manh bị rách đúng không? Đường Sở Sở nhìn Diệp Phàm, chế nhạo nói. Sao có thể chứ, anh là người đàng hoàng mà. Diệp Phàm nghiêm túc nói. Chẳng mấy chốc, điệu nhảy nóng bỏng của Trần Tiểu Manh kết thúc, cô ấy ném cho Diệp Phàm một cái liếc mắt trước khi rời khỏi sân khấu, như thể đang lấy le với Diệp Phàm. Sau đó, các màn tiết mục tài năng khác luân phiên được trình diễn. Trần Tiểu Manh thay quần áo xong và đi đến bên cạnh Diệp Phàm, thì thầm nói, thế nào? Tôi nhảy đẹp lắm đúng không? Cũng bình thường thôi. Diệp Phàm bình luận. Cắt, đừng tưởng là tôi không biết, lúc tôi nhảy anh cứ nhìn chằm chằm đến nỗi tròng mắt sắp rơi ra đến nơi rồi. Trần Tiểu Manh khịt mũi kiêu ngạo nói. Tiểu Manh, không ngờ em còn biết cả nhảy đấy, quá tuyệt vời. Đường Sở Sở khen ngợi. Em chỉ mới học được mấy tháng thôi. Trần Tiểu Manh cười hì hì rồi ngồi xuống. Chẳng mấy chốc đã trôi qua một khoảng thời gian. Thưa quý vị, người tiếp theo lên sân khấu biểu diễn chính là khách mời đặc biệt mà chúng tôi đã mời đến lễ kỷ niệm 100 năm của Đại học Thiên Hải. Tôi nói vậy mọi người có đoán được là ai chưa nào? Lúc này, người dẫn chương trình bước lên sân khấu và nói. Tô Nhược Tuyết! Tô Nhược Tuyết! Ngay sau khi người dẫn chương trình phát biểu xong, dưới đài đã có những tiếng la hét sôi sục từ phía khán giả. Đúng vậy, người tiếp theo lên sân khấu chính là nữ thần quốc dân Tô Nhược Tuyết của chúng ta. Cô Tô Nhược Tuyết, xin mời cô. Ngay sau đó, người dẫn chương trình trực tiếp nói. Tiếp theo, Tô Nhược Tuyết bước ra trong chiếc váy dạ hội màu trắng, cô ăn mặc thuần khiết và xinh đẹp. Đột nhiên, tiếng reo hò và la hét trong khán phòng càng trở nên mãnh liệt hơn. Suýt chút nữa làm sụp đổ trần nhà của toàn bộ khán phòng. Xin chào mọi người, tôi là Tô Nhược Tuyết, tôi rất vui khi được đến tham dự lễ kỷ niệm 100 năm của Đại học Thiên Hải, hôm nay tôi sẽ hát cho mọi người nghe một ca khúc đầu tiên của tôi Ngắm Trăng. Tô Nhược Tuyết cầm lấy micro, mỉm cười nói. Ánh đèn khán phòng mở đi, tất cả ánh sáng đều tập trung trực tiếp vào Tô Nhược Tuyết khiến cô giống như một nàng tiên thực sự. Ngay khi giọng hát ngọt ngào và truyền cảm của Tô Nhược Tuyết vang lên, cả khán phòng nhất thời yên tĩnh lại. Giọng hát của Tô Nhược Tuyết quả thực rất nội lực, đã đạt tới trình độ của nghệ sĩ cao cấp thật sự, đồng thời cũng có thể cộng hưởng với mọi người, khiến người ta xúc động rơi vào ca từ ý cảnh trong lời bài hát. Cô ấy hát hay quá đi. Đường Sở Sở không khỏi vỗ tay tán thưởng. Đây chính là một bản tình ca đấy, không ngờ Tô Nhược Tuyết lại biểu diễn ở đây. Trần Tiểu Manh nói. Nghe nói đây là một bản tình ca, Đường Sở Sở không khỏi dùng ánh mắt liếc nhìn Diệp Phàm. Em nhìn anh làm gì? Diệp Phàm khó hiểu hỏi. Anh Tiểu Phàm, sao em cứ cảm thấy bài hát của cô Tô là hát cho anh nghe vậy nhỉ? Anh xem đi, ánh mắt của cô ấy cứ luôn liếc nhìn về phía này. Đường Sở Sở nói. Xem ra đúng là như vậy, ánh mắt của Tô Nhược Tuyết hình như cứ nhìn chằm chằm vào anh đấy. Anh rể. Không lý nào anh lại có mối quan hệ mập mờ với cô ấy đấy chứ. Trần Tiểu Manh cũng nhìn Tô Nhược Tuyết rồi lại nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm trực tiếp gõ lên đầu Trần Tiểu Manh rồi khịt mũi nói, đừng vu khống cho sự trong sạch của anh. Chị họ của em cũng nói, tại sao anh không đánh chị ấy mà lại đánh em. Trần Tiểu Manh sờ sờ đầu mình, tức giận trừng mắt nhìn Diệp Phàm. Sờ sờ là vợ anh, làm sao anh có thể nỡ lòng đánh cô ấy được. Diệp Phàm lý lẽ hùng hồn nói. Anh! Đột nhiên,
Trần Tiểu Manh tức giận đến mức hai má phồng lên, lồng ngực phập phồng lên xuống dữ dội, có thể nói là rất tức giận. Lúc này, Tô Nhược Tuyết ở trên sân khấu đang xúc động hát bản tình ca này, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn Diệp Phàm. Chậc chậc chậc, cảnh tượng này bị Hoa Thừa cách đó không xa chụp lại. Xem ra hai người này thật sự có mối quan hệ mập mờ gì đó. Hoa Thừa giễu cợt, nói với cấp dưới, gửi bức ảnh này cho Vân Thiệu đi. Cậu chủ, cậu đang muốn mượn đao giết người đấy à? Người đàn ông đi bên cạnh Hoa Thừa mỉa mai nói. Thằng nhóc này có thể giết chết Âu Dương Mục thì đương nhiên cũng có chút năng lực, cần gì chúng ta phải đi đâm đầu vào nguy hiểm, chỉ bằng để người khác đi đối phó với hắn, chúng ta cứ ngồi hưởng ngư ông đắc lợi thôi. Hoa Thừa nhìn chăm chú vào Diệp Phàm, chế nhạo nói. Một khi Vân Thiệu để mắt tới thằng nhóc này, vậy thì hắn xong đời rồi. Người đàn ông kia nói. Tốt nhất là như thế. Hoa Thừa hừ lạnh nói. Đúng lúc này, tất cả ánh đèn trong khán phòng đột nhiên vụt tắt, cả khán phòng tối om. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao lại bị cúp điện? Tôi rất sợ bóng tối. Với sự cố mất điện đột ngột, khán phòng trở nên hỗn loạn và ồn ào. Ngay sau đó, rất nhiều người đã bật đèn pin của điện thoại di động lên. Nhược Tuyết. Lúc này, Hồ Cầm cầm đèn pin điện thoại di động chiếu trên sân khấu nhưng không nhìn thấy Tô Nhược Tuyết đâu, sắc mặt cô ta thay đổi, hét lớn. Chẳng mấy chốc, đèn đuốc trong khán phòng lại sáng lên, nhưng Tô Nhược Tuyết đã biến mất. Không hay rồi. Sắc mặt Đường Sở Sở thay đổi, cô kêu lên. Đi tìm cô chủ nhanh lên. Nhóm hộ vệ của nhà họ Tô thấy Tô Nhược Tuyết biến mất, sắc mặt lần lượt thay đổi, vội vàng hành động. Sao Tô Nhược Tuyết này lại biến mất? Trần Tiểu Manh nói với vẻ mặt ngạc nhiên. Hay là cô ấy bị người ta bắt đi rồi, võ nghệ đúng là lợi hại, ngay cả mình cũng không hề nhận ra được. Ánh mắt Diệp Phàm lóe lên tia sắc lạnh. Anh Tiểu Phàm, anh có thể đi tìm cô Tô không? Nếu có chuyện gì không may xảy ra với cô ấy thì rắc rối lớn rồi. Đường Sở Sở nói với Diệp Phàm. Hai em chờ ở đây đi. Diệp Phàm đứng dậy trực tiếp rời đi. Trong chớp mắt, Diệp Phàm rời khỏi khán phòng, ánh mắt liếc nhìn xung quanh. Diệp Thiếu đang tìm cô Tô kia sao? Lúc này, Mục Thần đến từ biệt thự nhà Mục xuất hiện ở đây nhìn Diệp Phàm. Anh có nhìn thấy cô ấy đâu không? Diệp Phàm nhìn Mục Thần và nói. Tôi tình cờ đi ngang qua thì nhìn thấy một người đàn ông cõng cô Tô đi về hướng đó. Mục Thần chỉ về một phương hướng rồi nói. Diệp Phàm liếc mắt nhìn Mục Thần rồi đi thẳng về hướng đối phương chỉ. Giờ phút này, ở một nơi nào đó bên ngoài Đại học Thiên Hải, một người mặc đồ đen xuất hiện ở đây và cõng theo Tô Nhược Tuyết đang ngất xỉu. Người đàn ông bước đi cực nhanh và nhẹ nhàng, bước trên mặt đất mà không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Phong Ảnh, anh đúng là rất lợi hại, không ngờ anh lại đưa được người ra ngoài nhanh như thế, sớm biết như vậy tôi đã không sắp xếp nhiều người thế này rồi. Một người đàn ông mặc áo choàng đen nhìn người đàn ông mặc đồ đen và mỉm cười nói. Hộ vệ nhà họ Tô sắp đuổi tới rồi, chúng ta rút lui trước đi. Người mặc đồ đen trực tiếp nói. Được, rút lui. Người đàn ông mặc áo choàng đen hô lên. Các người muốn rút lui đi đâu? Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Diệp Phàm xuất hiện trước mặt nhóm người này. Nhóm người này nhìn Diệp Phàm, sắc mặt bọn họ lần lượt thay đổi. Cậu là người của nhà họ Tô. Người mặc đồ đen nhìn Diệp Phàm, lạnh lùng nói. Thả người xuống. Diệp Phàm lạnh lùng nói, sau đó đi về phía nhóm người. Giết hắn. Người đàn ông mặc áo choàng đen trực tiếp hét lên. Lập tức, một đám người xông về phía Diệp Phàm, tất cả bọn họ đều là cao thủ nhân cảnh tầng 5 trở lên. Phập phập phập. Diệp Phàm vung ra một thanh đoản kiếm màu đen, chém từng người một lao về phía hắn. Anh đưa người rút lui trước đi. Người đàn ông mặc áo bào đen hét lên với người mặc đồ đen đang khiêng Tô Nhược Tuyết. Đám người mặc đồ đen khiêng Tô Nhược Tuyết trên vai và chuẩn bị sơ tán. Hôm nay mấy người không thể đi được rồi. Đột nhiên, một tiếng quát lớn lạnh lùng truyền đến. Đúng lúc này, một nhóm người xuất hiện ở đây, đó chính là người của tiểu đội Long Hồn số 7. Đội trưởng Hứa Càn mang theo một đám thành viên Long Hồn xuất hiện ở đây, trực tiếp giao chiến với nhóm người này. Mặc dù có rất nhiều người đến bắt cóc Tô Nhược Tuyết, nhưng đã là người của Long Hồn, thực lực của bọn họ đương nhiên không tệ. Bọn họ cầm vũ khí trong tay giết chết từng người một. Người đàn ông mặc áo choàng đen công kích thẳng về phía Diệp Phàm, thực
thực lực của hắn ta đã đạt tới huyền cảnh tầng 9. Phập. Diệp Phàm bước ra một bước, vung một kiếm. Một vệt máu phun ra từ cổ họng của người đàn ông mặc áo choàng đen, hắn ta thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã ngã xuống đất rồi tắt thở. Diệp Phàm đi đến trước người mặc đồ đen đang khiêng Tô Nhược Tuyết, lạnh lùng nói, thân pháp của ngươi cũng không tệ, thậm chí đến ta cũng không nhận ra được. Phong Ảnh liếc mắt nhìn Diệp Phàm, hắn vừa khiêng Tô Nhược Tuyết vừa khẽ động cơ thể tựa như sắp biến mất khỏi đây. Thân thể Diệp Phàm như điện, chặn lại trước mặt đối phương, tôi đã để cho anh chạy trốn một lần, anh cho rằng còn có thể chạy thoát sao? Phong Ảnh nhìn chằm chằm hắn rồi thi triển ra một môn thân pháp, thân thể hóa thành làn gió mát, muốn chạy trốn lần nữa. Nhưng cho dù hắn ta có trốn thoát như thế nào, Diệp Phàm vẫn đứng trước mặt hắn ta, giống như cái bóng của hắn ta, hoàn toàn không cắt đuôi được. Thân pháp của anh không tệ, nhưng thực lực của anh quá kém, hoàn toàn không thể phát huy ra uy lực thực sự của thân pháp này. Diệp Phàm nhìn Phong Ảnh rồi lắc đầu, nói, đặt người xuống rồi nói cho tôi biết thân phận và lai lịch của anh, vậy thì tôi có thể tha mạng cho anh. Lúc này, toàn bộ những người khác đã bị các thành viên của tiểu đội Long Hồn số 7 giết hết, bọn họ còn đang bao vây Phong Ảnh. Mấy người đừng tới đây, nếu không, tôi sẽ lập tức giết cô ta. Sắc mặt Phong Ảnh thay đổi, hắn ta đột nhiên bóp cổ Tô Nhược Tuyết. Phập, chỉ là ngay lúc Phong Ảnh vừa nói xong, Diệp Phàm đã xuất hiện trước mặt đối phương, thanh đoản kiếm trong tay Diệp Phàm trực tiếp đâm vào cổ họng hắn ta. Đôi mắt người đàn ông này mở to nhìn Diệp Phàm, sau đó buông Tô Nhược Tuyết ra rồi ngã xuống đất, Diệp Phàm đưa một tay ra bắt lấy Tô Nhược Tuyết. Đêm nay may mà nhờ có Diệp thiếu, nếu không cô Tô sẽ gặp nguy hiểm. Hứa Cản nhìn Diệp Phàm rồi nói. Các người đặc biệt tới đây là vì cô ấy sao? Diệp Phàm nhìn đối phương. Đúng vậy, ông cụ Tô đã liên lạc với Long Soái, nói cô Tô sẽ gặp nguy hiểm, cho nên Long Soái đã đặc biệt phái chúng tôi đến đây âm thầm bảo vệ cô Tô. Hứa Cản gật đầu. Rốt cuộc là ai lại muốn ra tay với cô gái này nhiều lần như thế? Diệp Phàm tò mò hỏi. Là người của Thiên Võng. Thiên Võng? Bọn họ muốn bắt cô ấy để làm gì? Lúc này, Diệp Phàm có chút kinh ngạc khi nghe Hứa Cản nói vậy. Thiên Võng muốn bắt cô Tô là để khống chế ông cụ Tô, còn về tình huống cụ thể thì tôi không rõ lắm. Hứa Cản trầm giọng nói. Vậy mấy người xử lý thi thể của những người này đi. Diệp Phàm nói xong, sau đó ôm Tô Nhược Tuyết quay trở về Đại học Thiên Hải. Anh chàng này không phải là bạn trai của chủ tịch Đường thị kia sao? Tại sao lại đi âu yếm với cô Tô rồi? Hầu tử tò mò hỏi. Hừ, tên cha nam chính cống. Người phụ nữ mặc áo đen với khuôn mặt lạnh lùng đang đứng trong tiểu đội Long Hồn số 7 khịt mũi hừ lạnh. Lãnh Nguyệt, đừng nói lung tung. Hứa Cản liếc mắt nhìn Lãnh Nguyệt rồi cảnh cáo. Xuyệt, Lãnh Nguyệt, anh chàng này là người mà chúng ta không thể đắc tội được đâu. Hầu tử vội vàng nhắc nhở. Anh sợ cái gì, hắn có thể giết chúng ta ư? Mà Lãnh Nguyệt kia vẫn hừ lạnh, kiêu ngạo nói. Bên kia, Diệp Phàm ôm Tô Nhược Tuyết trở về Đại học Thiên Hải, cô cũng tỉnh táo lại. Tô Nhược Tuyết tỉnh lại, thấy mình đang bị Diệp Phàm bế lên, sắc mặt tái nhợt, cô nói, tôi bị làm sao vậy? Vừa rồi cô mới bị đánh ngất xỉu, suýt chút nữa bị bắt cóc đi rồi. Diệp Phàm nói thẳng, là anh vừa cứu tôi. Cảm ơn. Trên mặt Tô Nhược Tuyết nở nụ cười vui vẻ. Sắc mặt hơi đỏ lên. Nhược Tuyết. Lúc này, đám người Hồ Cầm và Đường Sở Sở vội vàng đi tới. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Diệp Phàm ôm Tô Nhược Tuyết theo kiểu công chúc, tất cả bọn họ đều sửng sốt. Nhược Tuyết, em không sao chứ? Hồ Cầm tiến lên hỏi. Diệp Phàm đặt Tô Nhược Tuyết xuống, cô chỉnh trang lại quần áo một chút rồi nói, em không sao, vừa rồi em bị người ta bắt đi, chính là Diệp công tử đã cứu em đấy. Cảm ơn. Hồ Cầm và đội trưởng đội hộ vệ của nhà họ Tô rối rít cảm ơn Diệp Phàm. Đừng cảm ơn tôi, hãy cảm ơn anh ấy đi, anh ấy đã nói cho tôi biết phương hướng, tôi mới có thể cứu được cô ấy. Diệp Phàm chỉ vào mục thần cách đó không xa mà nói. Diệp thiếu khách sáo quá rồi, tôi chỉ tình cờ nhìn thấy thôi, nếu không phải Diệp thiếu ra tay kịp thời, làm sao cô Tô có thể thoát khỏi nguy hiểm an toàn như thế. Mục thần đi tới, mỉm cười nói. Anh là vị công tử ở Mục Vương phủ sao? Tô Nhược Tuyết nhìn Mục Thần, ngạc nhiên nói. Bọn họ đều là con cháu của gia tộc quyền quý ở Đế Đô,
cho nên trước đây cũng gặp nhau vài lần. Xin chào cô Tô. Mục Thần chào hỏi. Cảm ơn. Tô Nhược Tuyết nói. Sau đó, đám người Diệp Phàm rời khỏi trường học, chuẩn bị trở về biệt thự. Lúc này, có năm bóng người đi tới, ánh mắt của bọn họ nhìn chăm chú về phía Trần Tiểu Manh. Cô tên là Trần Tiểu Manh đúng không? Người đàn ông ở giữa năm người nói. Anh là ai? Trần Tiểu Manh nhìn năm người này, tò mò nói. Đi theo chúng tôi. Người đàn ông nhìn Trần Tiểu Manh rồi trực tiếp nói. Tôi thậm chí còn không biết các anh, tại sao tôi lại phải đi với các anh? Trần Tiểu Manh cau mày, trầm giọng nói. Chúng tôi là người của hoàng tộc họ Trần, mà cô chính là người thừa kế của nhà họ Trần. Lần này chúng tôi nhận được lệnh đến đây để đưa cô trở về hoàng tộc và kết hôn với thiếu tộc trưởng. Người đàn ông nhìn Trần Tiểu Manh và nói. Nghe vậy, Trần Tiểu Manh, Đường Sở Sở và Diệp Phàm đều sửng sốt. Cái gì mà hoàng tộc họ Trần? Là cái quái gì thế? Tôi không biết các anh đang nói gì hết. Trần Tiểu Manh cau mày, mím môi. Chờ cô trở lại tộc thì sẽ biết rõ mọi chuyện thôi, dẫn đi. Người đàn ông lạnh lùng nói. Ngay lập tức, bốn người còn lại đi về phía Trần Tiểu Manh. Trần Tiểu Manh trốn ngay sau lưng Diệp Phàm. Cút đi. Diệp Phàm liếc mắt nhìn bốn người bọn họ, lạnh lùng nói. Nghe được lời nói của Diệp Phàm, sắc mặt bốn người này tối sầm lại, bọn họ đột nhiên ra tay với Diệp Phàm. Bọn họ vừa ra tay đã bộc phát ra thực lực vô cùng khủng bố. Thực lực của bốn người này đều đã vượt qua địa cảnh. Phụt, 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 phụt. Diệp Phàm phất phất tay, một luồng sáng đen xuất hiện. Trong phút chốc, một dòng máu từ trên cổ bốn người này phun ra, bọn họ che cổ, mở to mắt nhìn Diệp Phàm. Ngay lập tức, bốn người bọn họ lần lượt ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Lúc này, sắc mặt người đàn ông còn lại thay đổi, hắn ta nhìn Diệp Phàm với ánh mắt lộ rõ vẻ khiếp sợ, hắn ta nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Hỏi, anh là ai? Tôi không quan tâm các người đến từ tộc nào, lập tức biến mất khỏi mắt tôi. Diệp Phàm thờ ơ nói. Muốn chết à? Vẻ mặt của người đàn ông trở nên lạnh lùng, sau đó trên người hắn ta bộc phát ra một cỗ uy lực cực kỳ khủng khiếp. Hắn dùng một chưởng đập về phía Diệp Phàm. Một chưởng này đánh ra, không khí trước mặt Diệp Phàm đều méo mó. Diệp Phàm cầm đoạn kiếm màu đen lại vung lên lần nữa. Lập tức đâm xuyên qua ngực đối phương. Đôi mắt của người đàn ông này mở to nhìn Diệp Phàm, lộ ra ánh mắt không thể tin nổi rồi ngã xuống đất. Bọn họ là ai thế? Trần Tiểu Manh nhìn những người này, nhíu mày hỏi. Bọn họ vừa nói mình là người của hoàng tộc họ Trần, còn nói em là người của dòng dõi chi thứ của bọn họ, lẽ nào nhà họ Trần có liên quan gì đến hoàng tộc họ Trần này sao? Tiểu Manh, chỉ bằng em về hỏi cha em thử đi. Đường Sở Sở phân tích. Sau đó nhìn Trần Tiểu Manh nói. Được. Trần Tiểu Manh gật đầu, sau đó gọi điện thoại cho cha cô ấy là Trần Thiên Nam, cô ấy kể lại chuyện xảy ra ở đây cho cha mình nghe. Hoàng tộc họ Trần. Bọn họ đến tìm con ư. Khi Trần Thiên Nam nghe thấy những gì Trần Tiểu Manh nói, sắc mặt ông ấy thay đổi, sửng sốt hỏi lại. Đúng vậy, nhưng bọn họ đã bị anh rể giết chết rồi. Cha, hoàng tộc họ Trần này có liên quan gì đến nhà chúng ta không? Trần Tiểu Manh hỏi. Tiểu Manh, con không nên hỏi nhiều về chuyện này, sau này con cứ ở bên cạnh Diệp công tử, đừng đi đâu hết. Trần Thiên Nam nói với vẻ mặt nghiêm trọng. Sau khi nói xong, ông ấy cúp điện thoại, vợ ông ấy là Đỗ Khanh lên tiếng nói, người của gia tộc đó đã đến tìm Tiểu Manh rồi sao? Đúng vậy. Nhưng những người bọn họ phái tới đều bị Diệp công tử giết chết rồi, Tiểu Manh vẫn chưa bị bắt đi. Trần Thiên Nam nói. Vậy tiếp theo phải làm sao đây? Tôi e là bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ đâu. Dù gì Tiểu Manh cũng là nhất mạch của bọn họ, tại sao bọn họ còn phải bắt Tiểu Manh kết hôn với thiếu tộc trưởng của hoàng tộc họ Trần kia chứ? Giờ phút này, sắc mặt Đỗ Khanh vô cùng khó coi. Bọn họ vì muốn đảm bảo sự thuần khiết huyết thống của dòng dõi hoàng tộc, cho nên mới yêu cầu con cháu dòng chính chỉ có thể tìm một nửa còn lại trong hoàng tộc để kết hôn. Mà đã là thiếu tộc trưởng của hoàng tộc họ Trần thì càng phải như vậy. Chỉ là bây giờ xem ra trong nội bộ hoàng tộc họ Trần hình như không còn cô gái trẻ tuổi nào thích hợp để kết hôn với thiếu tộc trưởng của hoàng tộc họ Trần, cho nên bọn họ chỉ có thể chấp nhận những điều tốt nhất đó là tìm kiếm nhất mạch từ chi thứ, sau đó bọn họ đã chọn chúng Tiểu Manh. Trần Thiên Nam thở dài. Vậy phải làm sao bây giờ?
Chẳng lẽ thật sự muốn tiểu manh đi kết hôn với thiếu tộc trưởng của hoàng tộc họ Trần mà chúng ta chưa từng gặp bao giờ kia sao? Tôi kiên quyết không đồng ý. Vẻ mặt Đỗ Khanh từ chối nói. Tôi cũng không muốn, nhưng trong mắt bọn họ, chúng ta chỉ là một vài con kiến, không hề có chút sức phản kháng nào. Bây giờ tôi chỉ có thể hy vọng Diệp công tử có thể bảo vệ tiểu manh, nếu không tiểu manh sẽ không thể thoát khỏi thảm họa này đâu. Trần Thiên Nam lắc đầu, bất lực nói. Mà ở Thiên Hải, Trần Tiểu Manh gọi điện thoại cho cha mình xong thì nói, hình như cha em có biết chuyện gì đó nhưng ông ấy không nói cho em biết. Bỏ đi, sao cũng được, về nhà thôi. Diệp Phàm thờ ơ nói. Sau đó, đám người bọn họ trở về biệt thự. Nhưng vừa về đến biệt thự, Diệp Phàm đã nhận được một cuộc điện thoại. Hai em nghỉ ngơi trước đi, anh phải đi ra ngoài một chuyến. Diệp Phàm nói một câu, sau đó rời khỏi biệt thự. Đi đến một nơi ở phía đông quận Thiên Hải. Ở nơi nào đó ở khu đông Thiên Hải, nơi này vô cùng hỗn độn, còn có một vài kiến trúc cũ kỹ, là khu vực chưa được khai phá. Có một cây cổ thụ trồng trước một tòa kiến trúc, một thi thể bị treo trên cây này. Người này chính là Thiên Tiêu, đệ tử của chủ nhân Thiên Phạt. Sau một ngày phơi, thi thể của Thiên Tiêu đã bắt đầu bốc mùi. Trong bóng đêm, một đội nhân mã xuất hiện. Mấy vạn người của Thiên Phạt đi đến đây. Khi bọn hắn nhìn thấy thi thể của Thiên Tiêu bị treo trên cây, sắc mặt thay đổi. Chết tiệt! Đám cao thủ Thiên Phạt tức giận gầm lên. Sau khi chết, đệ tử của chủ nhân lại bị sỉ nhục như vậy, thực sự đang khiêu khích toàn bộ Thiên Phạt. Nhanh buông thiếu chủ xuống. Một cao thủ Thiên Phạt gầm lên. Người của Thiên Phạt đang định hạ thi thể của Thiên Tiêu xuống. Đúng lúc này, một đống người lao ra từ trong kiến trúc. Người cầm đầu là đám người Xuân Lan và Khương Uyên, phía sau bọn họ là người của Bách Hoa Lâu và Điện Long Vương. Diệp Phàm cố ý cho người treo thi thể của Thiên Tiêu ở đây, còn chụp ảnh đăng lên ám võng, mục đích muốn Thiên Phạt tức giận, sau đó làm bọn họ kéo người đến rồi giết chết tất cả. Rất nhiều người đến. Xuân Lan lạnh nhạt nói. Chính các người đã treo thi thể của thiếu chủ ở đây. Một cao thủ Thiên Phạt tức giận nói. Là tôi cho người treo lên. Có vấn đề gì không? Diệp Phàm đi đến. Thiếu chủ. Người của Bách Hoa Lâu và Điện Long Vương nhìn thấy Diệp Phàm, cung kính kêu lên. Mày là con trai của Diệp Thiên Long. Cao thủ cầm đầu Thiên Phạt lạnh lùng nói. Giết. Diệp Phàm không muốn vô nghĩa với bọn họ, trực tiếp ra lệnh giết. Phụt. Diệp Phàm vung kiếm, cao thủ cầm đầu Thiên Phạt bị giết chết chỉ trong một kiếm. Tiếp theo. Người của Điện Long Vương và Bách Hoa Lâu xông lên chém giết với người Thiên Phạt. Diệp Phàm cầm đoản kiếm màu đen, hóa thân Tu La, điên cuồng giết người Thiên Phạt. Diệp Phàm ra tay cực kỳ điên cuồng. Chưa đến 10 phút, mấy vạn thành viên phân bộ Thiên Phạt bị giết hơn nửa, đám cao thủ tổng bộ Thiên Phạt đều chết dưới tay Diệp Phàm. Đối mặt với Diệp Phàm, thành viên còn lại của Thiên Phạt đều muốn chạy trốn, nhưng lại bị Điện Long Vương và Bách Hoa Lâu ngăn cản. Người Thiên Phạt đều đáng chết. Hai mắt đỏ đậm, tràn đầy sát ý, lạnh lùng quát. Hắn xông lên tự tay giết chết đám người còn lại của Thiên Phạt. Chỉ trong nháy mắt, máu chảy thành sông, thi thể chất chồng như núi. Diệp Phàm giống như Tu La, đoạn kiếm màu đen trong tay đang nhỏ máu, tản ra sát ý đáng sợ. Chụp lại ảnh của bọn họ đăng lên ám võng. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Rõ. Xuân Lan gật đầu. Rất nhanh. Một đống người xuất hiện gần đó. Đám người này là người của sở tuần tra, sở giám sát và long tổ, có khoảng mấy trăm cao thủ, tất cả đều là cao thủ từ huyền cảnh nhất trọng trở nên, trong đó có không ít cao thủ địa cảnh. Khi người của ba tổ chức này đến hiện trường, nhìn thấy thi thể đầy đất, tất cả vô cùng chấn động. Sau đó bọn họ nhìn về phía Diệp Phàm, nhíu mày. Là cậu giết bọn họ? Cao thủ cầm đầu long tổ lạnh lùng hỏi. Ông là ai? Diệp Phàm lạnh lùng nói. Tôi là người của Long Tổ. Diệp Phàm, cậu tùy ý giết chóc như vậy đã tạo ra ảnh hưởng rất lớn với Long Quốc, tôi vâng lệnh đến truy bắt cậu, nếu phản kháng, giết không cần hỏi tội. Cao thủ Long Tổ lạnh lùng quát. Ngay lập tức, tất cả cao thủ của sở tuần tra, sở giám sát và Long Tổ cầm sẵn vũ khí, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Chỉ bằng mấy người cũng muốn bắt tôi. Diệp Phàm khinh thường nói. Lên. Một giám sát của sở giám sát kêu lên. Bốn cao thủ sở giám sát vọt lên, mỗi người bắn một phát súng,
nhưng bọn họ không bắn ra viên đạn mà bắn ra một quả cầu. Bốn quả cầu này va chạm với nhau trên đỉnh đầu của Diệp Phàm, nổ tung hóa thành một cái võng tơ vàng khổng lồ, bao trùm Diệp Phàm. Chỉ trong nháy mắt, Diệp Phàm đã bị bao lại. Bốn người kia mỗi người cầm một góc, quấn quanh Diệp Phàm. Diệp Phàm bị chiếc võng tơ vàng này vây nhốt. Cái quỷ gì vậy? Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Chiếc võng này được chế tạo từ kim tơ tầm ngàn năm, cho dù cậu là cao thủ địa cảnh cũng không thể tránh thoát, thứ này vô cùng quý hiếm, cậu là người đầu tiên được sử dụng nó. Một vị giám sát lạnh lùng nói. Vậy hả, xem ra tôi rất vinh hạnh. Diệp Phàm nói. Diệp Phàm, bây giờ cậu đã là cá trong chậu, đừng hòng có suy nghĩ gì khác, ngoan ngoãn đi cùng chúng tôi. Một cao thủ long tổ nói. Các người không thể mang cậu ta đi. Đột nhiên một tiếng nói trầm thấp vang lên. Một người đàn ông trung niên mặc áo dài màu đen xuất hiện. Ông là ai? Cao thủ long tổ kia lạnh nhạt hỏi. Long hồn, Hắc Uyên. Người đàn ông kia nói. Ông chính là một trong 9 long vệ của long hồn, Hắc Uyên. Cao thủ long tổ kia biến sắc, khiếp sợ nói. Cao thủ của sở giám sát và sở tuần tra nhìn thấy người đàn ông này cũng biến sắc. Hắc Uyên chính là một trong 9 long vệ của long hồn. Hắc Uyên khủng bố hơn thiết thủ rất nhiều, trong 9 long vệ, Hắc Uyên đứng top 3, là một cao thủ võ đạo chân chính. Hắc Uyên, sao ông lại ở đây? Long soái sai ông đến. Vị cao thủ long tổ kia nói. Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách nói chuyện với ta. Hắc Uyên lạnh nhạt nói, trên người tản ra uy áp vô hình. Sắc mặt của vị cao thủ long tổ kia thay đổi, cảm thấy hít thở không thông, những người khác cũng biến sắc. Lần này chúng tôi vâng lệnh của trưởng lão nội các đến truy nã tên hung đồ gây nguy hại cho Long Quốc, nếu ông ngăn cản, tương đương trở thành kẻ địch với nội các, với toàn bộ triều đình. Hắc Uyên, ông xác định ông và Long Hồn gánh vác được tội này sao? Đến lúc đó nếu bên trên hỏi tội, cho dù là Long Soái cũng không giữ nổi ông. Sắc mặt của cao thủ Long Tổ này cực kỳ khó coi. Ngươi uy hiếp ta. Hắc Uyên lạnh nhạt nói, trên người tản ra hơi thở khủng bố. Này, mấy người nói xong chưa? Đột nhiên, Diệp Phàm lên tiếng. Ngay sau đó, một tiếng gầm rú bộc phát ra từ trong cơ thể của Diệp Phàm, một kình khí vô hình tản ra. Chiếc võng được làm từ kim tơ tầm ngàn năm bị chia 5 x 7, hóa thành mảnh vụn. Đám người long tổ, sở giám sát, sở tuần tra đều sợ ngây người. Không thể nào. Sắc mặt của vị giám sát kia thay đổi, nói. Cho dù là cao thủ địa cảnh đứng đầu cũng không phá hủy được độ cứng rắn của chiếc võng kim tơ tầm này, sao tên này lại có thể dễ dàng phá hủy nó như vậy? Không lẽ đối phương là cao thủ thiên cảnh? Không có khả năng. Vị giám sát này lập tức loại bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu. 20 mấy tuổi đã là cao thủ thiên cảnh, tuyệt đối không có khả năng. Chắc chắn người này đã dùng phương pháp đặc thù để phá hủy chiếc võng. Chỉ bằng chiếc võng này cũng muốn tôi bó tay chịu trói. Các người khinh người quá rồi đấy. Diệp Phàm bĩu môi. Cho các người 3 giây biến mất trước mặt tôi, nếu không giết không tha. Sau đó Diệp Phàm lạnh lùng quát. Diệp Phàm vừa dứt lời, tất cả cao thủ của Long Tổ, sở giám sát, sở tuần tra đều biến sắc. Nhãi danh, chờ đó cho tao. Hôm nay nể mặt Hắc Uyên, tha cho mày một mạng. Kiêu ngạo như vậy, đã vậy. Thôi. Diệp Phàm đang định dạy cho đám người này một bài học, kết quả Hắc Uyên lên tiếng chặn lại. Ông muốn giúp bọn họ. Diệp Phàm liếc nhìn Hắc Uyên. Nếu cậu xảy ra xung đột với bọn họ, hậu quả sẽ rất rắc rối, ngay cả chiến thần thiên sách cũng không cứu được cậu. Hắc Uyên nói. Hậu quả gì? Diệp Phàm không cho là đúng, nói. Mặc dù cậu rất mạnh, nhưng cậu thật sự không hiểu biết quốc gia này, núi cao còn có núi cao hơn. Sau này vẫn nên khiêm tốn một chút, nhớ kỹ, cây cao đón gió. Hắc Uyên dặn dò Diệp Phàm, nói xong rời khỏi đây. Nhưng Diệp Phàm không quá để ý lời dạy bảo của Hắc Uyên. Ở trong lòng hắn, chỉ cần có đủ thực lực, mọi thứ đều vô nghĩa. Cây cao đón gió gì chứ, nếu cây này bị chặt, chỉ có thể chứng minh cây này không đủ to, không đủ mạnh. Nhưng thực lực của hắn đủ mạnh. Bởi vậy hắn không sợ gì cả. Lúc này Xuân Lan nhận được một cuộc gọi, biến sắc, nói với Diệp Phàm, thiếu chủ, xảy ra chuyện rồi. Thiên Hải, trên đường đi vào nội thành. Lúc này một quân đoàn mặc khôi giáp, tay cầm trường mâu sắc bén xuất hiện trên đường.
Quân đoàn này có 10.000 người, người cầm đầu là một người đàn ông tóc vàng mặc chiến giáp màu vàng, trong tay đang cầm trường kiếm màu vàng, uy phong khí phách, tản ra thánh uy vô hạn. Bọn họ chính là đoàn thánh kỵ sĩ của Thánh Điện. Đoàn thánh kỵ sĩ là một quân đoàn cực kỳ đáng sợ của Thánh Điện, có tên tuổi rất nổi ở phương Tây, sức chiến đấu mạnh, một quân đoàn đủ để quét sạch các nước. Nhưng rất hiếm khi thánh kỵ sĩ ra tay, trừ khi đối phó với huyết tộc mới sử dụng quân đoàn này. Lần này vì giết chết thánh nữ huyết tộc, Thánh Điện đã phái đoàn thánh kỵ sĩ này ra, xông vào Long Quốc. Tất nhiên chính phủ Long Quốc biết chuyện đoàn thánh kỵ sĩ tiến vào, nhưng không biết tại sao lại không ngăn cản. Sau khi nhận được tin tức đoàn thánh kỵ sĩ xuất hiện ở Thiên Hải, Tổng đốc Thiên Hải vô cùng hoảng sợ. Chiến bộ! Cái gì? Đoàn thánh kỵ sĩ nhập cảnh vào Long Quốc. Tại sao bây giờ tôi mới biết? Long Chiến Thiên vỗ mạnh lên bàn, tức giận nói. Long Soái, có lẽ có người đã cố ý giấu tin tức. Quân Đao nói. Xem ra có vài người trong chiến bộ hơi đi quá giới hạn rồi, cũng dám làm sằng làm bậy dưới mí mắt của tôi. Có vẻ phải rửa sạch đám sâu mọt kia rồi. Long Chiến Thiên lạnh lùng nói. Long Soái, có cần lập tức liên hệ với bên đóng quân chặn lại đoàn thánh kỵ sĩ hay không? Quân Đao dò hỏi. Không cần, Thánh Điện đột nhiên phái đoàn thánh kỵ sĩ đến Thiên Hải, khẳng định sắp có chuyện lớn xảy ra ở Thiên Hải. Tôi cảm thấy có lẽ có liên quan đến tên nhóc kia, cậu ta sẽ xử lý đoàn thánh kỵ sĩ này giúp chúng ta. Long Chiến Thiên lạnh nhạt nói. Nhưng đoàn thánh kỵ sĩ chính là quân đoàn đỉnh cấp số 1 số 2 thế giới, một mình cậu ta có thể đối phó được sao? Quân Đao lo lắng nói. Hắc Huyên vừa báo tin, mấy vạn người của Thiên Phạt đã bị cậu ta tiêu diệt, ngay cả kim tơ tầm ngàn năm của sở giám sát cũng bị cậu ta phá hủy, một đoàn thánh kỵ sĩ còn con sẽ không làm gì được cậu ta. Long Chiến Thiên nói. Cậu ta giết hết tất cả đám người được phái ra của Thiên Phạt. Quân Đao nói, kim tơ tầm ngàn năm chính là vũ khí mà sở giám sát tiêu phí cực lớn mới chế tạo ra được, dùng để đối phó với võ giả, không phải bảo nếu không đạt đến địa cảnh cửu trọng sẽ không thoát được hay sao? Sao cậu ta có thể phá hủy thứ này được? Quân Đao cực kỳ khiếp sợ. Thực lực của tên nhóc này vượt xa suy nghĩ của chúng ta. Đám người nội các muốn đối phó với cậu ta, sợ rằng sẽ không dễ như vậy. Long Chiến Thiên lạnh lùng nói. Ở Thiên Hải, đoàn thánh kỵ sĩ xuất hiện, không khí ở hiện trường vô cùng áp lực. Nhớ kỹ mục đích lần này của chúng ta, bằng mọi giá phải giết chết thánh nữ huyết tộc, nếu có kẻ dám ngăn cản, giết không tha. Người đàn ông cầm đầu đoàn thánh kỵ sĩ lạnh lùng quát. Hắn ta chính là một trong 10 thánh kỵ sĩ trưởng của đoàn thánh kỵ sĩ, James. Toàn bộ đoàn thánh kỵ sĩ có 10.000 người. Nằm dưới sự chỉ huy của thống soái đoàn trưởng đoàn thánh kỵ sĩ, phía dưới có 10 thánh kỵ sĩ trưởng, mỗi một người đều là cao thủ đỉnh cấp đứng top 10 của Hắc Bảng. Lần này Thánh Điện muốn đoàn trưởng đoàn thánh kỵ sĩ ra tay, nhưng đối phương đang bế quan nên đã phái James dẫn 10.000 chiến sĩ của đoàn thánh kỵ sĩ đi giết chết thánh nữ huyết tộc. Mấy người là người Thánh Điện? Lúc này một giọng nói lạnh nhạt truyền đến. Diệp Phàm xuất hiện, nhìn chằm chằm vào đoàn thánh kỵ sĩ. Phía sau hắn là đám người Xuân Lan. Lúc trước Xuân Lan nhận được tình báo của Bách Hoa Lâu, biết được có một quân đoàn bước vào Thiên Hải nên đã lập tức báo cho Diệp Phàm. Mày là ai? Dêm lạnh lùng hỏi. Cái tên cầm sách kinh thánh của Thánh Điện bọn mày bị tao giết. Diệp Phàm bĩu môi. Sắc mặt của Dêm lạnh xuống, nhìn chằm chằm Diệp Phàm, thì ra chính mày đã giết chết thánh sứ của Thánh Điện bọn tao. Đúng vậy. Diệp Phàm thừa nhận. Trên người James bộc phát ra uy áp vượt xa địa cảnh. Sau khi uy áp này xuất hiện, đám người Xuân Lan liên tục lùi về sau. Người này quá mạnh, mạnh đến mức bọn họ không hề có năng lực chống đỡ. Không tệ, có chút bản lĩnh. Diệp Phàm cười nói. Ngay sau đó đối phương chém một kiếm về phía Diệp Phàm. Một kiếm này mang theo khí thế sắc bén, cắt đứt hư không. Ngưng khí thành hình. Chỉ có cao thủ đạt đến bán bộ thiên cảnh mới có thể làm được. Trên địa cảnh cửu trọng chính là bán bộ thiên cảnh. Đạt đến trình độ này đã vượt ra khỏi phạm trù địa cảnh, nhưng vẫn chưa chân chính bước vào thiên cảnh, nhưng cũng đã cực kỳ đáng sợ. Bước vào bán bộ thiên cảnh có thể ngưng khí thành hình, chiêu thức thi triển ra có thể thành hình, ví dụ như ngưng tụ phóng ra lưỡi đao. Tất nhiên nếu bước vào thiên cảnh, lưỡi đao sẽ càng thêm khủng bố, ít nhất cũng cao mấy chục mét. Nhưng muốn bước vào thiên cảnh khó như lên trời,
phải mất vài chục năm tu luyện hoặc có thiên phú siêu cấp mới có thể đột phá. Cao thủ cấp bậc thiên cảnh đều sẽ được các hào môn thế gia cung phụng tôn thờ. Thậm chí một cao thủ thiên cảnh có thể dễ dàng tiêu diệt một thế lực hắc ám dưới cấp SSS bất kỳ. Nhưng cấp bậc này rất hiếm, rất nhiều cao thủ địa cảnh mất cả đời cũng chỉ có thể dừng bước ở bán bộ thiên cảnh, không thể đột phá lên thiên cảnh. Kỵ sĩ trưởng của đoàn thánh kỵ sĩ này là một trong các cao thủ bán bộ thiên cảnh. Một kiếm của đối phương phóng ra mang theo khí thế vô biên. Diệp Phàm cầm đoàn kiếm màu đen, vung lên. Chỉ trong nháy mắt, kiếm của Diêm bị đoàn kiếm màu đen phá hủy. Vị kỵ sĩ trưởng này trừng to mắt, nhìn Diệp Phàm với ánh mắt không thể tin được. Với thực lực của hắn ta, cho dù đối mặt với cao thủ thiên cảnh cũng có thể đánh một trận, nhưng bây giờ lại bị tên tiểu tử trẻ tuổi này đánh bại trong một chiêu, sao có thể? Bộp! Giây tiếp theo, Diêm ngã bịch xuống đất, chết không nhắm mắt. Một vạn chiến sĩ của đoàn thánh kỵ sĩ mở to mắt, vô cùng chấn động. Bọn họ không ngờ còn chưa ra tay, kỵ sĩ trưởng đã bị đánh bại. Diệp Phàm nhìn về phía bọn họ, nói, cút hoặc chết. Nói xong, sát ý vô biên tản ra, lao thẳng về phía đám chiến sĩ đoàn thánh kỵ sĩ này. Lúc này một mình Diệp Phàm trấn áp quân đoàn mạnh nhất thánh điện, cực kỳ giống anh hùng thủ vững biên giới, không kẻ nào dám xâm phạm. Lui! Một thành viên đoàn thánh kỵ sĩ lên tiếng. Một vạn người lập tức lùi lại. Thiếu chủ quá lợi hại, nếu tôi đoán không nhầm, quân đoàn này là đoàn thánh kỵ sĩ mạnh nhất của thánh điện, là một trong các quân đoàn mạnh nhất trên thế giới, không ngờ lại bị thiếu chủ dọa sợ. Xuân Lan khen ngợi. Vậy hả, đoàn thánh kỵ sĩ này cũng quá tệ, quá nhát gan. Diệp Phàm bĩu môi, khinh thường. Lúc trước Lục sư phụ từng nói với hắn. Một quân đoàn lợi hại chân chính là một quân đoàn không sợ gì cả, một mệnh lệnh có thể tử chiến đến cùng, ví dụ như quân thiên sách. Có lẽ chiến lực của đoàn thánh kỵ sĩ không kém, nhưng không có khí thế không sợ gì cả kia thì không được coi là quân đoàn đỉnh cấp. Rất nhanh, một đêm trôi qua. Sáng sớm hôm sau, thi thể của mấy vạn người thiên phạt bị chụp lại phát tán trên ám võng, còn kèm theo một câu, chỉ cần là người thiên phạt, thấy một người giết một người, đến khi diệt sạch thiên phạt. Ám võng lại lần nữa chấn động. Toàn bộ thế giới hắc ám lại sôi trào. Đầu tiên là đệ tử của chủ nhân thiên phạt bị chém giết làm nhục, bây giờ lại là mấy vạn thành viên thiên phạt bị giết, còn kèm theo một câu khiêu khích. Hành động này đang trực tiếp vả mặt thiên phạt, tổ chức cấp SSS. Mười mấy năm trước, từ sau khi sát thần Tu La tiêu diệt tổ chức cấp SSS giả sử, từ đó đến nay chưa từng có ai dám khiêu khích tổ chức cấp SSS cả. Thiên phạt là tổ chức đứng đầu thế giới hắc ám, không ngờ lần này lại bị khiêu khích vả mặt như vậy. Các thế lực trên thế giới càng muốn biết một chuyện, rốt cuộc ai là người dám đối chọi với thiên phạt như vậy. Khi cả thế giới ngầm đang bàn về việc thiên phạt bị khiêu khích, thì ở trong một tòa lầu các cổ kính nào đó ở Long Quốc. Người đàn ông mặc mãng bào cau mày, vẻ mặt ngưng trọng, trên người toát ra áp lực vô hình khiến cho không khí như ngưng động lại. Chủ công đang nghĩ tới tên vô lại kia sao? Một ông lão mặc thường phục đi tới, nhìn người đàn ông mặc mãng bào. Thực lực của tên đó lại lần nữa vượt qua tưởng tượng của chúng ta, đến cả thiên phạt cũng không làm gì được hắn. E là hắn đã kế thừa thiên phú của Diệp Thiên Long. Nói không chừng còn có thể thức tỉnh huyết mạch. Người đàn ông mặc mãng bào lạnh lùng nói. Nếu hắn thức tỉnh huyết mạch ắt sẽ có dị tượng, hơn nữa tiểu tử này cũng không thần thánh như vậy. Theo như điều tra, hắn quả thật có quan hệ mờ ám với Điện Long Vương và Bách Hoa Lâu, nói không chừng hắn có thể chống lại thiên phạt đều là dựa vào hai thế lực này. Chủ công không cần lo lắng, lần này hắn khiến cho thiên phạt tổn thất nghiêm trọng, vị đó ở thiên phạt nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn đâu. Ông lão mặc thường phục đi tới, ngồi xuống vừa rót trà vừa bình thản nói. Chúng ta nhất định phải tăng tốc hành động, không hiểu sao dạo gần đây ta cứ có cảm giác bất an. Có lẽ hắn ta thật sự chưa chết. Người đàn ông mặc mãng bào lạnh lùng nói. Chủ công, ngài quên là chúng ta vẫn còn một con át chủ bài sao? Cho dù hắn chưa chết, nhưng chỉ cần con át chủ bài vẫn còn đó, thì hắn cũng phải ngoan ngoãn chịu trói thôi. Ông lão mặc thường phục cười khẽ. Canh kỹ cô ta, không được để cô ta chết. Người đàn ông mặc mãng bào lạnh lùng nói. Chủ công yên tâm. Ông lão mặc thường phục gật đầu. Mà tại một nơi nào đó ở Long Quốc, nơi có những tòa nhà tràn ngập hơi thở cổ đại.
Bên ngoài khu nhà này có không khí đáng sợ khiến cho người ta không dám tới gần. Bên trong khu nhà có một cung điện giống hệt như hoàng cung thời cổ đại. Trong cung điện có một người đàn ông trung niên mặc trường bào màu đen vô cùng uy nghiêm, lạnh lùng nhìn đám người trước mặt, phế vật, đến cả một đứa dòng thứ cũng không đưa về được. Tộc trưởng bất giận. Nhóm người này quỳ trên đất, run rẩy lo sợ. Ngũ hộ pháp, người đích thân dẫn người đi bắt cô ta về đây, nếu có ai ngăn cản thì giết không tha. Người đàn ông trung niên liếc nhìn một người đàn ông đang quỳ trên đất, ra lệnh. Vâng, tộc trưởng. Người đàn ông này cung kính đáp. Việc tìm Long tỷ thế nào rồi? Người đàn ông mặc trường bào màu đen lạnh nhạt nói. Bẩm tộc trưởng, vẫn đang tìm ạ. Một người lập tức lên tiếng. Tìm lâu như vậy cũng không tìm được, các người muốn bổn tộc trưởng đích thân đi tìm sao? Người đàn ông trung niên lạnh lùng quát, áp lực khủng khiếp ập xuống khiến không khí bên trong cả tòa cung điện hoàn toàn đóng băng, làm cho đám người đang quỳ trên đất cảm thấy vô cùng ngạt thở. Mong tộc trưởng cho thuộc hạ một chút thời gian, thuộc hạ nhất định sẽ tìm được Long tỷ. Người nọ vội vàng cúi đầu nói. Ta cho các ngươi thêm một tháng nữa, nếu vẫn không tìm thấy thì ngươi cũng không cần sống nữa, nếu để hoàng tộc khác tìm được Long tỷ trước, vậy thì ngươi chết quách đi cho xong. Người đàn ông trung niên lộ ra vẻ mặt lạnh như băng, quát lên. Vâng. Người nọ run rẩy, trán toát đầy mồ hôi lạnh, không ngừng gật đầu. Lúc này, tại khu biệt thự Tử Kinh ở Thiên Hải. Diệp Phàm đang tập thể dục buổi sáng trong sân biệt thự thì Khương Vân Hy và Lý Tử Huyên bước ra từ biệt thự bên cạnh. Chào buổi sáng sư phụ. Lý Tử Huyên thấy Diệp Phàm thì lập tức kêu lên. Gọi ai là sư phụ vậy, tôi cũng không phải sư phụ cô. Diệp Phàm liếc mắt nhìn Lý Tử Huyên một cái rồi nói. Lý Tử Huyên trực tiếp chạy đến sân nhà Diệp Phàm, đứng trước mặt hắn nói. Tôi nói rồi, tôi muốn bái anh làm sư phụ. Anh không đồng ý cũng không sao, nhưng tôi đã xem anh như sư phụ của mình rồi. Chào buổi sáng sư phụ thật lợi hại. Lý Tử Huyên đứng trước mặt Diệp Phàm, không ngừng vỗ tay khen ngợi. Cô còn gọi nữa tôi sẽ khiến cô mãi mãi không thể gọi được. Diệp Phàm trừng mắt liếc Lý Tử Huyên một cái, khiến cô run lên, ủy khuất nói, sư phụ, người ta là con gái, sao anh lại nhẫn tâm với người ta quá vậy? Diệp Phàm lập tức đen mặt. Vô cùng cạn lời. Mà Khương Vân Hy thấy bản thân của mình như vậy cũng có chút bất đắc dĩ. Cô mau đưa cô gái này biến mất khỏi mắt tôi đi. Diệp Phàm tức giận nói với Khương Vân Hy. Vậy đâu có được, tôi và Vân Hy đều muốn bái anh làm sư phụ mà. Sư phụ, anh muốn thế nào mới đồng ý nhận chúng tôi làm đệ tử đây? Chỉ cần anh nói ra, chúng tôi đều có thể làm được. Lý Tử Huyên kéo tay Khương Vân Hy, rồi nói với Diệp Phàm. Được, vậy tôi muốn hai cô làm vợ tôi rồi tôi sẽ nhận hai cô làm đệ tử, thế nào? Diệp Phàm nhìn hai người nói. Hắn nói vậy đương nhiên chỉ là muốn dọa hai người họ, khiến họ biết khó mà lui. Nhưng khiến Diệp Phàm không ngờ được là, sau khi nghe yêu cầu của hắn, Lý Tử Huyên chỉ suy nghĩ vài giây liền nói. Được, tôi có thể làm vợ anh, còn Vân Hy thì phải xem cậu ấy nghĩ thế nào rồi. Hả? Diệp Phàm nghe Lý Tử Huyên nói vậy thì sửng sốt. Cô gái này vì bái sư thôi mà điên cuồng đến vậy sao? Đến cả Khương Vân Hy cũng bị cô bản thân làm cho kinh ngạc. Cô vội vàng kéo tay Lý Tê Huyên nói, Tử Huyên, đừng xúc động, hôn nhân là chuyện lớn đó. Vân Hy, tớ thấy Diệp Thần Y rất đẹp trai, vừa giỏi y thuật vừa giỏi võ công, nhất định là một người đàn ông tốt. Chúng ta làm vợ của một người đàn ông tốt như vậy cũng không thiệt thòi gì. Lý Tử Huyên tùy tiện nói xong mới nhìn Khương Vân Hy bằng ánh mắt danh mãnh. Vân Hy, tớ thấy Diệp Thần Y tốt hơn vị hôn phu kia của cậu nhiều, chỉ bằng chúng ta cùng làm vợ của Diệp Thần Y đi, như vậy hai chị em chúng ta cũng có thể ở bên nhau suốt đời. Tử Huyên, cậu đang nói bừa gì vậy? Nghe thấy bản thân của mình nói ra những lời như vậy, Khương Vân Hy xấu hổ vô cùng. Đến ngay cả Diệp Phàm cũng bị cô gái này dọa sợ. Không được, anh rể là của chị họ tôi. Cô đừng hòng giành người đàn ông của chị họ tôi. Lúc này Trần Tiểu Manh còn chưa đến trường chạy ra giữ chặt Diệp Phàm, hừ một tiếng nói với Lý Tử Huyên. Con bé này còn ra đây xem náo nhiệt nữa à, mau đi học đi. Diệp Phàm trừng mắt nhìn Trần Tiểu Manh. Hừ, bọn họ còn chưa đăng ký kết hôn, là của ai còn chưa biết được đâu, hơn nữa tôi và bạn tôi cũng không thua kém gì chị họ cô, huống hồ chúng tôi có hai người, chị họ cô chỉ có một người.
sao mà so được đây? Lý Tiểu Huyên nói với Trần Tiểu Manh. Còn có tôi. Trần Tiểu Manh buộc miệng. Ồ, hóa ra là em vợ thích anh rể tương lai à? Lý Tử Huyên trêu chọc. Lúc này Trần Tiểu Manh mới phản ứng lại, đỏ mặt. Con bé này nói linh tinh gì vậy, mau đến trường đi. Diệp Phàm đen mặt nhìn Trần Tiểu Manh. Anh rể, em không thể để anh bị hai cô ấy bắt cóc được. Trần Tiểu Manh nói. Yên tâm, không ai có thể bắt được anh rể của em đâu, mau đến trường đi. Lúc này, Diệp Phàm đuổi Trần Tiểu Manh đi rồi mới nhìn về phía Lý Tử Huyên, cô đúng là, vì bái sư mà chuyện gì cũng dám làm. Là tự anh nói chỉ cần tôi làm vợ anh thì anh sẽ đồng ý nhận tôi làm đệ tử mà. Lý Tử Huyên nhìn Diệp Phàm, than thở. Tôi nói hai người các cô, bây giờ chỉ có một người đồng ý, đương nhiên không được. Diệp Phàm nói thẳng, nói xong liền bỏ chạy, nếu còn ở lại thì không biết cô gái kia sẽ làm đến mức nào nữa. Vân Hy, cậu muốn bái sư học y thì chỉ có thể làm vợ anh ta mà thôi. Lý Tử Huyên nhìn về phía Khương Vân Hy. Tử Huyên, Diệp Thần Y nói đùa thôi, cậu tin làm gì? Hôn nhân là chuyện lớn của đời người, sao có thể xem như trò đùa được? Bình thường cậu điên cuồng thì thôi đi, chuyện này không thể tùy tiện được. Khương Vân Hy nghiêm túc nói. Diệp Phàm rời khỏi biệt thự, đi thăm dì Thẩm một lát, sau đó nhận được điện thoại của Xuân Lan liền đến Bách Hoa Lâu. Thiếu chủ, ba người này đều là ninja của phái Koga. Xuân Lan chỉ vào ba người mặc đồ đen nói với Diệp Phàm. Lại là phái Koga. Diệp Phàm nhướng mày. Lần này tôi bắt sống bọn họ, không cho bọn họ chết, sau đó bức cung bọn họ. Xuân Lan nói. Có được tin tức gì không? Diệp Phàm nhìn Xuân Lan, đối phương nói, theo như họ biết thì họ đã nhận lệnh từ gia tộc Ito để giết thiếu chủ. Gia tộc Ito. Diệp Phàm cau mày, hình như hắn cũng không quen gia tộc này mà. Gia tộc Ito là một trong 6 gia tộc hàng đầu Anh Quốc, có truyền thống lâu đời, sản nghiệp trải rộng khắp Anh Quốc, thế lực rất lớn. Còn về nguyên nhân vì sao họ lại ra tay với thiếu chủ thì tạm thời vẫn chưa tra được. Tôi đã liên hệ với chi nhánh Bách Hoa Lâu ở Anh Quốc, bảo bọn họ điều tra tin tức rồi. Xuân Lan nói, Bách Hoa Lâu còn có chi nhánh ở Anh Quốc. Diệp Phàm kinh ngạc nói. Ngày xưa lâu chủ còn ở đây đã có kế hoạch mở rộng hệ thống tình báo ra khắp thế giới, sau này lâu chủ đột nhiên biến mất nên kế hoạch đó cũng phải dừng lại, nhưng khi đại tiểu thư tiếp quản việc quản lý Bách Hoa Lâu thì lại bắt đầu kế hoạch này lần nữa. Hiện giờ Bách Hoa Lâu đã có chi nhánh ở hơn 10 quốc gia và khu vực, thế lực tình báo rộng mở nhanh chóng, thậm chí những người có quyền lực ở một số quốc gia cũng bị Bách Hoa Lâu khống chế. Xuân Lan giới thiệu. Nghe vậy, Diệp Phàm mỉm cười. Người phụ nữ cơ như Yên này cũng có chút năng lực đó. Cùng lúc đó, ở một nơi nào đó phía Tây Nam, có hai nhóm người đang ngồi. Trong hai nhóm người này có một nhóm ăn mặc sang trọng, người đàn ông dẫn đầu không ai khác chính là quân chủ quân Thiên Lang, Mạc Lâm. Nhóm người trước mặt Mạc Lâm đều mặc vest đen, do một ông lão có râu dê. Quân đoàn trưởng Mạc, cậu cảm thấy đề nghị hợp tác với gia tộc Ito lần này thế nào? Gia chủ của chúng tôi rất có thành ý với lần hợp tác này. Chỉ cần chúng ta hợp tác, tôi bảo đảm quân Thiên Lang của các người sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Ông lão râu dê vuốt râu cười nói. Hợp tác không thành vấn đề, nhưng nếu chúng tôi muốn các người đi giết người các người có giết không? Mạc Lâm lạnh nhạt nói. Tên tiểu tử kia sẽ chết sớm thôi. Ông lão râu dê tự tin cười nói. Lúc này... Một người đàn ông phía sau ông lão râu dê nhận được điện thoại liền biến sắc. Quản gia, không hay rồi. Người đàn ông mặc vest thì thầm vào tai ông lão râu dê, ông lão lập tức cau mày. Thấy vẻ mặt này của ông, chẳng lẽ nhiệm vụ đối phó với hắn đã thất bại rồi sao? Mạc Lâm liếc nhìn ông lão râu dê một cái. Quân đoàn trưởng Mạc, người này quả thực có chút khó giải quyết, nhưng mà cậu yên tâm, gia tộc Ito nhất định sẽ làm được như đã hứa. Lần này chúng tôi đã dẫn kiếm sĩ mạnh nhất trong gia tộc theo, nhất định có thể giết hắn. Ichiken, người đích thân đi một chuyến đi. Ông lão râu dê nói. Ông lão vừa dứt lời, một người mặc đồ đen cầm kiếm đột nhiên xuất hiện đáp lại, vâng. Sự xuất hiện đột ngột của người đàn ông này khiến Mạc Lâm kinh ngạc, với thực lực của hắn ta vậy mà lại không cảm nhận được sự tồn tại của người này. Người này là ai? Mạc Lâm nhìn chằm chằm người đàn ông với vẻ mặt nghiêm túc. Hắn chính là Ito Ichiken,
kiếm sĩ mạnh nhất mà gia tộc Ito bồi dưỡng. Hắn đã từng tiêu diệt 5 tổ chức cấp A và 2 tổ chức cấp S chỉ với một thanh kiếm. Ông lão râu dê cười nói. Mạnh vậy sao? Mạc Lâm kinh ngạc nói. Hắn ta đương nhiên biết sự phân chia của các thế lực trong thế giới ngầm, đương nhiên cũng biết sức mạnh của tổ chức cấp A và tổ chức cấp S. Có thể tiêu diệt được 5 tổ chức cấp A, 2 tổ chức cấp S chứng tỏ thực lực của người này đã đạt tới trình độ vô cùng đáng sợ rồi. Không ngờ gia tộc Ito của các người còn có cao thủ như vậy. Quân đoàn trưởng Mạc khách sáo rồi. Có Ichiken ra tay, Diệp Phàm nhất định phải chết, quân đoàn trưởng Mạc và quân chủ quân Thiên Lang cứ yên tâm đi. Ông lão râu dê tự tin nói. Nếu đã vậy thì tôi sẽ về bẩm báo với quân chủ một tiếng, có thể bắt đầu hợp tác rồi, trước mắt chúc chúng ta hợp tác thuận lợi. Mạc Lâm cười nói. Chớp mắt đã đến buổi trưa. Diệp Phàm chạy tới đường thì ăn cơm cùng đường Sở Sở. Sở Sở, ba tên kia không đi tố cáo với cậu gì của em chứ? Diệp Phàm nhìn đường Sở Sở. Không có, hôm nay ba người họ còn thành thật đến làm việc, có lẽ là bị anh dọa sợ rồi. Đường Sở Sở mỉm cười. Diệp Phàm cười lạnh nói, tốt nhất là vậy. Đúng rồi anh Tiểu Phàm, em định đi Tây Nam một chuyến. Lúc này, đường Sở Sở nhìn Diệp Phàm nói. Đi Tây Nam, đúng vậy, em định công bố sản phẩm kem trị sẹo mà anh cho em, nhưng dược liệu trong sản phẩm này rất hiếm, chỉ ở vùng Tây Nam mới có. Em đã liên lạc với công ty dược liệu lớn ở quận Thiên Thục rồi, dự định ngày mai sẽ trực tiếp ký hợp đồng hợp tác lâu dài với đối phương, đảm bảo công ty được cung cấp dược liệu thuận lợi. Đường Sở Sở nói, Tây Nam cũng không gần chúng ta, anh đi với em. Diệp Phàm nói. Hắn đương nhiên lo lắng cho đường Sở Sở đi xa một mình. Với thực lực của đường Sở Sở bây giờ, ngoại trừ cường giả thiên cảnh ra, những người còn lại cũng không thể làm tổn thương cô. Nhưng Diệp Phàm vẫn không thể yên tâm được, đi theo vẫn hơn, dù sao hắn cũng không bận gì. Được. Mà đường Sở Sở cũng không từ chối Diệp Phàm, cô chỉ hy vọng được ở bên Diệp Phàm nhiều một chút. Ăn trưa xong, Diệp Phàm rời khỏi đường thị. Lúc này có ba người đàn ông sắc mặt lạnh lùng đi tới trước mặt hắn, người dẫn đầu nhìn Diệp Phàm, chủ nhân của tôi muốn gặp anh, theo chúng tôi một chuyến đi. Chủ nhân các người muốn gặp tôi thì tôi phải đi gặp sao? Diệp Phàm lạnh lùng nói. Anh biết chủ nhân tôi là ai không? Người đàn ông dẫn đầu lạnh lùng quát. Tôi mặc kệ hắn ta là ai, muốn gặp tôi, bảo hắn ta lăn qua đây. Diệp Phàm hừ lạnh. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Lên. Người đàn ông lập tức quát lên. Hai người kia tức khắc xông về phía Diệp Phàm. Kết quả họ còn chưa kịp đến gần Diệp Phàm đã bị một sức mạnh đánh bay ra ngoài, ngã xuống đất hộc máu. Người đàn ông dẫn đầu biến sắc, một tay biến thành móng vuốt xông về phía Diệp Phàm. Khoảnh khắc móng vuốt của đối phương sắp chạm tới Diệp Phàm, đã bị hắn chặn lại, trực tiếp cắt đứt cổ họng. Mấy người đàn ông ngã xuống đất, hai mắt trừng to. Mặc kệ chủ của các người là ai, về nói với hắn ta, muốn gặp tôi thì lăn đến đây. Diệp Phàm nhìn hai người còn lại, không chút khách khí nói. Mà ở trong biệt thự sang trong tại Thiên Hải, một người đàn ông mặc trường bào để râu đang ngồi uống trà. Chủ nhân, không hay rồi, Thương Ưng Long chết rồi. Lúc này một người đàn ông chạy tới trước mặt hắn ta, nói. Chết rồi. Bị Diệp Phàm giết. Người đàn ông này trầm giọng nói. Đúng vậy, đối phương còn nói. Chàng trai lắp bắp không nói nên lời. Còn nói gì? Người đàn ông quát. Hắn còn nói, nếu muốn gặp hắn, thì bảo chủ nhân tự lăn qua đó. Người đàn ông toát đầy mồ hôi trên trán, lo lắng nói. Rắc rắc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chỉ trong chớp mắt, người đàn ông đã biến tách trà trong tay thành bột mịn, nước trà văng khắp nơi. Văng xuống đất tạo thành những lỗ thủng trên sàn đá cẩm thạch. Chàng trai kia sợ tới mức quỳ xuống đất. Tốt, rất tốt. Không hổ là đệ tử của Long Vương, quả thực có phong thái của Long Vương. Người đàn ông cười lạnh lùng. Chủ nhân, tôi sẽ đích thân đưa hắn đến. Một người đàn ông mặc đồ đen xuất hiện trước mặt người đàn ông. Nếu vị thiếu chủ này muốn tôi đích thân đi gặp hắn, vậy tôi sẽ đi thử xem sai. Chuyện tôi bảo cậu sắp xếp thế nào rồi? Người đàn ông nói. Đã sắp xếp xong, có thể hành động. Người đàn ông mặc đồ đen nói. Được, vậy hành động đi, chúng ta đi. Người đàn ông nói,
đứng dậy đi ra ngoài. Cùng lúc đó, trong khu biệt thự Tử Kinh, Diệp Phàm vừa quay lại liền thấy năm bóng người, trong đó có một người là Hoa Thừa trước đây đến gặp Tô Nhược Tuyết, bên cạnh anh ta còn có bốn người đàn ông cường tráng. Cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Hoa Thừa nhìn Diệp Phàm, cười lạnh. Lại là anh, sao đây, muốn đi theo Âu Dương Mục à? Diệp Phàm cười lạnh nói. Tiểu tử này, dám động vào người phụ nữ của Vân Thiếu Gia, hôm nay không ai có thể cứu nổi mày. Hắn chính là Diệp Phàm. Hoa Thừa nhìn Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, lập tức nói với bốn người kia. Bốn người kia lập tức xông về phía Diệp Phàm, ra tay đều là sát chiêu, không có ý định buông tha cho Diệp Phàm. Diệp Phàm đứng yên bất động, hắn vung tay lên, một con dao găm màu đen xẹt qua trước mặt bốn người. Cổ họng họ lần lượt bắn ra máu tung tóe, ngã xuống đất chết ngay tại chỗ. Mà Hoa Thừa thấy cảnh tượng này thì biến sắc, lộ ra vẻ khiếp sợ. Bốn người này đều là cao thủ mà Vân Thiếu Gia tìm được từ Hộ Long Ti, sao có thể chết nhanh như vậy? Lúc này, Diệp Phàm lạnh lùng nhìn Hoa Thừa, bay thẳng về phía đối phương. Mày đừng đến đây. Hoa Thừa thấy Diệp Phàm tới gần, cảm nhận được sát ý của hắn, trong lòng run lên, sợ hãi lùi về sau. Hoa Thừa! Đột nhiên một tiếng hét nghiêm khắc truyền đến, Hoa Ân, viện trưởng ngự y viện xuất hiện. Ông nội! Hoa Thừa nhìn thấy Hoa Ân kích động kêu lên. Tiểu tử, ông nội của tao đến rồi, mày chết chắc rồi. Hoa Thừa như tìm được chỗ dựa vững chắc, bình tĩnh lại, chỉ vào Diệp Phàm hét lớn. Hoa Thừa chính là cháu trai của Hoa Ân. Vô sỉ! Nhưng Hoa Thừa còn chưa ui mừng được bao lâu thì Hoa Ân đã tiến tới tát vào mặt anh ta khiến hắn ngã xuống đất, nửa mặt đỏ bừng và sưng tấy. Hoa Thừa bị đánh đến choáng váng, ôm mặt nhìn Hoa Ân, sao ông lại đánh con? Ông nên dạy cho tên tiểu tử này một bài học mới đúng chứ, vừa rồi hắn muốn giết con. Câm miệng! Con dám đắc tội Diệp công tử, còn không mau quỳ xuống dập đầu với Diệp công tử, xin Diệp công tử tha thứ. Hoa Ân mắng cháu trai mình. Ông ấy biết rõ Diệp Phàm đáng sợ đến mức nào, nếu đối phương thật sự ra tay vậy thì cháu tai ông ấy sẽ chết chắc. Diệp công tử, là tôi không dạy được nó, mới để tên nghiệt tử này đến gây sự với Diệp công tử, mong Diệp công tử tha tội. Lúc này, Hoa Ân cúi người trước Diệp Phàm. Hoa Thừa thấy ông nội mình lại cúi đầu trước Diệp Phàm, vô cùng kinh ngạc. Ở Long Quốc này, cho dù là thế gia quyền quý, hay vương hầu quý tộc cũng không có tư cách bảo ông nội hắn cúi đầu hành lễ. Dù sao ông nội hắn cũng là viện trưởng ngự y viện, phụ trách chăm sóc sức khỏe cho người đứng đầu của quốc gia, ai dám đắc tội chứ? Nhưng hiện giờ, ông nội hắn lại cung kính cúi đầu với Diệp Phàm, điều này khiến Hoa Thừa sợ hãi. Còn không mau quỳ xuống dập đầu với Diệp công tử đi, muốn bị trục xuất khỏi nhà họ Hoa sao? Mà Hoa Ân thấy đứa cháu trai này đứng yên bất động lại nói. Xin lỗi. Nghe Hoa Ân nói muốn trục xuất mình khỏi gia tộc, Hoa Thừa biến sắc, vội vàng quỳ xuống dập đầu với Diệp Phàm. Hóa ra là cháu trai của ông. Năng lực dạy dỗ cháu trai của ông quả thực không tốt lắm. Diệp Phàm hừ lạnh nhìn Hoa Ân. Diệp công tử nói phải. Mong Diệp công tử cho cháu trai tôi một cơ hội nữa, về tôi nhất định sẽ dạy dỗ nó thật tốt. Hoa Ân chắp tay nói với Diệp Phàm. Nể mặt ông, hôm nay tôi tha cho hắn ta một mạng. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Đa tạ Diệp công tử. Lúc này Hoa Ân mới thở phào một hơi, cung kính nói, quét mắt về phía Hoa Thừa, còn không mau cảm ơn Diệp công tử. Cảm ơn Diệp công tử. Hoa Thừa quỳ trên đất nói. Cút đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, về nói với Vân Thiếu nhà anh, đừng có chọc tôi, nếu không thì chuẩn bị sẵn quan tài đi. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Được, được. Hoa Thừa vội vàng gật đầu rồi đứng dậy rời đi. Diệp. Hoa Ân còn muốn nói gì đó với Diệp Phàm, đột nhiên một nhóm người xuất hiện. Người qua đường này chính là đại trưởng lão và một nhóm cường giả của Độc Tông. Các người là người của Độc Tông. Diệp Phàm quan sát đám người này, nhìn thấy khí độc tỏa ra trên người bọn họ, lập tức quát. Xem ra mày chính là thằng nhãi đã sát hại thiếu chủ Độc Tông chúng tao. Ánh mắt của đại trưởng lão Độc Tông như đóng băng, ông ta nhìn Diệp Phàm, trên người tỏa ra một luồng khí độc đáng sợ. Theo luồng khí độc này lan ra, hoa cỏ cây cối trong sân biệt thự lập tức khô héo. Thấy vậy, Hoa Ân thốt lên đầy kinh hãi, khí độc rất mạnh.
xem ra người Độc Tông các ông vẫn còn không ít người kéo dài hơi tàn. Diệp Phàm lạnh lùng hừ mũi. Hôm nay, tao tuân theo mệnh lệnh của tông chủ đến giết mày. Nhãi danh, bó tay chịu trói đi. Đại trưởng lão Độc Tông thẳng thừng quát, trên người phát ra khí tức cực kỳ đáng sợ. Với thực lực của đại trưởng lão này, Độc Tông cộng thêm độc công của ông ta, ngay cả cường giả nửa bước vào thiên cảnh cũng không đỡ nổi một chiêu của ông ta. Tông chủ Độc Tông, ông ta vẫn chưa chết à? Diệp Phàm lạnh lùng cất lời. Hừ, tông chủ Độc Tông nhà chúng tao có thần công cái thế, làm sao dễ chết như vậy được? Đại trưởng lão Độc Tông cất giọng khinh thường nói. Vèo. Một giây sau, Diệp Phàm bước ra một bước đi tới trước mặt đại trưởng lão Độc Tông, tay nhanh như chớp bóp cổ ông ta. Sắc mặt đại trưởng lão Độc Tông chợt thay đổi, toàn bộ khí độc trong cơ thể phóng về phía Diệp Phàm. Khí độc này rất mạnh, đủ khiến một cường giả địa cảnh tầng 9 xuống địa ngục chỉ trong nháy mắt. Nhưng khi khí độc này chui vào trong cơ thể Diệp Phàm, hắn lại không có bất kỳ phản ứng nào. Sao có thể chứ? Đại trưởng lão Độc Tông thấy vậy thì mặt biến sắc, thét to. Thả đại trưởng lão ra. Các cường giả khác của Độc Tông hét lên với Diệp Phàm, lập tức thi triển các loại độc tấn công hắn. Ầm. Trên người Diệp Phàm bộc phát ra một luồng kình khí đáng sợ, đánh thẳng lên người đám người này. Phụt phụt phụt. Các cường giả Độc Tông còn chưa kịp phản ứng đã bị đánh bay, từng người ngã xuống đất hộc máu, chết ngay tại chỗ. Lúc này, đại trưởng lão Độc Tông thay đổi sắc mặt. Ông ta dốc toàn sức lực muốn thoát khỏi bàn tay của Diệp Phàm, nhưng bàn tay này đối phương tựa như gọng kìm siết chặt cổ khiến ông ta không giãy ra được. Khí độc toàn thân mà ông ta vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo cũng không có bất kỳ hiệu quả gì với người này. Mày, rốt cuộc mày là ai? Đại trưởng lão Độc Tông nhìn Diệp Phàm bằng ánh mắt sợ hãi. Tuổi còn trẻ mà đã có thực lực mạnh như vậy, hơn nữa còn không bị ảnh hưởng bởi khí độc mà ông ta tu luyện ra, điều này thật khó tin. Tông chủ của các người hiện đang ở đâu? Diệp Phàm nhìn đối phương, lạnh lùng hỏi. Tao sẽ không nói đâu. Đại trưởng lão Độc Tông gào lên. Phụt. Đối phương vừa mới dứt lời, Diệp Phàm đã xé đứt một cánh tay của ông ta. Á. Đại trưởng lão Độc Tông không nhìn được kêu gào thảm thiết. Có nói không? Diệp Phàm lạnh lùng vô tình hỏi lại một lần nữa. Đại trưởng lão Độc Tông vẫn không có ý định trả lời. Phụt. Diệp Phàm lại xé đứt cánh tay còn lại của đối phương. Cảm giác đau đớn dữ dội do xương cốt đứt lìa khiến đại trưởng lão Độc Tông không chịu nổi, trán túa mồ hôi lạnh, không ngừng kêu gào thảm thiết. Hoa Ân ở bên cạnh sợ sởn da gà trước thủ đoạn của Diệp Phàm. Lúc này, ông ấy cảm thấy cực kỳ may mắn vì lúc nãy mình đã đến kịp, nếu không thì e là cháu trai cũng rơi vào kết cục này. Vẫn không định nói à? Nói xong Diệp Phàm vươn một tay túm lấy chân phải của đại trưởng lão Độc Tông, rõ ràng là tiếp theo hắn định xé đứt nó. Tao nói. Đại trưởng lão Độc Tông vội vàng lên tiếng. Cuối cùng vị đại trưởng lão này cũng khuất phục, nói, tông chủ đi quận Thiên Thục rồi. Đi quận Thiên Thục ư? Ông ta đi quận Thiên Thục làm gì? Diệp Phàm nhíu mày. Tông chủ biết tin đệ tử Quỷ Cốc sẽ tham dự cuộc so tài y đạo, vì vậy ngài ấy định tới đó giết sạch toàn bộ đệ tử Quỷ Cốc. Đại trưởng lão Độc Tông trả lời. Diệp Phàm nghe thấy câu này, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo. Hắn liếc nhìn Hoa Ân, cuộc so tài y đạo được tổ chức ở quận Thiên Thục sao? Đúng vậy, lần này tôi đến là để báo cho Diệp công tử biết cuộc so tài y đạo lần này sẽ được tổ chức ở Châu Thành Thục, quận Thiên Thục. Hoa Ân trả lời. Tao đã trả lời rồi, mày thả tao ra được chưa? Đại trưởng lão Độc Tông mặt mày tái nhợt nhìn Diệp Phàm. Vì hai cánh tay chảy quá nhiều máu, ông ta sắp không chống đỡ nổi nữa. Người của Độc Tông đều đáng chết. Diệp Phàm liếc đối phương một cái rồi thẳng tay bẻ gãy cổ. Bộp. Sau đó, hắn tiện tay ném thi thể của đại trưởng lão Độc Tông xuống đất. Diệp công tử, tông chủ Độc Tông đi quận Thiên Thục, vậy lần này cậu. Ông lo tôi gặp nguy hiểm sao? Hoa Ân vừa nói xong, Diệp Phàm liền nở nụ cười khẽ. Là tôi cả nghĩ, với thực lực của công tử sao có thể gặp nguy hiểm được? Nhưng cuộc so tài y đạo sắp diễn ra rồi. Diệp công tử định khi nào lên đường để tôi dễ sắp xếp? Hoa Ân dò hỏi. Không cần sắp xếp nữa, ông cứ nói cho tôi thời gian địa điểm thi đấu là được, tôi sẽ tự đi. Diệp Phàm nói thẳng. Được. Hoa Ân lập tức gật đầu.
Đúng lúc này, lại có thêm một nhóm người xuất hiện ở đây, dẫn đầu là một người đàn ông để râu, mặc trường bào. Khi nhìn thấy thi thể đầy đất, ông ta khẽ nhíu mày. Long thủ Huyền Ưng. Hoa Ân nhìn người đàn ông này, kinh ngạc nói. Viện trưởng Hoa, ông cũng ở đây à? Người đàn ông nhìn Hoa Ân, khẽ mỉm cười. Long thủ Huyền Ưng, sao ông lại ở đây? Lẽ nào? Hoa Ân kinh ngạc nhìn đối phương, rồi lại nhìn sang Diệp Phàm. Người đàn ông kia đưa mắt nhìn Diệp Phàm, sau đó nói với Hoa Ân, viện trưởng Hoa, tôi và vị công tử này có một số chuyện cần bàn bạc, ông vui lòng tránh đi một lát. Được. Hoa Ân lập tức rời khỏi đây. Cậu là đồ đệ của điện chủ ư? Thiếu chủ rất tuấn tú lịch sự, nhưng hơi nóng tính. Tôi sai thuộc hạ Long tướng đi mời thiếu chủ, không ngờ lại bị thiếu chủ giết. Người đàn ông kia nhìn Diệp Phàm, lạnh nhạt nói. Ông ta chính là Long thủ Huyền Ưng, một trong 8 long thủ của Điện Long Vương. Thì ra là ông muốn gặp tôi. Sao ông lại biết thân phận của tôi? Ai nói cho ông? Diệp Phàm nhìn Long thủ Huyền Ưng, lạnh lùng chất vấn. Thiếu chủ giấu mình rất kỹ, nhưng trên đời này không có bức tường nào không lọt gió. Cậu gây ra nhiều động tĩnh như vậy, muốn người ta không chú ý cũng không được. Long thủ Huyền Ưng cười khẽ. Vậy hôm nay ông đến tìm tôi làm chi? Diệp Phàm liếc đối phương. Thiếu chủ là đệ tử của điện chủ, tức là người thừa kế của Điện Long Vương. Hiện giờ điện chủ không còn, tất nhiên thiếu chủ hẳn là điện chủ mới của Điện Long Vương. Vì vậy, thuộc hạ muốn trợ giúp thiếu chủ ngồi lên vị trí Long Vương, trở thành điện chủ Điện Long Vương. Huyền Ưng nhìn Diệp Phàm và nói. Cho tôi lên làm điện chủ. Sau đó thì sao? Diệp Phàm khoanh tay, nhìn Huyền Ưng với vẻ nghiền ngẫm. Sau đó, tôi chỉ cần thiếu chủ ngoan ngoãn nghe lời tôi. Đến lúc đó, cậu có thể vô tư ngồi lên vị trí điện chủ của mình, hưởng lạc thỏa thích. Diệp Phàm hỏi, Huyền Ưng không giấu giếm. Ông muốn tôi làm con rối cho ông hả? Diệp Phàm cười gằn. Thiếu chủ nói sai rồi, sao lại gọi là con rối chứ? Phải là hỗ trợ lẫn nhau. Tôi hỗ trợ thiếu chủ ngồi lê vị trí Long Vương, cho cậu nắm giữ địa vị cao, quyền lợi và tiền bạc. Mà chuyện thiếu chủ phải làm là nghe theo mệnh lệnh của tôi. Vụ giao dịch này rất có lời phải không? Long thủ Huyền Ưng mỉm cười nhìn Diệp Phàm. Tôi là thiếu chủ của Điện Long Vương, vị trí điện chủ Điện Long Vương vốn thuộc về tôi mà, sao tôi phải nghe theo mệnh lệnh của ông chứ? Diệp Phàm lạnh lùng nói. Thiếu chủ thật sự cho rằng cậu dựa vào một chiếc nhẫn Long Vương là có thể ngồi lên vị trí kia sao? Điện chủ đã mất tích mấy chục năm, hiện giờ Điện Long Vương đã không còn là Điện Long Vương ngày xưa. Hiện giờ ai ai trong Điện Long Vương cũng muốn ngồi lên vị trí điện chủ. Một khi cậu xuất hiện ở Điện Long Vương, chào đón cậu không phải sự thần phục của bọn họ, mà là vô số lần sát hại. Nếu không có trợ giúp của tôi, thiếu chủ hoàn toàn không có khả năng ngồi lên vị trí kia. Long thủ Huyền Ưng lạnh lùng nói. Thế á? Nhưng tôi không nghĩ vậy. Ai dám cản tôi, cứ giết là xong. Diệp Phàm tùy ý nói. Xem ra thiếu chủ không định hợp tác với tôi. Lúc này, Long thủ Huyền Ưng lạnh mặt nhìn Diệp Phàm đăm đăm. Bây giờ ông nên nghĩ xem hôm nay mình có thể sống sót rời khỏi đây hay không. Diệp Phàm hờ hững cất lời. Tức thì người mặc đồ đen bên cạnh Long thủ Huyền Ưng và một đám cường giả dưới trướng đều lạnh lùng nhìn Diệp Phàm, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Không hổ là đệ tử của Long Vương, quả nhiên rất ngông cuồng. Nhưng tôi nghe nói cậu có một cô bạn gái là chủ tịch Đường thị, lẽ nào cậu không lo lắng cho bạn gái của mình? Long thủ Huyền Ưng lạnh nhạt nói. Ông đã ra tay với Sở Sở ư? Diệp Phàm lạnh lùng quát. Tôi đã phái người đi tìm cô bạn gái kia của thiếu chủ, chắc là cô ta sắp đến rồi đấy. Thiếu chủ vẫn nên cân nhắc thật kỹ đề nghị vừa rồi của tôi thì hơn, nếu không tôi không thể đảm bảo cho sự an toàn của cô bạn gái kia của cậu đâu. Long thủ Huyền Ưng nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt lạnh lẽo. Ông đang tìm tôi à? Đột nhiên, một giọng nói trong trẻo vang lên. Lúc này, Đường Sở Sở với gương mặt lạnh nhạt đi tới. U Ảnh đi theo bên cạnh, mỗi tay xách một bộ thi thể. U Ảnh ném thẳng hai bộ thi thể đến trước mặt Long thủ Huyền Ưng. Đó chính là hai cao thủ nhân cảnh tầng 9 do Long thủ Huyền Ưng phái đi bắt Đường Sở Sở. Sở Sở, em không sao chứ? Diệp Phàm nhìn Đường Sở Sở, lên tiếng hỏi han. Anh Tiểu Phàm, em không sao, hai người này không thể làm em bị thương. Đường Sở Sở mỉm cười đáp,
sau đó nhìn sang Long Thủ Huyền Ưng, ông muốn bắt tôi để uy hiếp anh Tiểu Phàm, tính toán rất hay, nhưng ông đã quá coi thường tôi. Đúng là tôi đã coi thường các người. Đã vậy thì hôm nay, sắc mặt của Long Thủ Huyền Ưng xa sầm, ông ta đang định nói gì đó thì Diệp Phàm đã xuất hiện trước mặt. Long Thủ Huyền Ưng thấy Diệp Phàm đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, sắc mặt chợt thay đổi, đang định ra tay. Kết quả là Diệp Phàm vung tay lên, thanh đoản kiếm màu đen lập tức đâm xuyên qua cổ, giết chết ông ta. Long Thủ Huyền Ưng, một trong 8 long thủ của Điện Long Vương này mở chừng mắt, trực tiếp ngã xuống trước mặt Diệp Phàm, chết không nhắm mắt. Ông ta không ngờ bản thân lại bị vị thiếu chủ này giết trong một chiêu. Ông ta đã đánh giá thấp Diệp Phàm. Chủ nhân, người mặc đồ đen kia và những người khác thấy Long Thủ Huyền Ưng bị giết, mặt ai nấy đều biến sắc. Tao phải giết mày. Người mặc đồ đen lạnh lùng nhìn Diệp Phàm, vung một con dao sắc bén xông tới giết hắn. Phụt. Đường Sở Sở bước ra một bước, tung ra một chưởng đánh bay người mặc đồ đen này, làm đối phương ngã xuống đất hộc máu. Các thuộc hạ của Long Thủ Huyền Ưng thì bị U Ảnh lần lượt giết chết. Diệp Phàm nhìn chằm chằm người mặc đồ đen kia, ông rất trung thành với chủ nhân của mình. Người mặc đồ đen nhìn Diệp Phàm đăm đăm, đứng dậy muốn chạy trốn. Vèo. Diệp Phàm vung tay lên, một cây kim bạc bắn ra, trực tiếp xuyên thủng đầu giết chết đối phương. Sở Sở, em ra tay quá nhẹ, rõ ràng là lúc nãy em thể một chưởng đánh chết hắn mà. Đối xử với kẻ địch quyết không được nương tay. Sau đó, Diệp Phàm nói với Đường Sở Sở. Anh Tiểu Phàm, em biết rồi. Đường Sở Sở gật đầu. Tiếp đó, Diệp Phàm gọi liên tiếp 2 cuộc điện thoại để sắp xếp mọi việc. Hiện tại một vị long thủ đã chết, tất nhiên Diệp Phàm phải sắp xếp ổn thỏa trước, tránh cho đại hội Long Vương còn chưa bắt đầu mà thân phận của hắn đã bại lộ. Thoáng cái màn đêm đã buông xuống. Ở đế đô, trong gia tộc Âu Dương. Âu Dương khắc ngủ suốt một ngày một đêm vì hỏa công tâm rốt cuộc cũng tỉnh lại. Con tỉnh rồi. Một lão giả tóc trắng ngồi bên cạnh, nhìn Âu Dương khắc. Cha, sao cha lại ở đây? Âu Dương khắc nhìn lão giả, kinh ngạc hỏi. Lão giả này chính là Âu Dương Thành, gia chủ tiền nhiệm của gia tộc Âu Dương, trước đây vẫn luôn nghỉ ngơi dưỡng sức ở nơi khác. Gia tộc Âu Dương chúng ta sắp tuyệt hậu rồi, cha không về mà được chắc. Âu Dương Thành lạnh lùng quát. Xin lỗi cha, là do con vô dụng, không bảo vệ tốt Mục Nhi và Bất Phàm. Âu Dương khắc lập tức đứng dậy, cúi đầu nói với Âu Dương Thành. Hai cháu trai dòng chính của gia tộc Âu Dương bị giết. Đây là nỗi sỉ nhục lớn nhất của gia tộc Âu Dương trong vòng 100 năm qua. Âu Dương Thành lạnh lùng nói. Thưa cha, bây giờ con sẽ liên lạc với sở giám sát và sở tuần tra, bảo bọn họ bắt tên đó ngay lập tức. Âu Dương khắc nói, gương mặt tràn đầy sát ý. Vô dụng thôi, tối qua Tổ Long, sở giám sát và sở tuần tra đã tới Thiên Hải đối phó với thằng nhãi kia. Kết quả là tất cả đều trắng tay trở về. Tên này không dễ đối phó như vậy đâu. Âu Dương Thành lạnh nhạt cất lời. Vậy thì con sẽ lập tức triệu tập tất cả mọi người trong gia tộc Âu Dương, bằng mọi giá phải giết bằng được tên đó. Con không tin không thể giết chết nó. Lúc này, hai mắt Âu Dương khắc đỏ ngầu, đằng đằng sát khí quát. Sắc mặt tối sầm lại, Âu Dương Thành nhìn Âu Dương khắc, cha đã mất 2 đứa cháu trai rồi, con còn muốn cả gia tộc Âu Dương tiêu đời theo sao? Âu Dương khắc bị Âu Dương Thành khiển trách, sát ý dần giảm bớt. Lẽ nào cứ bỏ qua mối thù của Mục Nhi và Bất Phàm như thế hả cha? Chúng nó là cháu trai của cha đấy. Tất nhiên không thể bỏ qua như thế được. Cha đã liên lạc với người phụ trách của Đồ Long Sơn Trang, bọn họ sẽ cử địa sát ra tay, đích thân lấy mạng tên đó. Âu Dương Thành lạnh lùng nói. Đồ Long Sơn Trang. Âu Dương khắc nghe thấy 4 chữ này thì giật mình ra mặt. Ở Long Quốc chỉ có nhân tài có thân phận và địa vị tầm cỡ mới biết đến sự tồn tại của Đồ Long Sơn Trang. Đồ Long Sơn Trang là tổ chức cực kỳ đáng sợ ở Long Quốc. Tổ chức này tương tự tổ chức sát thủ thuộc thế giới ngầm, chỉ cần bạn ra giá đủ cao là có thể yêu cầu bọn họ làm bất cứ việc gì, giết bất cứ ai. Trên có vương hầu tướng lĩnh, dưới có thế gia nhà giàu, chỉ cần dám ra giá thì Đồ Long Sơn Trang dám giết. Mà một khi Đồ Long Sơn Trang nhận đơn, bất kể mục tiêu có thân phận lai lịch cỡ nào hay có thực lực mạnh bao nhiêu, kết cục chỉ có một con đường chết. Kể từ khi thành lập đến nay, Đồ Long Sơn Trang chưa từng thất bại. Đây cũng là chỗ đáng sợ của Đồ Long Sơn Trang. Trong giới xã hội thượng lưu Long Quốc,
khi các ông lớn quyền thế muốn giết kẻ địch nào đó mà bản thân không tiện ra mặt, thì bọn họ sẽ liên lạc thuê Đồ Long Sơn Trang ra tay. Đương nhiên Đồ Long Sơn Trang đáng sợ như thế, bên trên cũng từng muốn diệt trừ. Nhưng đừng nói chi đến diệt trừ, ngay cả xào huyệt của Đồ Long Sơn Trang ở đâu cũng không có ai biết, đến tổ chức đích tình của chính phủ cũng không điều tra được. Người khác muốn liên lạc với Đồ Long Sơn Trang đặt đơn thì chỉ có thể thông qua một số đường dây đặc biệt. Nếu là Đồ Long Sơn Trang ra tay thì thằng nhãi kia chết chắc. Âu Dương Khắc kích động nói. Hơn nữa, cha còn liên lạc với sư phụ của Bất Phàm. Ông ấy cũng cực kỳ tức giận khi biết chuyện này, sẽ báo thù cho Bất Phàm. Có hai sát chiêu lớn là sư phụ của Hữu Phàm và Đồ Long Sơn Trang, tên đó có giỏi đến mấy cũng phải chết. Âu Dương Thành lạnh lùng quát. Vẫn là cha lợi hại. Âu Dương Khắc tâm bốc. Được rồi, trước mắt việc con phải làm là nhân lúc mình chưa già lắm mà tìm đàn bà sinh một đứa con trai, đảm bảo huyết mạch của gia tộc Âu Dương chúng ta không đứt đoạn. Những chuyện khác cha sẽ xử lý. Âu Dương Thành lạnh lùng nói với Âu Dương Khắc, Âu Dương Khắc liền vội vàng gật đầu. Căn cứ chiến bộ. Ngày mai cậu đích thân dẫn 4 tiểu đội Long Hồn thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6 đến Tây Nam trước. Một khi chứng cứ xác thực thì hãy diệt sạch sâu mọt. Long Chiến Thiên ra lệnh cho Quân Đao. Rõ. Quân Đao gật đầu. Cẩn thận chút, hiện nay Tây Nam không yên ổn. Tôi nghe nói tên nhóc kia muốn tham gia cuộc so tài y đạo, mà cuộc thi này lại được tổ chức ở Tây Nam. Nếu gặp phải chuyện gì khẩn cấp, cậu có thể tìm cậu ta. Long Chiến Thiên nhắc nhở Quân Đao. Vâng. Quân Đao lập tức nói. Trong Vũ Phiệt một trong 9 thế phiệt lớn của Long Quốc. Đoan Mộc Cần đi Tây Nam rồi à? Phiệt chủ Vũ Phiệt nghe thuộc hạ báo cáo, sắc mặt xa sầm, lạnh lùng hỏi. Vâng thưa Phiệt chủ, theo tin tình báo thì Đoan Mộc Cần đã bí mật đến Tây Nam. Về phần cô ta muốn làm gì, tạm thời vẫn chưa rõ. Thuộc hạ báo cáo. Lúc này, trong mắt Phiệt chủ Vũ Phiệt lóe lên tia sáng, hắn ta lạnh lùng nói, thông báo cho Đại Hộ Pháp dẫn người đến Tây Nam, theo dõi người phụ nữ này sát sao cho tôi. Tôi muốn biết mọi hành động của cô ta. Người phụ nữ này tâm tư thâm trầm, cô ta đi Tây Nam vào lúc này chắc chắn mục đích không đơn giản. Vâng. Thuộc hạ đáp lời. Đoan Mộc Cần, tôi muốn xem cô có thể làm được trò chống gì. Cô và Ngọc Rồng, bản phiệt chủ nhất định phải có được. Phiệt chủ Vũ Phiệt nói với vẻ ngang ngược, bá đạo. Nước ngoài, bên trong tổ chức Thiên Võng. Chính là thằng danh này 3 lần 7 lượt phá hỏng kế hoạch bắt Tô Nhược Tuyết của chúng ta. Người đàn ông cầm một tấm hình, vẻ mặt âm trầm nói. Người trong hình là Diệp Phàm. Đúng thế, chính hắn, hơn nữa căn cứ vào thông tin tình báo của Thiên Võng thì thằng nhãi này còn có quan hệ đặc biệt với Điện Long Vương, tình huống cụ thể như thế nào thì vẫn còn đang điều tra thêm. Gã thuộc hạ mặc đồ đen quỳ chân xuống nói. Có quan hệ đặc biệt với Điện Long Vương, tên này cũng thú vị đấy. Lập tức tập hợp người bắn hắn lại. Còn nữa, lần này một trong tứ đại Long quân sẽ tới Tây Nam, thông báo cho Tứ Thiên Vương, Ngũ Thiên Vương và Lục Thiên Vương, bảo 3 người họ tới đó trước, nhân cơ hội bắt giữ vị Long quân này, như vậy sẽ càng có lợi cho chúng ta khống chế Điện Long Vương. Người đàn ông lạnh lùng ra lệnh. Tên thuộc hạ gật đầu ngay lập tức. Bên trong thánh điện, liên tiếp giết chết một thánh sử và một thánh kỵ sĩ trưởng của điện, người Long quốc bắt buộc phải chết. Thông báo cho Tô Sâm và 2 thánh kỵ sĩ trưởng, dẫn 3 vạn thánh kỵ sĩ đi giết chết người này và thánh nữ huyết tộc, nếu 2 bọn họ không chết thì 3 vạn quân này cũng không cần trở về nữa. Một tiếng quát lạnh lẽo đầy oai phong truyền ra, uy áp bao phủ toàn bộ thánh điện. Chiến bộ Lưu Ly Quốc, ông cụ nhà họ Kim đứng trước tấm bản đồ của Long Quốc, xung quanh có không ít các tướng lĩnh. Thưa ngài, ngài nghĩ chúng ta nên đối phó với Long Quốc như thế nào? Lúc này, một tướng lĩnh lên tiếng. Nếu muốn tóm gọn Long Quốc thì trước tiên phải ra tay với quận Thiên Thục, nơi này là khu vực quân sự quan trọng của Long Quốc, nếu chiếm được thì đồng nghĩa với việc khiến cho Long Quốc mất đi một cánh tay, tới lúc đó chúng ta lại tấn công toàn diện thì sẽ có thể một lần hành động đánh tan Long Quốc. Ông cụ nhà họ Kim chỉ vào một vị trí trên bản đồ. Chiếm lấy quận Thiên Thục, chúng ta trực tiếp ra quân chiếm đóng nơi này sao? Một vị tướng lĩnh khác nói. Không. Quận Thiên Thục là khu vực quan trọng của Long Quốc bởi vì ở đây có một căn cứ quân sự, nơi này có đủ các loại vũ khí vừa được nghiên cứu chế tạo, nếu phá hủy nó thì Long Quốc sẽ tổn hại nặng nề. Ông cụ Kim lạnh lùng đáp.
Tôi hiểu rồi. Mọi người lần lượt gật đầu. Nhưng mà nơi này quan trọng như vậy, muốn phá hủy nó, nếu không phái đội quân lớn đi thì e là rất khó. Ngay sau đó, một người có ý kiến. Tôi đã liên hệ với chiến bộ của 7 nước còn lại, 8 nước chúng ta đều sẽ phái ra đội ngũ tinh nhuệ nhất tiến vào đó, phá hủy Thiên Thục. Hơn nữa, ở đó chúng ta còn có nội ứng, nhất định bảo đảm thành công. Ông cụ Kim hờ hững đáp, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo, đây là cơ hội tốt để chúng ta xóa đi nỗi ô nhục của liên quân 5 nước khi xưa. Trong một tòa cung điện nào đó ở ngoại thành, thông báo cho tứ đại chiến thần, để bọn họ lùng bắt Diệp Phàm, tôi cũng muốn xem thử thằng danh đó giỏi tới đâu. Lúc này, một giọng nói lạnh lùng vô tình vang lên. Trong nháy mắt, một ngày mới đã đến. Biệt thự số 3 khu Tử Kinh. Diệp Phàm ngồi trên sofa nhìn Trần Tiểu Manh mang theo một dương hành lý đi ra, nói, em muốn làm gì? Em muốn đi quận Thiên Thục với mọi người. Trần Tiểu Manh trực tiếp nói. Em đi Thiên Thục làm gì? Không đi học à? Diệp Phàm ngạc nhiên nói. Trường bọn em được nghỉ, em có thể đi một tuần. Vừa lúc nghe chị họ nói hai người muốn đi Thiên Thục, em cũng định đi chơi, nghe nói Thiên Thục có rất nhiều đồ ăn ngon, em muốn đi ăn một lần cho biết. Lúc này, Trần Tiểu Manh tràn đầy hăng hái. Em cũng muốn đi. A Cơ cũng bước tới nói với Diệp Phàm. Vậy được rồi. Diệp Phàm gật gật đầu, nếu hắn và Sở Sở, Trần Tiểu Manh đều đi, đương nhiên sẽ không để A Cơ ở nhà một mình. Ngay sau đó, ba người thu dọn đồ đạc rồi ra ngoài. Nhưng mà, bọn họ mới vừa ra khỏi biệt thự đã có mấy người mặc quần áo như thời cổ đại, búi tóc dài xuất hiện. Thực lực của mỗi người đều không tầm thường, tất cả đều là cường giả địa cảnh. Cậu là Diệp Phàm. Ánh mắt của một vị cao thủ nhìn về phía Diệp Phàm. Mấy người là ai? Diệp Phàm lạnh giọng hỏi. Cái chết của môn chủ Bá Môn có liên quan tới cậu đúng không? Người kia quát lớn. Người của Bá Môn. Chúng tôi là đệ tử Võ Minh. Diệp Phàm vừa hỏi, người đàn ông kia đã lớn tiếng nói. Võ Minh. Nghe lai lịch của bọn họ, Diệp Phàm hơi ngạc nhiên. Bỗng nhiên hắn nghĩ tới, con trai môn chủ Bá Môn kia hình như là đệ tử của trưởng lão Võ Minh. Xem ra mấy người này là do đứa con trai kia phái tới. Mấy người muốn làm gì? Giết tôi, báo thù cho môn chủ Bá Môn. Diệp Phàm hừ lạnh. Nếu như cậu cũng đã thừa nhận, vậy thì đừng trách chúng tôi. Vẻ mặt người kia trầm xuống. Bọn họ muốn ra tay với Diệp Phàm. Trên người Diệp Phàm phóng ra một cỗ khí tức lạnh như băng, trực tiếp trấn áp đối phương. Mấy vị đệ tử Võ Minh cảm nhận được khí tức đáng sợ của Diệp Phàm. Biểu cảm ai nấy đều thay đổi, lộ ra vẻ khiếp sợ. Nể tình các người là đệ tử Võ Minh, hôm nay tôi không giết mấy người, quay về nói với con trai môn chủ Bá Môn, hắn ta muốn báo thù cho cha thì tự mình tới tìm tôi, đừng có trốn phía sau như con rùa rụt cổ. Cút! Diệp Phàm lớn tiếng quát. Đám đệ tử Võ Minh bị dọa chạy mất. Võ Minh! Diệp Phàm tự lẩm bẩm. Nhị sư phụ chính là minh chủ Võ Minh. Cũng không biết bây giờ Võ Minh biến thành cái dạng gì rồi. Ngay sau đó, ba người lên máy bay đi tới quận Thiên Thục. Văn phòng làm việc của tập đoàn Đường Thị, Sở Hà ngồi gọi điện thoại nói, bọn họ đi Tây Nam rồi, muốn bắt đầu hành động chưa? Ra tay đi. Người đàn ông ở đầu dây bên kia đáp. Đã rõ. Sở Hà gật gật đầu rồi cúp máy, khóe miệng anh ta nhếch lên, Chủ tịch Đường, đợi khi trở về tôi sẽ cho cô một bất ngờ lớn. Hy vọng là cô sẽ thích. Đế đô. Bên trong phủ, Hoàng Bộ Quyền đang cho cá vàng ăn, cấp dưới đột nhiên đi tới nói, lão gia, thám tử ở Thiên Hải truyền tin tới, Diệp Phàm và người phụ nữ của hắn đã tới quận Thiên Thục. Đi Thiên Thục rồi. Nhìn xem, ông trời cũng đang giúp chúng ta. Ánh mắt Hoàng Bộ Quyền bắt ra tia lạnh lẽo, lập tức liên lạc cho Lý Nguyên, nói với ông ta, bằng mọi giá phải khiến cho thằng danh kia chết ở quận Thiên Thục. Nếu như hắn ta không chết thì cái chức quận trưởng quận Thiên Thục cũng không cần phải làm nữa. Vâng thưa lão gia. Tên thuộc hạ gật đầu nhận lệnh. Tại nhà họ Công Tôn, một trong 10 thế gia đứng đầu đế đô. Gia chủ Công Tôn Hằng cũng nhận được tin Diệp Phàm tới quận Thiên Thục. Nơi đó không tệ, trời cao hoàng đế ở xa, địa điểm tốt để giết người. Thông báo cho những thế lực ám võng, bảo bọn họ lập tức đi tới quận Thiên Thục. Nhất định phải khiến cho tên kia không ra được khỏi đó. Chỉ cần có người đem đầu của hắn đến tìm ta, ta sẽ trả thêm 1 tỷ.
Công Tôn Hằng nói với vẻ mặt lạnh lẽo. Nhà thượng quan, một trong 10 thế gia. Bên trong gian phòng, thị nữ Tiểu Thanh lo lắng đứng trước mặt thượng quan Lưu Ly, cô chủ, chị thật sự muốn gả cho Mộ Dung Vân Thiên sao? Nếu chị không gả thì ba chị sẽ không tha cho Diệp Phàm. Thượng quan Lưu Ly đáp. Nhưng vậy có đáng không? Diệp Phàm cũng đâu có quan hệ gì với chúng ta, hà cớ gì phải liên lụy tới hạnh phúc cả đời mình vì anh ta. Tiểu Thanh không thể hiểu nổi. Anh ấy vì chị mới bị cuốn vào chuyện này, chị không thể cứ như vậy bỏ mặc được. Huống chi cho dù không có chuyện này, ba chị cũng sẽ nghĩ hết cách để chị gả cho Mộ Dung Vân Thiên, nhà thượng quan và Mộ Dung bắt buộc phải liên hôn. Thượng quan Lưu Ly trầm giọng nói. Cô lại nói tiếp, được rồi, Tiểu Thanh em ra ngoài đi, đợi Mộ Dung Vân Thiên đi Tây Nam về, chị phải đi lấy chồng rồi, mấy ngày này em để chị một mình đi. Được rồi. Tiểu Thanh bất lực gật đầu. Cơ Như Yên đang nói chuyện với mẹ Trần Sư Sư. Bỗng nhiên có một người vội vàng chạy tới, phó lâu chủ, đại tiểu thư, không xong, xảy ra chuyện lớn rồi. Có chuyện gì xảy ra? Cơ Như Yên thấy dáng vẻ vội vàng của cấp dưới, cô trầm giọng hỏi. Bẩm phó lâu chủ, đại tiểu thư, Lâm Phiệt phái hơn 1.000 người, diệt trừ toàn bộ các đại cứ điểm của chúng ta ở đế đô, hơn nữa còn đang hướng về tổng bộ. Cấp dưới lên tiếng đáp. Bộp. Nghe vậy, vẻ mặt Cơ Như Yên trầm xuống, trong mắt trở nên lạnh lẽo. Trần Sư Sư nhướng mày, nói, xem ra lần này Lâm Phiệt thật sự tức giận. Nếu Lâm Phiệt muốn đọ sức với Bách Hoa Lâu chúng ta phụng bồi đến cùng, thông báo tập hợp toàn bộ Bách Hoa vệ. Cơ Như Yên trực tiếp ra lệnh. Rõ. Cấp dưới nhận lệnh rồi trực tiếp rời đi. Trong vòng chưa đầy 5 phút, Lâm Báo dẫn hơn 1.000 cường giả Lâm Phiệt giết thẳng tới tổng bộ Bách Hoa Lâu. Lúc này, tổng bộ Bách Hoa Lâu đã không còn ồn ào náo nhiệt như ngày xưa, mà trở nên vô cùng yên tĩnh. Người của Bách Hoa Lâu đâu? Cút hết ra đây cho tao. Lâm Báo quát lớn với vẻ mặt lạnh như băng. Kẻ nào dám sủa tiếng chó ở Bách Hoa Lâu? Cơ Như Yên lạnh lùng bước ra. Phụt phụt phụt. Mấy trăm thành viên Bách Hoa vệ lao ra từ 4 phía. Thực lực của ai nấy đều không hề kém cường giả Lâm Phiệt, ngoài ra còn có thêm một đám hộ vệ Bách Hoa Lâu. Tuổi còn nhỏ mà đã nói chuyện vô lễ như thế, hôm nay tao sẽ cha mẹ dạy dỗ cho mày một bài học. Lâm Báo hừ lạnh nhìn Cơ Như Yên hừ lạnh, ông ta bước tới đánh một chưởng về phía đối phương. Con gái tôi không tới lượt ông dạy dỗ. Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Vụt! Đột nhiên, một dải lụa màu bắn từ trên lầu xuống, tạo ra tiếng xé gió chói tai. Giống như mũi tên nhọn lao về phía Lâm Báo. Vẻ mặt Lâm Báo cứng lại, đánh một chưởng xé nát giải lụa. Phút phút phút. Ngay sau đó, hơn 10 sợi giải lụa cùng lúc lao tới Lâm Báo, bên trong ẩn chứa lực công kích tới đáng sợ. Ầm ầm ầm. Lâm Báo không ngừng vung chưởng, nổ tung những giải lụa này. Trong giây lát, giải lụa bay đầy trời rồi rơi xuống. Lúc này, một bóng dáng xinh đẹp quỷ mị xuất hiện ở trước mặt Lâm Báo. Đánh một chưởng về phía ông ta, động tác mềm mại nhưng không kém phần sắc bén. Vẻ mặt Lâm Báo thay đổi, ông ta vội vàng đánh trả, ngăn lại đòn tấn công của đối phương. Không kịp đề phòng, Lâm Báo bị đánh liên tục lui về phía sau. Bóng dáng xinh đẹp này chính là Trần Sư Sư trưởng đà Bách Hoa Lâu. Bà là ai? Lâm Báo nhìn Trần Sư Sư với vẻ mặt vô cùng khó coi. Trưởng đà Bách Hoa Lâu, Trần Sư Sư. Trần Sư Sư lạnh lùng đáp. Bà chính là trưởng đà Bách Hoa Lâu, chẳng trách thực lực mạnh như vậy. Lâm Báo hử lạnh nói. Hôm nay Lâm Phiệt các người tới đây là để khai chiến với Bách Hoa Lâu chúng tôi. Lúc này, vẻ mặt Trần Sư Sư hờ hững nói. Hừ, Lâm Phiệt là một trong 9 đại môn Phiệt, truyền thừa hơn ngàn năm, mà các Bách Hoa Lâu các người chẳng qua cũng chỉ thành lập chưa quá 20 năm, vậy cũng đòi khai chiến với Lâm Phiệt. Hôm nay tôi phụng mệnh lệnh của Phiệt chủ Lâm Phiệt đến đây để thông báo, thần phục thì Lâm Phiệt sẽ tha cho các người một mạng, nếu không hôm nay liền tắm máu Bách Hoa Lâu, tất cả các người đều phải chết. Lâm Báo hung ác quát. Miệng lưỡi cũng lớn thật. Hôm nay tôi muốn xem Lâm Phiệt các người muốn tắm máu Bách Hoa Lâu như thế nào. Tất cả nghe lệnh, giết. Vẻ mặt Cơ Như Yên lạnh xuống, trực tiếp ra lệnh. Dứt lời. Tất cả thành viên Bách Hoa Lâu đều lao thẳng về phía người của Lâm Phiệt. Không biết điều, giết cho ta. Lâm Báo hử lạnh một tiếng, ông ta cũng ra lệnh. Ngay sau đó,
người của Bách Hoa Lâu và Lâm Việt lao vào chém giết lẫn nhau. Cả hai bên đều xuất ra cường giả tinh nhuệ của mình, điên cuồng đối chiến. Trần Sư Sư lao về phía Lâm Báo, hai người đánh với nhau một trận ác liệt. Cơ Như Yên mang vẻ mặt lạnh lẽo, điên cuồng chém giết cường giả Lâm Việt, cho dù là nhân cảnh, cường giả huyền cảnh hay là địa cảnh đều không chịu nổi một chưởng của Cơ Như Yên. Lúc này Cơ Như Yên thể hiện thực lực vô cùng mạnh mẽ, giết chết từng cường giả của Lâm Việt. Xoẹt xoẹt xoẹt. Mấy cường giả nửa bước thiên cảnh đánh về phía Cơ Như Yên. Đối mặt với đòn tấn công của bọn họ, Cơ Như Yên khẽ nở nụ cười quyến rũ. Nụ cười này khiến cơ thể của đám người kia chậm lại, gương mặt lộ ra vẻ hoảng hốt, chính khoảnh khắc này đã khiến họ phải trả giá bằng mạng sống. Chỉ thấy Cơ Như Yên vung tay phải lên, năm ngón tay ngọc thon dài trắng nõn nhanh như chớp, trực tiếp lướt trên cổ họng đám người, móng tay giống như từng lưỡi dao sắc bén, cắt đứt cổ họng của mấy vị cường giả nửa bước thiên cảnh này. Phụt phụt phụt. Một giây sau, đám người trừng mắt nhìn Cơ Như Yên, đưa tay bịt cổ họng đang không ngừng phun ra máu. Không nói một lời, tất cả đều ngã xuống đất. Những cao thủ này chưa bao giờ nghĩ tới chỉ cần một nụ cười đã có thể giết chết họ. Bên kia, Trần Sư Sư và Lâm Báo vẫn đánh nhau kịch liệt, hai không phân thắng bại, lần lượt lui về phía sau. Không ngờ hạng đàn bà con gái lại có thực lực mạnh như vậy. Lâm Báo nhìn chằm chằm Trần Sư Sư, ánh mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, vẻ mặt ông ta vô cùng khó coi. Ông ta phụng mệnh đến bắt Bách Hoa Lâu lại, nếu hôm nay không hoàn thành nhiệm vụ, trở về sẽ bị phiệt chủ ra dạy. Vụt! Ngay khi Lâm Báo đang nghĩ cách đối phó với Trần Sư, một bóng dáng xinh đẹp màu tím lao nhanh về phía ông ta, người này chính là Cơ Như Yên. Ngón tay mảnh khảnh của Cơ Như Yên biến thành móng vuốt sắc bén, chộp tới Lâm Báo. Vẻ mặt Lâm Báo cứng lại, ông ta đánh ra một chưởng muốn đánh nát móng vuốt sắc bén của Cơ Như Yên. Phụt phụt. Kết quả móng tay Cơ Như Yên lại vòng một vòng tránh được đòn tấn công của Lâm Báo, trực tiếp chộp vào ngực ông ta, cào ra năm lỗ máu sâu ở ngực. Lâm Báo thay đổi sắc mặt, ông ta chịu đựng đau đớn, đánh lại một chưởng vào người Cơ Như Yên. Bịch bịch bịch. Cơ thể Cơ Như Yên lùi về sau, nửa quỳ trên mặt đất, miệng phun máu. Lâm Báo cũng liên tục lui về phía sau, ôm ngực, máu tươi từ ngón tay tràn ra. Như Yên, không sao chứ? Trần Sư Sư thấy Cơ Như Yên bị thương, vẻ mặt liền thay đổi, bà vội vàng đi tới bên cạnh cô. Con không sao. Cơ Như Yên lau máu tươi trên khóe miệng, đôi mắt phượng nhìn chăm chú vào Lâm Báo. Cô! Lâm Báo nghiêm túc nhìn Cơ Như Yên. Ông ta không ngờ người này còn rất trẻ nhưng thực lực lại mạnh như vậy, một chiêu vừa rồi của đối phương đã khiến ông ta bị thương, thực lực này ít nhất cũng phải là. Còn muốn đánh tiếp nữa không? Cơ Như Yên nhìn Lâm Báo lạnh lùng nói. Ánh mắt Lâm Báo lóe lên, quét mắt nhìn những người khác. Lúc này, trải qua một trận chém giết, cường giả Lâm Việt tổn thất đi không ít. Đối mặt với Bách Hoa vệ của Bách Hoa Lâu, cộng thêm một trận giết chóc vừa rồi của Cơ Như Yên. Cường giả Lâm Việt chỉ còn lại không đến một nửa, thiệt hại rất lớn. Lui. Sau một hồi suy nghĩ, Lâm Báo lựa chọn rút lui, nếu đánh tiếp, bọn họ căn bản không chiếm bất kỳ lợi thế nào. Lâm Việt đã đánh giá thấp thực lực của Bách Hoa Lâu. Rất nhanh, người của Lâm Việt mang theo thi thể đồng môn rút lui. Khụ khụ khụ. Đột nhiên, Cơ Như Yên ho khan một trận. Như Yên, vết thương của con không nhẹ, cần phải nghỉ ngơi cho tốt. Trần Sư Sư quan tâm Cơ Như Yên. Xoẹt xoẹt xoẹt. Bách Hoa Lâu đang quét dọn hiện trường. Một đoàn người khác lại xuất hiện, cầm đầu là một người đàn ông trung niên mang vẻ mặt lãnh khốc xách theo một thanh kiếm, trên người hắn ta tỏa ra hơi thở áp bức đáng sợ. Các người là người của gia tộc kia. Trần Sư Sư nhìn đoàn người suy đoán. Lá gan của mấy người cũng lớn thật, ngay cả người của nhà Cơ Hoàng cũng dám giết, cho là tộc trưởng sẽ không làm gì các người sao. Người đàn ông trung niên lạnh lùng nhìn Trần Sư Sư và Cơ Như Yên. Vẻ mặt Trần Sư Sư thay đổi, đang định lên tiếng thì bị Cơ Như Yên giành trước. Xem ra hắn không nghe lọt lời tôi đã cảnh cáo, còn dám phái người đến, vậy thì đừng có trách. Cơ Như Yên lạnh lùng nói, sau đó tấn công về phía người đàn ông kia. Kiếm trong tay hắn ta nhấc lên, chặn lấy móng vuốt sắc bén của Cơ Như Yên. Lập tức, kiếm trong tay nam nhân trung niên vừa chuyển. Hướng Cơ Như Yên vỗ tới. Phụt, Cơ Như Yên liền bị đánh bay ra ngoài, miệng phun ra máu.
Trần Sư Sư vội vàng tiếp được cơ Như Yên, nói, Như Yên con sao rồi? Ổn chứ? Đây chỉ là chút bài học để các người nhớ kỹ, dù có là huyết mạch của hoàng tộc, nhưng chưa chính thức nhận tổ quy tông, thì không có tư cách giết người của hoàng. Người đàn ông trung niên nhìn cơ Như Yên lạnh lùng nói. Dẫn đi. Sau khi người đàn ông lên tiếng, đám cường giả phía sau trực tiếp đi về phía cơ Như Yên. Ngay cả con gái ruột của mình cũng có thể ra tay, đúng là tuyệt tình. Trần Sư Sư cười tự giễu, vẻ mặt lạnh lẽo, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định, hôm nay cho dù tôi cũng sẽ không để cho các người mang Như Yên đi. Bách Hoa vệ, dẫn tiểu thư đi. Trần Sư Sư gầm lên một tiếng, trên người bà phát ra một cỗ khí tức khủng bố rồi lao về phía người đàn ông, năm Bách Hoa vệ cũng tấn công cùng lúc. Mẹ! Vẻ mặt cơ Như Yên thay đổi, cô lớn tiếng gọi Trần Sư Sư. Lúc này đội trưởng Bách Hoa vệ đỡ cơ Như Yên dậy, lùi ra phía sau. Đám người của cơ hoàng nhanh chóng lao về phía cơ Như Yên. Bách Hoa vệ xông thẳng lên ngăn cản. Bịch! Vẻ mặt người đàn ông trở nên lạnh lẽo, trong tay cầm một thanh kiếm sắc bén còn chưa ra khỏi vỏ. Bịch, 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 bịch. Trong phút chốc, 6 tiếng vang như sấm truyền tới. Trần Sư Sư và ngũ đại hoa của Bách Hoa lâu cùng lúc bị thánh kiếm trong tay người đàn ông đánh bay ra ngoài. Cả 6 người ngã xuống đất, nôn ra máu. Lúc này, đội trưởng Bách Hoa vệ đỡ cơ Như Yên đi về phía mật đạo trong Bách Hoa lâu, các thành viên Bách Hoa vệ khác ngăn cản người của cơ hoàng. Muốn chết, người đàn ông kia vọt tới với vẻ mặt lạnh như băng, kiếm trong tay không ngừng vung ra, giết chết đám thành viên của Bách Hoa vệ. Cao thủ của Bách Hoa vệ khi đối mặt với người đàn ông trung niên này, ngay cả một chiêu của đối phương cũng không ngăn được, toàn bộ ngã xuống đất chết thảm. Đuổi theo, người đàn ông trung niên nhìn cơ Như Yên biến mất liền truy đuổi, những cao thủ khác cũng theo chân. Như Yên, con nhất định không được xảy ra chuyện. Trần Sư Sư nằm trên mặt đất với gương mặt trắng bệch. Đối với chuyện xảy ra ở Bách Hoa lâu, Diệp Phàm không biết gì hết. Lúc này hắn đang ngồi máy bay đến quận Thiên Thục ở Tây Nam rồi. Trải qua chuyến bay dài tầm 6, 7 tiếng đồng hồ, Diệp Phàm và 4 cô gái Đường Sở Sở, Trần Tiểu Manh, A Cơ, Tôn Tiểu Tiểu, ngoài ra còn có U Ảnh, đã tiến vào Châu Thành Thục ở quận Thiên Thục. Cả đám mang hành lý, rời khỏi sân bay. Nhiều người đẹp ghê ta. Mấy người Diệp Phàm vừa ra ngoài, đang chuẩn bị gọi xe thì một thanh niên ngồi trên chiếc Lamborghini cách đó không xa đã chú ý đến 4 cô gái Đường Sở Sở, ánh mắt lóe sáng, nhấc chân đi qua. Chào 4 người đẹp, các em muốn gọi xe hả? Để anh đây đưa mấy em một đoạn nhé. Thanh niên kia đi đến đối diện 4 cô gái, vừa nói vừa bấm chìa khóa của chiếc Lamborghini, nhân cơ hội khoe khoang một phen. Nếu là trước đây, mấy cô gái kia sẽ lập tức chủ động leo lên siêu xe trăm vạn, sau đó mặc cậu ta muốn làm gì thì làm. Một chiêu này, lần nào cũng bách phát bách trúng. Thế nhưng khiến thanh niên không ngờ là đối mặt với chiếc Lamborghini, 4 người đẹp này vẫn thờ ơ như cũ, thậm chí còn không thèm liếc nhìn luôn cơ. 4 người đẹp, ở đây đông đúc không dễ bắt xe đâu, để anh đây đưa các em một đường đi mà, miễn phí, không thu tiền. Quách Phi ngắm nghía đám Đường Sở Sở. Trong mắt lóe lên tia háo sắc, nội tâm cậu ta lúc này đã ngo ngoe dục dịch vì 4 người đẹp cực phẩm này rồi. Tốt xấu gì cậu ta cũng từng đi qua Vạn Bụi Hoa, thế nhưng chưa bao giờ nếm thử cực phẩm như thế này hết, còn tận 4 cô. Mau xéo đi. Diệp Phàm không kiên nhẫn quát. Anh. Quách Phi nhìn 4 cô gái vây quanh Diệp Phàm, ánh mắt thoáng tia ghen ghét, cậu ta đang định giả ngầu một phen thì ngoài sân bay bỗng truyền tới từng tiếng reo đầy ngạc nhiên. Mau xem. Quá trời siêu xe luôn kìa. Qua, wow, tất cả đều là Bentley, có cả Rolls Royce nữa, tới đón vị khách quý nào à? Từng tiếng kinh hô vang lên ngoài sân bay. Quách Phi đảo mắt, bỗng chốc ngẩn ra. Chỉ thấy bên ngoài sân bay, mấy chục chiếc Bentley xếp thành một đoàn xe từ từ tiến tới, ngay giữa là một chiếc Rolls Royce ngàn vạn, vô cùng phô trương khí thế. Đoàn xe xa hoa này dừng lại ngay ngoài sân bay, từ trong xe bước xuống một đám người diện nguyên cây đen. Vây quanh siêu xe, thế trận rất dọa người. Bước xuống từ chiếc Rolls Royce là một người phụ nữ mặc sườn xám màu đỏ, dáng người là lướt gợi cảm, đôi mắt quyến rũ đảo qua, trông thấy Diệp Phàm thì đi thẳng tới. Thiếu chủ, người phụ nữ đi tới trước mặt Diệp Phàm, thấp giọng kêu. Diệp Phàm quan sát đối phương, rồi hỏi, cô là người của Bách Hoa lâu. Thuộc hạ là Hoa Hồng Đỏ,
người phụ trách Bách Hoa Lâu phân bộ quận Thiên Thục, nhận được tin thiếu chủ đến nên cố ý nghênh đón. Hoa Hồng Đỏ gập lưng chào hỏi Diệp Phàm. Một mày này khí thế ghê nhỉ. Diệp Phàm nhìn lướt qua đoàn xe, bĩu môi. Thiếu chủ cảm thấy quá phô trương ạ. Thực xin lỗi, là lỗi của thuộc hạ. Hoa Hồng Đỏ vội vàng nói. Không có việc gì, đoàn xe của cô tới khá đúng lúc. Diệp Phàm nhếch miệng, liếc mắt về phía Quách Phi, cất giọng châm chọc, một chiếc xe thể thao rách nát cũng dám lấy đi cô gái, thứ nghèo kiết hủ lậu. Nói xong, hắn ôm eo Đường Sở Sở ngồi vào Rolls Royce, những người khác lục tục lên xe. Đoàn xe khổng lồ nhanh chóng khởi động máy rời khỏi nơi này. Sắc mặt Quách Phi lúc này hết xanh lại đỏ, vô cùng khó coi. Đây là lần đầu tiên cậu ta lái Lamborghini nhưng bị người ta mắng thành nghèo kiết hủ lậu. Tuy vậy, Quách Phi lại không thể nào phản bác, dù sao thì nếu so với một loạt Bentley vừa rồi, chiếc xe thể thao của cậu ta đúng là nghèo nàn thiệt. Rốt cuộc thằng cờ hó này là ai vậy? Ngay sau đó, vẻ mặt Quách Phi đen thui như mực. Cậu ta ở Châu Thành Thục cũng được xem là thiếu gia hào môn siêu cấp, giờ lại bị người ta vả mặt trào phúng như thế, đương nhiên không thể nuốt trôi cục tức này. Thậm chí cậu ta còn không nghe lọt cuộc đối thoại giữa Diệp Phàm và Hoa Hồng Đỏ ban nãy vì quá tức tối. Quát con, đừng để tao gặp lại mày. Quách Phi mắng thầm trong bụng. Mà bên kia, trong chiếc Rolls Royce, Trần Tiểu Manh nhìn nội thất xa hoa, vừa kinh ngạc vừa cảm thán, Tôn Tiểu Tiểu cũng kích động khôn xiết, dù sao đây là cũng là lần đầu tiên các cô được ngồi trong một chiếc xe sang trọng như thế, chỉ có Đường Sở Sở và A Cơ là vẫn giữ được bình tĩnh. Ngay sau đó, Trần Tiểu Manh quay sang nhìn Diệp Phàm chằm chằm, anh rể, anh có quan hệ gì với người đẹp sườn xám kia thế? Cô ta chuẩn bị nguyên đoàn xe xa hoa vậy đến đón anh, đừng nói là hai người có gì đó mờ ám đấy nhé. Con nhóc này, đừng soi mói anh suốt ngày thế chứ, Sở Sở còn chưa lên tiếng, em nhọc lòng như vậy làm gì? Diệp Phàm bĩu môi, một tay ôm Đường Sở Sở, một tay cầm ly vang đỏ, nom cực kỳ tiêu sái. Chị họ, chị mau quản anh ấy đi. Trần Tiểu Manh lại nhảy với Đường Sở Sở. Không sao, anh Tiểu Phàm muốn gì cũng được. Đường Sở Sở hào phóng đáp. Trần Tiểu Manh nghe chị họ nói xong thì cạn lời, cô chị họ này tốt với Diệp Phàm đến mức khiến người khác giận sôi gan. Thiếu chủ, tôi đã sắp xếp nơi ở cho mọi người rồi, giờ mình đi thẳng qua đấy luôn ạ. Lúc này, Hoa Hồng Đỏ ngồi ghế phụ dò hỏi. Tôi có hẹn đàm phán với Tổng Giám đốc Tập đoàn Dược phẩm Hồng Tinh, ghé nơi này trước đã. Đường Sở Sở lên tiếng. Đi tập đoàn Dược phẩm Hồng Tinh. Có điều chỉ cần một chiếc này thôi, mấy xe khác về trước đi, rêu rao quá. Diệp Phàm nói. Vâng. Hoa Hồng Đỏ gật đầu. Kế tiếp, đám Diệp Phàm ngồi Rolls Royce tới một tòa cao ốc. Nơi này là trụ sở chính của tập đoàn Dược phẩm Hồng Tinh tại quận Thiên Thục. Mọi người chờ trong xe nhé, em với Tiểu Tiểu vào đó là được rồi. Đường Sở Sở vừa xuống xe vừa nói. Anh cũng đi. Diệp Phàm lên tiếng. Thiếu chủ cần tôi làm gì không? Hoa Hồng Đỏ nhấp môi, hỏi. Không cần, ở đây chờ chúng tôi là được. Diệp Phàm ném lại một câu rồi cả ba nhanh chóng vào trong cao ốc. Ba vị, mọi người tìm ai ạ? Cô gái ngồi ở bàn tiếp đón dò hỏi. Tôi là chủ tịch tập đoàn Đường Thị ở Thiên Hải, lúc trước đã liên hệ bàn chuyện hợp tác với tổng giám đốc của các cô. Đường Sở Sở nói thẳng. Vâng, xin phép liên hệ một lát. Cô bé tiếp tân lập tức gọi điện thoại hỏi thăm. Chúng ta đúng là có duyên nhỉ, lại gặp mặt. Đúng lúc này, một giọng nói âm u lạnh lẽo vang lên. Quách Phi, người vừa bị Diệp Phàm trào phúng ở sân bay cũng xuất hiện tại đây, nhìn bọn họ bằng vẻ mặt âm hiểm. Lại là cậu. Sao cứ gặp cậu mãi thế? Diệp Phàm nhìn Quách Phi, lạnh nhạt nói. Hóa ra cô chính là chủ tịch Đường Thị muốn hợp tác với tập đoàn Dược phẩm Hồng Tinh. Quách Phi nhìn Đường Sở Sở, trong mắt loe lên tia ngoan độc. Liên quan gì với cậu à? Đường Sở Sở nhìn Quách Phi, lạnh nhạt hỏi. Đương nhiên là có liên quan. Cô có tin chỉ cần một câu nói của tôi là việc hợp tác với tập đoàn Dược phẩm Hồng Tinh của mấy người đổ sông đổ bể hết không? Quách Phi âm u hỏi. Ngay sau đó, cậu ta háo sắc nhìn Đường Sở Sở và Tôn Tiểu Tiểu. Đương nhiên nếu hai người đẹp đây và hai người đẹp lúc nãy sẵn lòng uống với tôi vài ly thì tôi có thể suy xét để yên cho các người tiếp tục hợp tác. Cậu có quan hệ gì với tập đoàn Dược phẩm Hồng Tinh? Đường Sở Sở hỏi Quách Phi. Cưng nói cho cô ấy biết,
tôi có quan hệ gì với Hồng Tinh đây? Quách Phi Kiêu căng liếc Tiếp Tân. Đây chính là nhị công tử của tập đoàn dược phẩm Hồng Tinh chúng tôi, cũng là em trai của tổng giám đốc. Cô bé Tiếp Tân giới thiệu. Nghe thế, Đường Sở Sở khẽ nhíu mày, sắc mặt hơi thay đổi. Cô không ngờ vừa tới đây đã đắc tội tiểu thiếu gia của tập đoàn dược phẩm Hồng Tinh, e rằng lần hợp tác này gặp rắc rối rồi. Hiện tại đã biết thân phận của ông đây rồi nhỉ? Đường thị mấy cô muốn hợp tác với công ty nhà tôi thì phải xem tôi có chịu hay không, nếu làm tôi mất hứng, tôi chỉ cần nói một câu là các cô đừng mơ hợp tác với tập đoàn dược phẩm Hồng Tinh. Quách Phi Trương ra vẻ cao cao tại thượng, kiêu căng nói. Lúc trước cậu ta còn đang suy nghĩ cách vớt phát lại mặt mũi, thật không ngờ cơ hội lại đến nhanh như vậy. Chuyện vừa rồi, tôi có thể xin lỗi cậu. Đường Sở Sở lên tiếng. Hiện giờ kem trị sẹo sắp được đưa ra thị trường, trong đó vị dược liệu khan hiếm kia chỉ có ở quận Thiên Thục, tập đoàn dược phẩm Hồng Tinh là nhà cung ứng dược liệu lớn nhất nơi đây, nhất định phải bắt được hợp đồng này. Cô cảm thấy một tiếng xin lỗi là đủ rồi à? Quách Phi lạnh nhạt hỏi. Chứ cậu muốn thế nào? Tôn Tiểu Tiểu không nhịn được kêu lên. Tôi muốn bốn người các cô ngủ với ông đây một đêm. Với cả thằng danh này nữa, ngoan ngoãn quỳ xuống dập đầu xin lỗi bổn thiếu gia. Trong mắt Quách Phi lóe lên tia dâm dục, cậu ta nhìn chằm chằm Đường Sở Sở và Tôn Tiểu Tiểu giây lát, sau đó lạnh lùng liếc sang Diệp Phàm. Cậu! Tôn Tiểu Tiểu tức giận không thôi. Có phải cậu cảm thấy mình đã nắm tất cả mọi thứ trong tay không? Diệp Phàm lạnh nhạt hỏi Quách Phi. Chỉ cần các người còn muốn hợp tác với tập đoàn dược phẩm Hồng Tinh thì chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời tôi. Quách Phi hừ lạnh. Bốp! Đột nhiên, Diệp Phàm tiến lên một bước, vung tay tát thẳng lên má Quách Phi, lực tay mạnh mẽ hất cậu ta bay xa hơn 10 mét, tông vào cột trong đại sảnh, quỳ rạp xuống đất hộc máu. Cô Tiếp Tân và nhân viên tập đoàn dược phẩm Hồng Tinh đều bị dọa giật này. Mà đúng lúc này, cửa thang máy bật mở, một đoàn người đi ra. Cầm đầu một người đàn ông mặc vest đi giày da tầm 30, khí thế bất phàm, chính là tổng giám đốc tập đoàn dược phẩm Hồng Tinh, anh trai Quách Phi, Quách Chân. Em hai. Quách Chân vừa ra thang máy thì bắt gặp cảnh em trai mình quỳ rạp dưới đất ọc máu, anh ta lập biến sắc, bước nhanh tới. Em hai, em bị sao thế? Ai đánh em ra nông nỗi này? Quách Chân nhìn nửa bên mặt bị tát sưng vù của Quách Phi, sắc mặt lạnh băng, nổi trận lôi đình. Anh cả, anh tới đúng lúc lắm, mau bắt thằng đó lại cho em muốn nó sống không bằng chết. Quách Phi chỉ vào Diệp Phàm, hung dữ kêu lên. Quách Chân lập tức lia mắt về phía Diệp Phàm với cái nhìn đầy âm u, cất giọng hỏi, là anh tổn thương em trai tôi. Tổng giám đốc Quách, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Đường Sở Sở vội vàng tiến lên hòa giải. Chủ tịch Đường. Lúc Quách Chân trông thấy Đường Sở Sở thì có hơi ngạc nhiên. Anh cả, bọn chúng đều cùng một lũ đấy. Quách Phi vội vàng kêu lên. Nghe vật, Quách Chân tức khắc sầm mặt, nhìn chằm chằm Đường Sở Sở, chủ tịch Đường, cô và tên đánh em trai tôi là một ruột. Tổng giám đốc Quách, tất cả chỉ là hiểu lầm. Đường Sở Sở giải thích. Hiểu lầm, em trai tôi bị đánh thành như vậy, cô nói chỉ là hiểu lầm. Chủ tịch Đường, xem ra Đường thì các cô không thật lòng muốn hợp tác với tập đoàn dược phẩm Hồng Tinh nhỉ. Quách Chân lạnh băng chừng Đường Sở Sở. Tôi, người đâu, bắt tên nhãi nhép này lại cho tôi. Quách Chân kêu lên, một đám bảo an nhanh chóng vọt qua. Tổng giám đốc Quách, đừng xúc động mà. Đường Sở Sở chắn trước mặt Diệp Phàm, khuyên nhủ Quách Chân. Xem ra cô muốn che chở thằng danh này, vậy Đường thì các cô đừng bao giờ nghĩ tới chuyện hợp tác với Hồng Tinh chúng tôi nữa. Quách Chân lạnh băng quát. Tổng giám đốc Quách, nghe vậy, sắc mặt Đường Sở Sở lập tức thay đổi, trở nên vô cùng khó coi. Một cái tập đoàn dược phẩm rẻ rách cũng dám kiêu căng phách lối như thế, có tin tôi làm công ty mấy người phá sản trong vòng một giây không? Diệp Phàm bĩu môi, lạnh lùng nói. Khiến tập đoàn dược phẩm Hồng Tinh phá sản hử, ngông cuồng. Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía xa xa. Lúc này, lại thêm một đoàn người xuất hiện tại đại sảnh tầng 1 của tập đoàn dược phẩm Hồng Tinh. Cầm đầu chính là một ông lão tóc xám trắng, mặc kiểu áo tôn trung sơn. Bên cạnh ông lão còn có một người đàn ông trung niên khí chất nho nhã mặc vest, đeo kính gọng vàng. Cha! Chủ tịch tập đoàn dược phẩm Hồng Tinh Quách Chân trông thấy ông lão thì kêu lên.
ông lão này là chủ tịch tập đoàn dược phẩm Hồng Tinh, Quách Thiên Quốc. Cha phải làm chủ cho con. Nhị công tử tập đoàn dược phẩm Hồng Tinh Quách Phi thấy cha mình xuất hiện thì vội vàng kêu lên thảm thiết. Quách Thiên Quốc nhìn con trai út bình thường cưng như trứng giờ bị người ta đánh thành đầu heo của mình, sắc mặt trầm xuống, trong mắt tràn ngập lửa giận. Ông ta lập tức lia mắt quét về phía Diệp Phàm, lạnh lùng hỏi, là cậu đánh con trai tôi? Là tôi đánh. Diệp Phàm bĩu môi. Cậu còn muốn làm tập đoàn dược phẩm Hồng Tinh phá sản trong một giây. Quách Thiên Quốc âm u trừng Diệp Phàm. Nếu mấy người đã từ chối hợp tác với vợ tôi thì tập đoàn dược phẩm Hồng Tinh không cần thiết tồn tại nữa. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Thật ngông cuồng. Tôi rong ruổi thương trường mấy chục năm nay, có nhân vật nào chưa từng gặp qua, thế nhưng thứ trẻ tuổi lại mạnh miệng giống cậu là lần đầu tiên nhìn thấy. Hôm nay để tôi nhìn cậu làm thế nào khiến tập đoàn dược phẩm Hồng Tinh phá sản. Quách Thiên Quốc nhìn Diệp Phàm đầy khinh thường, quát. Muốn tập đoàn dược phẩm Hồng Tinh của ông phá sản chỉ cần một câu thôi. Không đợi Diệp Phàm mở miệng, một giọng nói lạnh lùng chen ngang. Hoa hồng đỏ mặc sườn xám xẻ tà cao bước vào, dáng vóc huyền chuyển, cặp đùi thon dài trắng nõn đùi lắc lư hấp hồn mọi người. Hoa hồng đỏ. Quách Thiên Quốc và Quách Chân thấy hoa hồng đỏ xuất hiện, sắc mặt tức thì thay đổi, trong mắt lộ ra một tia khiếp sợ. Tập đoàn dược phẩm Hồng Tinh của mấy ông muốn phá sản hừng. Hoa hồng đỏ nhìn Quách Thiên Quốc, lạnh nhạt hỏi. Giờ khắc này, trông cô ta không còn nét quyến rũ lả lơi như khi đối mặt với Diệp Phàm nữa mà băng lạnh thấu xương. Nghe hoa hồng đỏ hỏi, Quách Thiên Quốc khẽ nhíu mày, tiểu thư hoa hồng đỏ, cô có quan hệ với tên này? Không sai. Hoa hồng đỏ dứt khoát thừa nhận. Ánh mắt Quách Thiên Quốc lập tức chớp lóe, ông ta không ngờ thằng danh trước mắt này lại là người quen của hoa hồng đỏ. Người này tổn thương con trai tôi, còn nói năng cuồng vọng, hôm nay cậu ta nhất định phải cho tôi một câu trả lời thích đáng. Nếu tiểu thư hoa hồng đỏ muốn nhúng tay vào việc này, tập đoàn dược phẩm Hồng Tinh sẽ phụng bồi tới cùng. Quách Thiên Quốc suy ngẫm vài giây, sau đó lạnh lùng quát hoa hồng đỏ. Tuy thế lực sau lưng hoa hồng đỏ có sức ảnh hưởng không nhỏ ở quận Thiên Thục nhưng dược phẩm Hồng Tinh đã tìm được chỗ dựa mới, đương nhiên không sợ đối phương nữa. Ái chà, chủ tịch Quách lớn lối quá nha, xem ra ông tìm được chỗ dựa rồi nhỉ. Chính là người bên cạnh ông hả, Mai Tiên Sinh phụ trách thương hội Thiên Long phân khu Tây Nam. Hoa hồng đỏ cười lạnh, lia mắt về phía người đàn ông nho nhã. Ánh mắt đối phương thoáng qua ria khác thường, không ngờ tiểu thư hoa hồng đỏ lại hiểu biết tôi như vậy. Không sai. Hôm nay Mai Tiên Sinh đại diện cho Thương hội Thiên Long chính thức mời tập đoàn dược phẩm Hồng Tinh gia nhập Thương hội, tôi đã đồng ý rồi. Hiện giờ tập đoàn dược phẩm Hồng Tinh chính là một thành viên của Thương hội Thiên Long, các người muốn Hồng Tinh phá sản đúng là mơ mộng hão huyền. Quách Thiên Quốc cường thế quát. Đúng không? Diệp Phàm bỗng hừ lạnh một tiếng, liếc về phía Mai Tiên Sinh kia, Thương hội Thiên Long thật sự muốn giúp đỡ ông ta. Hiện giờ chủ tịch Quách là một thành viên của Thương hội Thiên Long. Nếu ông ta gặp nạn, thương hội tất nhiên sẽ ra tay trợ giúp. Mai Tiên Sinh lãnh đạm nói. Nếu tôi không cho phép các người giúp thì sao? Diệp Phàm thản nhiên hỏi. Ha ha! Người trẻ tuổi, cậu cho rằng mình là ai? Dám ra lệnh cho Mai Tiên Sinh, cậu có cái tư cách kia không? Quách Thiên Quốc khinh thường cười nhạo. Cái này đủ tư cách chưa? Diệp Phàm dứt khoát lấy thẻ khách quý của Thương hội Thiên Long ra. Sau khi Mai Tiên Sinh nhìn thấy thẻ khách quý Kim Long trên tay Diệp Phàm, con người y co rụt, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Thế mà cậu lại có thẻ khách quý Kim Long của Thương hội Thiên Long. Đổi. Mai Tiên Sinh khiếp sợ nhìn Diệp Phàm. Thẻ khách quý Kim Long. Nghe năm chữ này, sắc mặt Quách Thiên Quốc cũng biến. Đương nhiên ông ta biết thẻ khách quý Kim Long có ý nghĩa gì, đây chính là thẻ khách quý cao cấp nhất của Thương hội Thiên Long đấy. Chỉ có những vị đại lão đứng trên đỉnh kim tự tháp của Long Quốc mới đủ tư cách nhận được tấm thẻ này. Người thanh niên này lại sở hữu một tấm, thế chẳng phải đối phương chính là. Hỏi, cái này đủ tư cách chứ? Diệp Phàm nhìn Quách Thiên Quốc chăm chú, lạnh nhạt. Công tử, thật xin lỗi, Mai Hà mắt mờ, mạo phạm công tử, xin công tử thứ tội. Mai Hà lập tức khom lưng với Diệp Phàm, trán ướt đẫm mồ hôi lạnh. Y càng hiểu rõ sự đáng sợ của người sở hữu tấm thẻ khách quý Kim Long hơn Quách Thiên Quốc, dù sao thì tấm thẻ này không bán,
chỉ khi được 9 vị thần tài hoặc 5 vị nguyên lão trong thương hội Thiên Long tán thành mới có tư cách nhận thẻ. Bởi vậy, Diệp Phàm có thẻ khách quý Kim Long, trên cơ bản đã đứng ngang hàng với 9 vị thần tài và 5 vị nguyên lão. Đại nhân vật bực này, một người phụ trách phân khu nho nhỏ như y có thể đánh đồng. Hiện tại tôi ra lệnh cho ông làm tập đoàn dược phẩm Hồng Tinh phá sản, có thể làm được không? Diệp Phàm nhìn Mai Hà. Xem đến tận đây, rõ ràng tấm thẻ của Diệp Phàm có lực uy lực rất lớn với người thương hội Thiên Long, thậm chí có thể ra lệnh bọn họ làm bất cứ chuyện gì. Lên! Có thể! Mai Hà trả lời. Mai tiên sinh! Nghe vậy, Quách Thiên Quốc tức thì biến đổi, vội vàng kêu. Chủ tục Quách, thực xin lỗi, muốn trách thì hãy trách các ông đắc tội người không nên đắc tội. Mai Hà nhìn Quách Thiên Quốc, lạnh nhạt nói. Sắc mặt Quách Thiên Quốc vô cùng khó coi. Nếu Mai Hà ra tay với tập đoàn dược phẩm Hồng Tinh thì bọn họ hoàn toàn không có bất cứ khả năng chống trả nào hết. Giờ khắc này, trong lòng Quách Thiên Quốc dâng lên một tia tuyệt vọng, thân thể run rẩy, suýt nữa đứng không vững. Cha! Quách Chân vội vàng tiến lên đỡ cha mình, liếc mắt về phía Diệp Phàm, công tử, lúc trước là chúng tôi mạo phạm ngài, mong ngài rộng lượng bỏ qua. Pi viết hoa! Chúng tôi rất sẵn lòng hợp tác với Đường Thị. Hơn nữa tất cả những dược liệu cung cấp cho Đường Thị đều giảm 70% so với giá bán trên thị trường, chỉ cần ngài có thể buông tha cho tập đoàn dược phẩm Hồng Tinh. Anh Tiểu Phàm, không bằng. Đường Sở Sở nhìn Diệp Phàm, không nhịn được mở miệng, chỉ là cô còn chưa kịp nói hết câu đã bị Diệp Phàm ngăn lại, hắn liếc mắt quét về phía Quách Chân, muốn tôi buông tha các người hả, được thôi. Để thằng nhóc này quỳ xuống dập đầu 100 lần với vợ tôi, sau đó tự tát bản thân 100. Thấy Diệp Phàm chỉ sang Quách Phi, Quách Thiên Quốc và Quách Chân cùng biến sắc. Vẻ mặt Quách Phi tái mét, cậu ta la làng lên, anh. Câm miệng. Quách Phi đang định mắng chửi Diệp Phàm thì anh trai Quách Chân đã thẳng tay tát một cái, xong còn khiển trách. Lập tức quỳ xuống xin lỗi chủ tịch Đường, dựa theo lời công tử nói đi, nếu không mày không còn em trai của Quách Chân tao, càng không phải người nhà họ Quách nữa. Quách Chân quát em trai. Quách Phi tái mặt. Vội vàng nhìn sang Quách Thiên Quốc. Cha! Quỳ xuống, làm theo lời công tử nói. Quách Thiên Quốc lắc đầu, lạnh nhạt nói. Quách Phi nghe vậy thì hoàn toàn sụi lơ trên mặt đất. Cuối cùng, cậu ta chỉ có thể cắn răng quỳ xuống trước mặt Đường Sở Sở, vừa dập đầu vừa tự tát mình. Hơn 10 phút trôi qua, cuối cùng Quách Phi cũng dập đầu hết 100 lần, tự tát xong 100 cái. Hỏi! Khuôn mặt cậu ta sưng thành đầu heo. Công tử, chủ tịch Đường, hai người đã hài lòng chưa? Quách Chân nhìn Diệp Phàm và Đường Sở Sở, mở miệng. Nể mặt vợ tôi, hôm nay tha cho mấy người một lần. Kế tiếp ngoan ngoãn hợp tác với Đường Thị theo như lời anh hứa hẹn, nếu dám có chủ ý khác thì tập đoàn dược phẩm Hồng Tinh không cần tồn tại nữa. Diệp Phàm lạnh bằng quát. Vâng, vâng. Quách Thiên Quốc và Quách Chân rối rít gật đầu. Nhé. Vợ ơi, về chuyện hợp tác sau đó. Em trao đổi với bọn họ. Diệp Phàm nhìn Đường Sở Sở. Được. Đường Sở Sở gật đầu. Kế tiếp, Quách Thiên Quốc và Quách Chân mời Đường Sở Sở lên lầu đàm phán việc hợp tác việc. Mai Hà cung kính hỏi Diệp Phàm, không biết tên tuổi công tử là gì ạ? Diệp Phàm. Diệp Phàm phun ra hai chữ rồi đi ra bên ngoài. Diệp Phàm. Hắn chính là Diệp Phàm kia. Mai Hà bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì đó. Ánh mắt lướt qua một tia khiếp sợ. Lúc trước Nhan lão vì Diệp Phàm mà ra tay chém giết em trai Hứa Thần Tài đã lan truyền khắp thương hội Thiên Long ở Tô Thị. Bởi vậy nên sau khi Mai Hà nghe thấy tên Diệp Phàm mới khiếp sợ như thế. Bên ngoài tòa cao ốc, Diệp Phàm liếc mắt về phía hoa hồng đỏ, không nghĩ tới cô nổi tiếng ở quận Thiên Thục như thế, chủ tịch một công ty cũng phải kính cô ba phần. Chu, thiếu chủ, chút thủ đoạn của tôi không là gì so với thiếu. Hoa hồng đỏ khẽ mỉm cười, rồi như sực nhớ ra cái gì, thiếu chủ, đêm nay có tiệc tối từ thiện, anh muốn tham gia không ạ? Tiệc tối từ thiện? Đi làm từ thiện hả? Diệp Phàm bĩu môi. Gần như vậy, có điều nghe nói bữa tiệc đêm nay sẽ có hoạt động đấu giá để từ thiện, vật phẩm đấu giá hạng nhất là hỏa linh chi ngàn năm. Hoa hồng đỏ lên tiếng. Hỏa linh chi ngàn năm? Diệp Phàm kinh ngạc. Hỏa linh chi vốn là dược liệu chân quý hiếm có khó tìm, hỏa linh chi ngàn năm đã là tiến hóa thành linh dược, càng quý hiếm hơn.
một gốc hỏa linh chi ngàn năm là tài liệu tuyệt vời có thể trợ giúp võ giả nhanh chóng tăng thực lực. Ngay cả người thường dùng xong cũng có thể trừ bệnh tiêu tai, cường thân kiện thể, sống lâu vài chục năm. Bởi vậy có thể thấy hỏa linh chi ngàn năm chân quý thế nào. Dược liệu chân quý cỡ này lại lấy ra đấu giá từ thiện. Đầu óc ai bị úng nước à? Diệp Phàm bĩu môi, hừ lạnh. Đấu giá từ thiện, hễ là tiền bạc nhận được thông qua đấu giá đều quyên tặng ra ngoài làm từ thiện hết, bởi vậy chủ nhân cung cấp vật phẩm đấu giá chẳng húp được cái gì. Hỏa linh chi ngàn năm quý hiếm vô cùng, mang đi đấu giá bình thường, đủ khiến người ta tranh nhau vỡ đầu chảy máu, ít nhất giá trị cũng mấy chục tỷ. Nhưng hiện giờ lại bị người ta lấy ra làm từ thiện, trong mắt Diệp Phàm thì đầu óc đối phương có bệnh. Lúc ấy chúng tôi nhận được tin tức này cùng nghĩ giống như thiếu vậy đó, cho rằng có người nói hưu nói vượn thôi, thế nhưng tiệc tối từ thiện này tổ chức ở nhà họ Trương, một trong ba nhà hào môn siêu cấp ở Thục Châu. Tiếng tăm của nhà họ Trương ở Thục Châu rất lớn, sản nghiệp trải rộng hơn nửa Tây Nam, bọn họ sẽ không tự đạp đổ chiêu bài của chính mình, bởi vậy rất có thể gốc hỏa linh chi ngàn năm này là thật. Nhà họ Trương, bọn họ hào phóng như vậy à? Bỏ ra một gốc hỏa linh chi ngàn năm làm từ thiện. Diệp Phàm kinh ngạc nói. Chuyện này quả thật khiến rất nhiều người khiếp sợ, nguyên nhân cụ thể thì không ai biết. Chẳng qua tin hỏa linh chi ngàn năm truyền ra đã thu hút rất nhiều người tới đây, không chỉ là thế lực khắp quận Thiên Thục mà một ít đại lão quyền quý ở khu Tây Nam cũng đến, thậm chí còn có người trong giới võ đạo, những người này đều muốn lấy được hỏa linh chi ngàn năm. E rằng tiệc tối từ thiện này sẽ có trò hay để xem. Hoa Hồng Đỏ nói. Một khi đã như vậy, chúng ta cũng đi xem trò thôi. Diệp Phàm nhẹ giọng nói. Hắn cũng có hứng thú với gốc hỏa linh chi ngàn năm kia. Một giờ sau, Đường Sở Sở đã trao đổi chi tiết chuyện hợp tác với tập đoàn dược phẩm Hồng Tinh xong, hơn nữa còn chính thức ký kết hợp đồng. Ký hợp đồng rồi. Diệp Phàm nhìn Đường Sở Sở, dò hỏi. Vâng. Hơn nữa sau này dược liệu tập đoàn dược phẩm Hồng Tinh cung cấp cho Đường thị chúng ta chỉ lấy 1/3 giá thị trường, lần này xem như Đường thị kiếm lớn. Đường Sở Sở nở nụ cười, liếc mắt về phía Diệp Phàm, anh Tiểu Phàm, lần này ít nhiều gì cũng nhờ anh, nếu không chuyện hợp tác đã bị ngâm nước nóng rồi. Việc nhỏ. Diệp Phàm cười nói. Sau đó, bọn họ đi đến nơi ở Hoa Hồng Đỏ đã sắp xếp. Đường Sở Sở biết Diệp Phàm muốn tham gia tiệc tối từ thiện cũng định đi theo. Nếu tham gia tiệc tối từ thiện, chúng ta ăn mặc chính thức một chút, đi mua vài món lễ phục nhé. Đường Sở Sở mở miệng. Được, đúng lúc em cũng định mua quần áo. Trần Tiểu Manh lập tức nói. Tuy Diệp Phàm không yêu cầu cao với vấn đề ăn mặc nhưng nếu Sở Sở muốn đi mua sắm, hắn đương nhiên sẽ đi theo. Cứ như vậy, bọn họ đi tới trung tâm thương mại lớn nhất Thục Châu. Tìm một cửa hàng thương hiệu rồi đi vào. Wow, thật nhiều lễ phục xinh đẹp, chị họ, mau đến xem nè, cái váy này hợp với chị lắm. Bọn họ dạo quanh cửa tiệm, đột nhiên Trần Tiểu Manh phấn khóc reo lên. Đường Sở Sở đang chọn quần áo cho Diệp Phàm, nghe giọng Trần Tiểu Manh thì đi qua. Chị họ, nhìn nè, cái váy này xinh phết, hợp với chị lắm. Trần Tiểu Manh chỉ vào chiếc váy trắng lấp lánh ánh sáng, kinh ngạc cảm thán. Chiếc váy này được khảm từng viên kim cương, dưới ánh đèn chiếu rọi càng tỏa sáng bling bling, trông vô cùng lóa mắt. Chị họ, chiếc váy này mà mặc lên người chị là số rách luôn ý. Trần Tiểu Manh nói với Đường Sở Sở. Đường Sở Sở nhìn lễ phục, ánh mắt chớp lóe. Diệp Phàm đi tới, nói, Sở Sở, anh cũng thấy cái váy này không tồi, rất hợp với em. Chiếc quá lóa mắt, em không hợp đâu. Đường Sở Sở lắc đầu. Vợ anh vốn dĩ sáng chói nhất, chiếc đầm này chỉ xứng đôi với em thôi. Diệp Phàm nói thẳng, liếc mắt về phía nhân viên cửa hàng, gói chiếc váy này lại cho tôi. Các anh xác định rồi chứ, chiếc váy này có giá hơn 40 triệu lận đấy. Nhân viên cửa hàng nghe thấy Diệp Phàm muốn mua lễ phục, sắc mặt trở nên hoảng hốt, không nhịn được nói. Một chiếc váy đã mấy chục triệu, không phải ai cũng mua. Nổi. Cô cảm thấy tôi chả không nổi à. Quét thẻ. Diệp Phàm dứt khoát vứt ra một tấm thẻ ngân hàng. Chờ đã. Lúc nhân viên cửa hàng chuẩn bị nhận thẻ ngân hàng đi quét thì một đạo giọng nói bỗng vang lên. Một cô gái ăn mặc sang trọng khí thế phô trương mang theo thị nữ và thị vệ đi đến. Bổn quận chúa muốn cái váy này. Cô gái ăn diện lộng lẫy chỉ vào chiếc váy rồi nói thẳng,
giọng điệu ngang ngược không cho phép người khác từ chối. Quận chúa! Nhân viên cửa hàng nghe thấy người phụ nữ này nói vậy thì biến sắc, vô cùng khiếp sợ. Ở Long Quốc, dám tự xưng quận chúa chỉ có thiên kim nhà họ Vương. Ở Thục Châu chỉ có một Xuyên Vương phủ, chủ nhân là Xuyên Vương, một trong 8 vương gia của Long Quốc. Xuyên Vương không có con trai, chỉ có một con gái, vô cùng cưng chiều. Hiển nhiên người phụ nữ này chính là con gái của Xuyên Vương. Bái kiến quận chúa. Tất cả nhân viên trong cửa hàng và khách hàng vội vàng cung kính hô lên. Quận chúa, tôi sẽ gói lại bộ lễ phục này cho người. Cửa hàng trưởng đi đến cúi người nói. Nói xong tự tay gói lại bộ lễ phục này. Tôi nhìn chúng bộ lễ phục này trước, sao các ngươi có thể bán cho người khác? Diệp Phàm lạnh lùng nói. Cửa hàng trưởng nghe Diệp Phàm nói vậy thì vô cùng sửng sốt, cô ta không ngờ Diệp Phàm lại nói vậy. Không lẽ hắn không biết đối phương chính là quận chúa sao? Tiên sinh, vị này chính là quận chúa của Xuyên Vương Phủ. Cửa hàng trưởng nhắc nhở. Quận chúa thì sao? Mua đồ quan trọng thứ tự trước sau. Nếu tôi nhìn chúng bộ lễ phục này trước, nó thuộc về tôi. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Anh Tiểu Phàm, bỏ qua đi. Đường Sở Sở kéo áo của Diệp Phàm, khuyên bảo. Đồ dân đen, dám đoạt đồ với ta, gan chó to thật đấy. Vị quận chúa kia kiêu ngạo nói. Đường Sở Sở nhíu mày, không vui nói, mặc dù ngài là quận chúa nhưng cũng không thể sỉ nhục người khác như vậy. To gan, dám cãi lời quận chúa. Thị nữ phía sau vị quận chúa kia mắng to, giơ tay định tát Đường Sở Sở. Bốp! Đường Sở Sở đang định đánh lại, kết quả Diệp Phàm vung tay tát thị nữ này bay ra ngoài. A! À, bên ngoài cửa hàng truyền đến tiếng hét thảm thiết. Ngươi dám đánh thị nữ của ta. Vị quận chúa kia lạnh lùng nói. Tôi không chỉ dám đánh thị nữ của cô, tôi còn dám đánh cô. Diệp Phàm lạnh lùng nói, vung tay tát vị quận chúa kiêu căng này ngã xuống đất. Tất cả nhân viên và khách trong cửa hàng đều sợ ngây người. Bọn họ cảm thấy Diệp Phàm điên rồi. Dám đánh cả quận chúa, chán sống rồi hả? Ngay cả Trần Tiểu Manh và Đường Sở Sở cũng kinh sợ. Quận chúa, thị nữ khác và đám thị vệ ngẩn người vài giây. Lấy lại phản ứng, vội vàng hét lên. Ngươi! Vị quận chúa này nhìn chằm chằm Diệp Phàm, sắc mặt dữ tợn, ngươi dám đánh ta muốn ngươi chết. Bắt hết bọn họ lại cho ta. Quận chúa tức giận quát. Ngay lập tức đám thị vệ Xuyên Vương Phủ lao thẳng về phía đám người Diệp Phàm. Giết! Diệp Phàm ra lệnh, mấy bóng người giấu trong bóng tối xông ra giết chết đám thị vệ này. Cô muốn chết không? Diệp Phàm lạnh lùng nói với quận chúa. Đối phương bị ánh mắt của Diệp Phàm dọa sợ, cả người run rẩy, không nói lên lời. Cầm quần áo ra đây, quẹt thẻ đi. Ngay sau đó, Diệp Phàm nhìn về phía cửa hàng trường, lạnh nhạt nói. Cửa hàng trường bị Diệp Phàm nhìn, nuốt nước bọt, vội vàng đưa quần áo cho Diệp Phàm, không cần tiền, ngài cầm đi đi. Không được, tôi cũng không phải cướp, quẹt thẻ đi. Diệp Phàm nói. Cửa hàng trường đành phải nhận lấy thẻ. Quẹt 39.900. Hai người còn muốn mua gì khác không? Diệp Phàm hỏi Đường Sở Sở và Trần Tiểu Manh. Lúc này bọn họ cũng không muốn mua sắm nữa, lắc đầu. Không mua, vậy đi thôi. Đám người Diệp Phàm rời khỏi đây. Anh rể, người đó là quận chúa, chúng ta đắc tội cô ta, thật sự sẽ không sao chứ? Trần Tiểu Manh lo lắng hỏi. Một quận chúa mà thôi, đắc tội thì đắc tội. Hai người không cần lo lắng. Có anh ở đây, trời cũng không sụp được. Diệp Phàm cười nói. Nửa tiếng sau, Thục Châu, trong Xuyên Vương Phủ. Buồn cười, cũng dám đánh con gái của ta, còn giết người của Xuyên Vương Phủ. Xuyên Vương thấy dấu tay trên mặt của con gái, biết được đầu đuôi mọi chuyện thì nổi trận lôi đình. Ba, con muốn bọn họ chết không chỗ chôn. Vị quận chúa này tức giận nói. Yên tâm. Dám động đến người của Xuyên Vương Phủ, đảm bảo không ai có thể sống sót đi ra khỏi Thục Châu. Truyền lệnh xuống, phong tỏa toàn bộ Thục Châu, không cho phép ai được rời khỏi nơi này. Báo cho Lý Nguyên, triệu tập quận vệ quân, hôm nay cho dù phải đào 3 tấc đất cũng phải tìm ra đám người này cho ta. Hôm nay bổn vương muốn cho mọi người biết, ở Thục Châu này, dám động vào người của bổn vương thì sẽ gặp phải cái gì. Xuyên Vương lạnh lùng nói. Xuyên Vương vừa ra lệnh. Quận thủ Lý Nguyên quận Thục Châu kinh sợ.
hắn ta không ngờ có người dám đánh cả quận chúa, ăn gan hùm mật gấu hả? Lập tức phong tỏa tất cả các lối ra vào của Thục Châu, ra lệnh cho Đoạn Thiên Băng đi điều tra hung thủ. Lý Nguyên ra lệnh. Diệp Phàm còn không biết chuyện ở cửa hàng quần áo sẽ mang đến bao sóng to gió lớn. Hắn nghỉ ngơi một lúc, sau đó dẫn mấy người Đường Sở Sở đi theo Hoa Hồng Đỏ đến tiệc từ thiện tối nay. Tiệc từ thiện tối nay được tổ chức ở tòa nhà đỉnh cấp xa hoa của Thục Châu. Có thể xuất hiện ở bữa tiệc này đều là các nhân vật có danh dự uy tín của quận Thiên Thục, thậm chí còn có rất nhiều người không thuộc về khách được mời của nhà họ Trương, những người này đều đến vì Hỏa Linh Chi ngàn năm. Tiệc từ thiện tối nay đã có mấy trăm người, đủ mọi sắc thái. Rất nhanh đoàn người Diệp Phàm đến. Là Hoa Hồng Đỏ. Các nhân sĩ quyền quý đều ngạc nhiên khi nhìn thấy Hoa Hồng Đỏ xuất hiện. Khi nhìn thấy thiếu phụ Hoa Hồng Đỏ này, tất cả đều nuốt nước bọt. Đối với các đại lão quyền quý ở Thục Châu, người phụ nữ bọn họ muốn có được nhất là Hoa Hồng Đỏ. Ở Thục Châu, mỗi người đều coi việc chinh phục Hoa Hồng Đỏ ở dưới háng là mục tiêu. Tất nhiên đến nay vẫn chưa ai làm được. Hoa Hồng Đỏ vô cùng lợi ở Thục Châu, thậm chí cả các thế lực cực mạnh quận Thiên Thục cũng không ai có thể chinh phục được. Nhưng rất nhanh mọi người đã chú ý đến Đường Sở Sở mặc lễ phục trắng bên cạnh Hoa Hồng Đỏ. Nhìn khí chất nhan sắc vượt qua Hoa Hồng Đỏ của người này, các đại lão đều chấn động. Bọn họ không ngờ hôm nay lại gặp được một người đẹp lóa mắt như vậy. Quá xinh đẹp. Một vài thiếu gia nhìn thấy Đường Sở Sở đều phải bật thốt lên. Là hắn ta. Một thanh niên nhìn thấy Diệp Phàm, đồng tử co rụt lại, khuôn mặt lạnh lùng. Người này chính là Mộ Dung Vân Thiên, đại thiếu gia của Mộ Dung gia tộc, một trong 10 thế gia lớn ở đế đô. Lần trước anh ta vẫn luôn ghi hận trong lòng chuyện bị Diệp Phàm vả mặt ở Thiên Hải. Nếu không phải anh ta có việc khẩn cấp đã tìm Diệp Phàm báo thù từ lâu rồi. Không ngờ oan gia ngõ hẹp. Hôm nay lại đụng phải. Nếu hôm nay gặp phải tao, vậy nay sẽ là ngày chết của mày. Mộ Dung Vân Thiên nhìn chằm chằm Diệp Phàm, nói mấy câu với thuộc hạ. Hoa Hồng tiểu thư, người đẹp này là. Một đại lão quyền quý ở Thục Châu đi về phía Hoa Hồng Đỏ và Đường Sở Sở, không nhịn được hỏi. Ông chủ Đỗ, đừng nghĩ, cô ấy không phải người mà ông có thể nhúng chàm. Hoa Hồng Đỏ nói thẳng. Phải không? Vị đại lão này vẫn không tin, nhìn về phía Đường Sở Sở, kết quả đối diện với một đôi mắt kinh người, ông ta run lên, vô thức lùi ra sau vài bước. Chủ nhân đôi mắt này chính là Diệp Phàm. Chị họ, chị mặc bộ lễ phục này thật đẹp, lập tức trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Trần Tiểu Manh hưng phấn nói. Chị tình nguyện không nổi bật như vậy, bớt được rất nhiều rắc rối. Đường Sở Sở cười nói. Không sao. Đời này thứ anh không sợ chính là rắc rối. Diệp Phàm cười nói. Long Vương Điện Bạch Ưng Long Quân đến. Một tiếng quát truyền khắp đại sảnh, làm tất cả những người ở đây đều kinh sợ. Diệp Phàm nghe vậy cũng hơi ngạc nhiên, nhìn về phía đó. Một đoàn người bước vào đại sảnh. Cầm đầu là một người đàn ông tóc hoa râm, khoảng 50 tuổi, mặc áo dài đen. Người đàn ông này vô cùng lạnh lùng, đôi mắt như mắt ưng, ánh mắt sắc bén. Tung hoành thiên hạ, cảm giác áp bách rất nặng. Ông ta là Bạch Ưng Long Quân, một trong 4 Long Quân của Điện Long Vương. Đi bên cạnh Bạch Ưng Long Quân là một người đàn ông, đây là Từ Xuyên, người phụ trách phân điện Điện Long Vương ở quận Thiên Thục, phía sau bọn họ là các cao thủ Điện Long Vương. Thấy Bạch Ưng Long Quân xuất hiện, tiệc tối lặng ngắt như tờ. Mọi người đều nhìn về phía vị Long Quân này, sắc mặt nghiêm lại, trong mắt lộ ra sự kính sợ. Điện Long Vương là một thế lực khổng lồ ở Long Quốc, có được năng lực và quyền lợi đáng sợ. Ở Điện Long Vương, ngoại trừ Long Vương thì người có quyền lớn nhất là 4 Long Quân. Bởi vậy có thể thấy được thân phận địa vị của 4 Long Quân ở Long Quốc cao đến mức nào. Một nhân vật quyền lực như vậy xuất hiện ở đây là mọi người vô cùng khiếp sợ, không dám thở mạnh. Lúc đối mặt với Bạch Ưng Long Quân, đám quyền quý Thục Châu hoặc các đại lão quận Thiên Thục đều cúi đầu, không dám nói gì. Diệp Phàm đứng bên nhìn chăm chú vào Bạch Ưng Long Quân, trong mắt lóe lên tia sáng. Gia chủ nhà họ Trương bái kiến Long Quân đại nhân. Đại nhân có thể đến bữa tiệc từ thiện tối nay, thật sự quá vinh hạnh cho nhà họ Trương. Gia chủ nhà họ Trương bước đến trước mặt Bạch Ưng Long Quân, cung kính nói. Trương gia chủ khách khí, lần này tôi đến đi dạo thôi, ông không cần để ý. Bạch Ưng Long Quân nói.
sau đó Bạch Ưng Long Quân tìm một chỗ ngồi xuống. Tam thiếu gia Đường Môn đến. Rất nhanh lại một tiếng quát nữa vang lên. Người của Đường Môn cũng đến. Rất nhiều người có mặt ở đây đều kinh sợ. Đường Môn là thế lực võ đạo cực kỳ mạnh ở quận Thiên Thục, truyền thừa hơn mấy trăm năm, nội tình dày nặng. Khác với các thế lực võ đạo ẩn cư ở núi sâu rừng già. Đường Môn xuất thế từ rất sớm, phát triển thế lực của Đường Môn trải rộng khắp quận Thiên Thục, thậm chí còn cực kỳ có tiếng ở khu vực Tây Nam. Đường Môn không chỉ đi tuyển nhận đệ tử, còn đặt chân đến các sản nghiệp khác nhau, tích lũy tài chính nhân mạch khổng lồ, được gọi là một trong bốn bá chủ ở khu vực Tây Nam. Tam thiếu gia Đường Môn là con trai thứ ba của môn chủ Đường Môn, tên là Đường Thiên Phong, quản lý các sản nghiệp lớn bên ngoài của Đường Môn. Hai người anh trai của anh ta gần như chưa bao giờ lộ mặt ở bên ngoài, bởi vậy Đường Thiên Phong được gọi là đệ nhất công tử Thục Châu. Bái kiến tam thiếu. Gia chủ nhà họ Trương vội vàng đi đến trước mặt Đường Thiên Phong. Các quyền quý đại lão ở đây cũng đi lên chào hỏi Đường Thiên Phong. Nhà họ Trương mấy người có chút bản lĩnh đấy, không ngờ có thể tìm đến hỏa linh chi ngàn năm. Đường Thiên Phong cười nói. Hiển nhiên anh ta đến vì hỏa linh chi ngàn năm. Nhà họ Trương chúng tôi tình cờ có được hỏa linh chi, tại hạ tự biết nhà họ Trương không xứng có được dược liệu quý hiếm này, bởi vậy đã đem đi bán đấu giá. Vừa có thể giao nó cho người thực sự muốn nó, còn có thể cống hiến một phần sức lực cho sự nghiệp từ thiện, vẹn cả đôi đường. Gia chủ nhà họ Trương nói. Ha ha ha, nói đúng, hôm nay thứ này chắc chắn thuộc về tôi rồi. Đường Thiên Phong cười. Anh ta nói những lời này là để nhắc nhở những người khác, làm bọn họ từ bỏ ý định tranh đoạt hỏa linh chi ngàn năm. Đường Thiên Phong vừa dứt lời, không ít quyền quý muốn có được hỏa linh chi ngàn năm cũng âm thầm thở dài, từ bỏ suy nghĩ tham gia đấu giá. Mặc dù hỏa linh chi ngàn năm là dược liệu quý hiếm, nhưng vì nó mà đắc tội với Đường Môn, quá không có lời. Ở quận Thiên Thục, đắc tội với Đường Môn chỉ có con đường chết. Ngũ trưởng lão Y Các đến. Lại một tiếng quát vang lên. Một lão giả râu tóc trắng xóa, mặc áo dài trắng đi đến. Là thôi lão của Y Các. Mọi người nhìn thấy vị lão giả này đều vô cùng kinh sợ, kêu lên. Người này là một trong bảy trưởng lão của Y Các, cũng là một trong các đại sư y đạo đỉnh cấp trong giới y học của Long Quốc, vẫn luôn ở tại Thục Châu. Không ít người ở đây từng cầu thôi lão cứu chữa, còn được chữa lành nên danh tiếng của thôi lão ở quận Thiên Thục cực kỳ lớn. Gia chủ nhà họ Trương lại đến chào hỏi. Thiếu chủ, hôm nay không ít người có máu mặt đến, xem ra đều nhìn chúng hỏa linh chi ngàn năm. Hoa Hồng Đỏ nói với Diệp Phàm. Đáng tiếc bọn họ phải đến tay không rồi. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Các vị, chào mừng mọi người đến tham gia tiệc từ thiện tối nay của nhà họ Trương chúng tôi. Mục đích chủ yếu của buổi từ thiện này là kêu gọi mọi người cũng góp sức cho sự nghiệp từ thiện của Long Quốc. Hôm nay sẽ có rất nhiều vật phẩm được cầm bán đấu ra, trong đó bao gồm một ít vật phẩm được mọi người quyên tặng cho nhà họ Trương. Tất cả tiền của buổi bán đấu giá hôm nay tôi sẽ quyên tặng cho quỹ hội từ thiện ngay trước mặt mọi người. Trương gia chủ lên sân khấu nói. Bốp bốp bốp. Mọi người vỗ tay. Tiếp theo, buổi đấu giá từ thiện chính thức bắt đầu. Quá trình không khác bán đấu giá bình thường là bao, đều lấy từng vật phẩm ra, sau đó các nhà giàu, quyền quý sẽ đấu giá. Rất nhanh đã đến hỏa linh chi. Hỏa linh chi vừa xuất hiện đã thu hút mọi ánh nhìn của mọi người. Thật sự là hỏa linh chi ngàn năm. Diệp Phàm ngạc nhiên khi nhìn cây linh chi màu đỏ đậm, dài 30 cm. Mặc dù ở trong núi Cửu Long, Diệp Phàm nhìn thấy rất nhiều linh chi nhưng chưa từng nhìn thấy một gốc linh dược hơn ngàn năm ở ngoài thế tục như vậy. Mọi người nhìn chằm chằm hỏa linh chi ngàn năm, trong mắt lộ ra sự tham lam. Đối với người thường, hỏa linh chi là thần dược có thể kéo dài tuổi thọ. Đối với các cao thủ võ giả, hỏa linh chi có thể giúp bọn họ nhanh chóng đột phá. Tất cả mọi người ở đây đều ngo ngoe dục dịch muốn có được gốc linh dược này. Giá khởi điểm là 100 vạn, mọi người có thể tùy ý trả giá, cuối cùng ai ra giá cao hơn thì được. Trương gia chủ cười nói. 300 vạn. 500 vạn, 1.000 vạn, 2.000 vạn, 3.000 vạn, 5.000 vạn. Chỉ trong nháy mắt, vô số tiếng trả giá vang lên. Giá cả tăng vọt lên 5.000 vạn. Cuối cùng bởi vì tam thiếu gia Đường Môn lên tiếng, dọa lui không ít người, nếu không cái giá còn càng điên cuồng hơn. Lúc này những người còn trả giá đều có lai lịch không nhỏ,
không sợ hãi Đường Môn. Đường Thiên Phong liếc nhìn đám người này, lạnh lùng nói, 100 triệu. 100 triệu 5.000 vạn. Mộ Dung Vấn Thiên nói. 300 triệu. Người của Lâm Phiệt cũng kêu lên. 400 triệu. Ngay sau đó, Thôi Lão Y Các cũng lên tiếng. 1 tỷ. Đột nhiên Bạch Ưng Long Quân lên tiếng. Mọi người giật mình, nhìn về phía vị Long Quân này. Bọn họ không ngờ Bạch Ưng Long Quân cũng nhìn chúng gốc linh chi này. Long Quân lên tiếng, không ít người từ bỏ đấu giá. Điện Long Vương còn đáng sợ hơn Đường Môn rất nhiều, Đường Môn cùng lắm thì mạnh ở khu vực Tây Nam, nhưng thế lực của Điện Long Vương lại trải rộng khắp Long Quốc. Mộ Dung Vân Thiên thấy Bạch Ưng Long Quân ra tay, nhíu mày, hơi do dự cuối cùng không tiếp tục trả giá. Mặc dù gia tộc Mộ Dung là một trong 10 thế gia lớn ở đế đô, nhưng cũng không dám dễ dàng đắc tội với một vị Long Quân. Bốn Long Quân này đều là cao thủ đi theo Long Vương đánh khắp thiên hạ, thực lực cực mạnh, các thế gia không thể chống lại được. Mộ Dung Vân Thiên đành phải nhịn đau từ bỏ đấu giá. Ngay cả Thôi Lão Y Các cũng nhíu mày, không trả giá nữa. Nhưng Đường Môn vẫn tiếp tục trả giá. 1 tỷ 300 triệu. Người của Lâm Phiệt lên tiếng. 2 tỷ. Đường Thiên Phong lập tức mở miệng. 5 tỷ. Bạch Ưng Long Quân không cảm xúc kêu. 10 tỷ. Đường Thiên Phong lạnh mặt, báo ra một con số kinh người. Mọi người nghe thấy 10 tỷ đều choáng váng. Điện Long Vương mấy người có bản lĩnh thì kêu tiếp. Đường Thiên Phong khiêu khích. Điện Long Vương thì sao chứ? Đây là Tây Nam, trên đất Thục Châu này đều do Đường Môn quyết định. 15 tỷ. Đúng lúc này, một âm thanh khác vang lên. Chủ nhân của âm thanh này là Diệp Phàm. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệp Phàm, cực kỳ ngạc nhiên. Đường Thiên Phong nhìn Diệp Phàm, sắc mặt lạnh xuống. Mày là ai mà dám nhảy ra cướp đồ với tao? Đường Thiên Phong lạnh lùng nói. Bạch Ưng Long Quân đoạt đồ với anh ta thì thôi, dù sao người ta cũng có thân phận. Nhưng bây giờ một thằng danh vô danh cũng dám nhảy ra đoạt đồ với anh ta. Hoàn toàn không nể mặt Tam Thiếu Đường Môn này. Muốn ra giá thì ra đi, nói nhảm quá. Diệp Phàm bĩu môi. Mày. Đường Thiên Phong khó thở. Với bộ dáng nghèo hèn này của mày, mày lấy ra được 15 tỷ không? Tao thấy mày đến quấy phá thì có. Trương gia chủ, người này cố ý quấy rối, còn không nhanh gọi người đuổi ra ngoài. Đường Thiên Phong nhìn về phía Trương gia chủ. Công tử, ngài xác định muốn ra giá 15 tỷ sao? Nếu ngài không lấy được nhiều tiền như vậy, ảnh hưởng đến buổi đấu giá thì tôi sẽ không khách khí. Trương gia chủ nói. Hoa Hồng Đỏ và Đường Sở Sở đang định lên tiếng, một âm thanh khác truyền đến. Diệp công tử là khách quý đỉnh cấp của Thương hội Thiên Long chúng tôi, 15 tỷ thôi, tôi trả giúp Diệp công tử. Một người đàn ông trung niên đeo gọng kính màu vàng, khí chất nho nhã bước vào đại sảnh. Người này chính là Mai Hà, người phụ trách khu vực Tây Nam của Thương hội Thiên Long. Mai tiên sinh, Trương gia chủ ngạc nhiên nói. Những người khác nhìn thấy Mai Hà cũng vô cùng ngạc nhiên, Mai Hà là người phụ trách khu vực Tây Nam của Thương hội Thiên Long, không ít người quen y. Sau khi nghe Mai Hà nói vậy, mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Không ngờ thanh niên này lại là khách quý đỉnh cấp của Thương hội Thiên Long, Mai Hà còn nguyện ý trả 15 tỷ cho đối phương. Sắc mặt của Đường Thiên Phong cực kỳ khó coi. Anh ta vừa mới khinh thường Diệp Phàm nghèo hèn không có đủ 15 tỷ, kết quả đối phương lại biến thành khách quý đỉnh cấp của Thương hội Thiên Long, thậm chí Thương hội Thiên Long còn nguyện ý trả tiền cho hắn. Đường Thiên Phong vô cùng xấu hổ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Nếu Mai tiên sinh đã nói vậy, vậy cuộc đấu giá sẽ tiếp tục. Trương gia chủ nói. 20 tỷ. Người của Lâm Phiệt lên tiếng. 205 tỷ. Bạch Ưng Long Quân nói. 300 triệu. Diệp Phàm lại lên tiếng. Giá cả này làm mọi người cảm thấy hít thở không thông. Người của Lâm Phiệt cũng nhíu mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Bạch Ưng Long Quân cũng liếc nhìn Diệp Phàm. Bọn họ ăn ý không trả giá nữa. Còn ai không? Nếu không còn ai, vậy hỏa linh chi ngàn năm này sẽ thuộc về. Chờ đã. Trương gia chủ đang định tuyên bố Diệp Phàm đạt được hỏa linh chi ngàn năm, một giọng nói lạnh băng vang lên. Xoạt xoạt xoạt. Đúng lúc này, một đám người mặc chiến phục, khí tức mạnh mẽ xuất hiện ở đây, dẫn đầu là một người thanh niên mặc trang phục đơn giản, vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo. Tôi lấy hỏa linh chi nghìn năm này.
Người thanh niên này trực tiếp quát lên. Không biết vị công tử này định ra giá bao nhiêu? Ánh mắt của gia chủ nhà họ Trương nhìn về phía người thanh niên. Người thanh niên giơ một ngón tay ra. Công tử muốn ra giá 100 tỷ ư? Gia chủ nhà họ Trương kinh ngạc hỏi. Một ngón tay có thể đại diện cho tồn tại lớn hơn 30 tỷ chỉ có thể là 100 tỷ. Nghe thấy người thanh niên muốn ra giá 100 tỷ, mọi người có mặt ở đây đều vô cùng hoảng sợ. Không, là một đồng. Người thanh niên lạnh lùng nói. Nghe vậy, sắc mặt mọi người chợt thay đổi. Một đồng, công tử đang nói đùa sao? Gia chủ nhà họ Trương cau mày. Thế nào, một đồng không được sao? Người thanh niên lạnh lùng nhìn gia chủ nhà họ Trương. Xin hỏi tôn tính đại danh của công tử. Thấy khí thế phi phàm của người thanh niên này, phía sau còn dẫn theo một đám chiến sĩ, gia chủ nhà họ Trương đoán thân phận của đối phương không tầm thường, không khỏi hỏi. Mục Thiên Lăng. Người thanh niên này kiêu ngạo nói. Họ Mục, lẽ nào là... Lúc này, gia chủ nhà họ Trương nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt ông ta thay đổi, kinh ngạc nhìn người thanh niên, lẽ nào cậu là con trai của Mục tướng quân chiến khu Tây Bộ? Đúng vậy, Mục Chiến chính là cha tôi. Người thanh niên kiêu ngạo nói. Ngay lập tức, sắc mặt mọi người ở đây đều thay đổi, đều là biểu cảm kinh ngạc. Mục Chiến là một trong ba quan chỉ huy lớn chiến khu Tây Bộ của một trong năm chiến khu lớn của Long Quốc, hơn nữa còn có tướng hàm ba sao, là đại lão chiến bộ chân chính. Nhân vật lớn như vậy hoàn toàn không phải người bọn họ có thể đánh đồng. Người thanh niên ở trước mắt lại là con trai của Mục Chiến, đúng là làm người ta giật mình. Lúc này, cuối cùng mọi người đã hiểu tại sao người thanh niên này dám nói ra lời ngông cuồng một đồng đã muốn có được hỏa linh chi nghìn năm, hóa ra lai lịch của đối phương lại ghê gớm như vậy. Mục Thiên Lăng rõ ràng cũng không muốn tốn tiền để có được hỏa linh chi này, mà là định ỷ thế đoạt thuốc. Bây giờ, một đồng của tôi có thể mua được hỏa linh chi này chưa? Mục Thiên Lăng nhìn gia chủ nhà họ Trương, lạnh lùng hỏi. Chuyện này, sắc mặt gia chủ nhà họ Trương hơi thay đổi. Ánh mắt của ông ta liếc về phía Diệp Phàm. Không thể đắc tội với Mục Thiên Lăng nhưng Diệp công tử lại có quan hệ với Thương hội Thiên Long, cũng không đắc tội được với hắn. Hỏa linh chi này tôi mua rồi, hoặc là cậu ra giá cao hơn tôi rồi lấy đi, hoặc là cút ngay lập tức. Lúc này, Diệp Phàm liếc nhìn Mục Thiên Lăng, lạnh lùng quát. Anh mà dám nói chuyện với tôi như vậy. Người đâu, bắt hắn lại. Thấy có người dám nói chuyện như vậy với mình. Mục Thiên Lăng trực tiếp nói. Lập tức mấy người đàn ông mặc chiến phục kia đều xông về phía Diệp Phàm. Cút! Diệp Phàm khinh thường quát, trực tiếp chấn bay mấy người này ra ngoài. Anh! Thấy vậy, sắc mặt Mục Thiên Lăng tối sầm, cậu ta đánh một quyền về phía Diệp Phàm, thực lực của cậu ta là nhân cảnh lục trọng. Bịch! Kết quả Diệp Phàm vừa giơ chân lên đã đá tên này bay ra ngoài, đập xuống đất, hộc máu. Sau khi Mục Thiên Lăng bị đánh, mọi người ở đây đều vô cùng kinh ngạc, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Diệp Phàm. Người này lại dám đánh con trai của Mục Chiến một trong ba quan chỉ huy lớn chiến khu Tây Bộ, có tướng hàm ba sao, hắn điên rồi à? Ngay cả Đường Thiên Phong cũng bị làm cho giật mình. Cho dù anh ta vẫn luôn hống hách, cũng không dám tùy tiện đắc tội với đại thiếu có bối cảnh khủng như Mục Thiên Lăng. Dù sao đối địch với Long Quốc và chiến bộ sẽ có hậu quả rất nghiêm trọng. Một khi đối mặt với mười mấy vạn đại quân, thì cho dù thế lực Đường môn có mạnh hơn cũng bị tan thành mây khói trong vài phút. Lúc này, Mục Thiên Lăng bị đá bay, miệng phun máu, vẻ mặt cậu ta đau khổ nhìn Diệp Phàm, cũng hơi kinh ngạc. Với thân phận của cậu ta đủ để tung hoành khắp Tây Nam, chưa từng có ai dám bất kính với cậu ta. Nhưng hôm nay lại có người dám ra tay với cậu ta. Điều này đúng là nằm ngoài tưởng tượng của Mục Thiên Lăng. Công tử! Đám người mặc chiến phục còn lại vội vàng chạy đến bên cạnh Mục Thiên Lăng. Đánh cho tôi. Mục Thiên Lăng giữ tợn chỉ vào Diệp Phàm, tức giận gào lên. Đám người có khí tức mạnh mẽ kia lập tức xông về phía Diệp Phàm. Bịch bịch bịch. Chưa đợi Diệp Phàm ra tay, Hoa Hồng Đỏ đã ra tay, đánh bay bọn họ ra ngoài một cách gọn gàng sạch sẽ. Cậu muốn bị đá tiếp sao? Diệp Phàm liếc nhìn Mục Thiên Lăng. Mục Thiên Lăng vô cùng tức giận. Nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Bộp bộp bộp. Đúng lúc này, tiếng bước chân dồn dập nặng nề ở bên ngoài truyền tới. Một giây sau, mấy trăm chiến sĩ trang bị đủ vũ trang, tay cầm vũ khí xông thẳng vào. Sau đó,
một người đàn ông trung niên đi theo một cô gái trẻ tuổi, sắc mặt u ám xuất hiện ở nơi này. Cô gái này chính là quận chúa của Xuyên Vương phủ kia. Quận chúa này vừa xuất hiện, đôi mắt đã nhìn chằm chằm Diệp Phàm, trong mắt tràn đầy sát ý. Thấy quận chúa này xuất hiện, mấy người Đường Sở Sở đều thay đổi sắc mặt. Tên khốn chết tiệt, cuối cùng cũng để bổn quận chúa tìm được anh rồi. Quận chúa này nhìn Diệp Phàm, tức giận quát. Mọi người ở đây đã nhận ra vị quận chúa của Xuyên Vương phủ này. Bọn họ thấy quận chúa quát Diệp Phàm, trong lòng từng người đều không khỏi suy đoán, không lẽ tên này còn đắc tội với cả quận chúa Xuyên Vương phủ à? Nếu đúng là như vậy, thì tên nhóc này muốn phản trời rồi. Tam thiếu Đường Môn, con trai tướng lĩnh ba sao, cộng thêm một quận chúa, bất cứ một ai trong số ba người đều là tồn tại có bối cảnh và thân phận ngút trời, bây giờ lại bị cùng một người đắc tội, người này trâu bò cỡ nào? Giờ phút này, ánh mắt của mọi người đều nhìn Diệp Phàm chăm chú, thầm nói rốt cuộc gan của tên này to thế nào, lại dám đắc tội người như vậy. Tổng đốc Đoạn, lập tức bắt lấy tên nhóc này cho tôi, đưa đến Xuyên Vương phủ, tôi muốn hắn sống không bằng chết, còn cả mấy người phụ nữ kia, dẫn đi cùng. Quận chúa ra lệnh với người đàn ông trung niên ở bên cạnh. Người đàn ông này chính là Tổng đốc Thục Châu Đoạn Thiên Bằng. Nhưng lúc Đoạn Thiên Bằng thấy Diệp Phàm, sắc mặt ông ta chợt thay đổi, trong mắt tỏ ra chút kinh ngạc. Tổng đốc Đoạn, ông ngẩn ra đó làm gì, còn không mau bắt người. Thấy Đoạn Thiên Bằng không động đậy, quận chúa kia không hài lòng quát. Xin lỗi quận chúa, người này, tôi không thể bắt. Đoạn Thiên Bằng nói thẳng. Tổng đốc Đoạn, ông nói cái gì? Không thể bắt. Ông có ý gì? Bây giờ tôi lấy thân phận quận chúa ra lệnh cho ông, lập tức bắt hắn lại cho tôi. Nghe Đoạn Thiên Bằng nói, sắc mặt quận chúa tối sầm, phẫn nộ quát. Xin lỗi, quận chúa. Đoạn Thiên Bằng nói xong rồi sải bước đến bên cạnh Diệp Phàm, nhỏ giọng nói, thiếu chủ, cậu mau rời khỏi đây đi. Ông là... Diệp Phàm nhìn đối phương, tò mò hỏi. Thiếu chủ, cậu rời khỏi đây trước, còn không đi thì sẽ phiền phức đấy. Đoạn Thiên Bằng sốt ruột nói với Diệp Phàm. Đoạn Thiên Bằng, ông đang làm cái gì? Đột nhiên, một tiếng quát lạnh băng tràn đầy uy nghiêm truyền tới. Ngay sau đó, lại có hơn 1000 chiến sĩ cầm vũ khí, trang bị đủ vũ trang, bao vây cả trong lẫn ngoài đại sảnh, con kiến cũng không chui lọt. Cảnh này khiến tất cả mọi người chấn động. Khi hàng ngàn chiến sĩ xông vào hội trường của tiệc tối từ thiện, bầu không khí tại hiện trường lập tức trầm xuống. Ngay sau đó, một người đàn ông gần 50 tuổi, mặc bộ quần áo kiểu tôn trung sơn, tóc bạc phơ bước vào, trên người ông ta toát ra áp lực của người có địa vị cao, tạo cho người ta cảm giác không giận mà uy. Ông ta là Lý Nguyên, quận trưởng quận Thiên Thục. Lý đại nhân, ngài đến thật đúng lúc, chuyện gì đã xảy ra với thuộc hạ của ngài vậy? Thế mà lại chống đối bổn quận chúa, không lẽ đây là ý của ngài? Vẻ mặt quận chúa lạnh băng nhìn Lý Nguyên hét lên. Quận chúa, xin bớt giận, là tôi quản lý cấp dưới không nghiêm, xin quận chúa thứ lỗi. Lý Nguyên khiêm tốn nói với quận chúa, sau khi nói xong, ông ta nhìn về phía Đoạn Thiên Bằng, vẻ mặt lạnh lùng, Đoạn Thiên Bằng, ông biết mình đang làm gì không? Quận trưởng, ông, người đâu, dẫn ông ta đi. Đoạn Thiên Bằng đang định nói gì đó thì bị Lý Nguyên cắt ngang. Một nhóm chiến sĩ quân quận vệ của quận Thiên Thục tiến về phía Đoạn Thiên Bằng. Quận trưởng, chỉ cần có tôi ở đây, tôi sẽ không để cho các người làm tổn thương hắn. Vẻ mặt Đoạn Thiên Bằng cứng rắn, đứng trước mặt Diệp Phàm, lạnh lùng hét lên. Ông! Lý Nguyên tức giận nhìn chằm chằm Đoạn Thiên Bằng. Hóa ra ông là quân đoàn trưởng Đoạn. Lúc này Diệp Phàm nhìn Đoạn Thiên Bằng nói. Đoạn Thiên Bằng là quân đoàn trưởng số 6 của quân Thiên Sách. Trước đây Mộ Bạch đã liên lạc với Đoạn Thiên Bằng, cũng nói với ông ta những sự việc liên quan đến Diệp Phàm. Vì vậy, lần đầu tiên Đoạn Thiên Bằng nhìn thấy Diệp Phàm, đã biết đối phương là đệ tử của quân chủ. Thiếu chủ, tôi sẽ yểm trợ người rời đi. Quân đoàn trưởng Đoạn, ông đừng can thiệp vào chuyện này, bọn họ không thể làm tổn thương tôi được. Diệp Phàm nhìn Đoạn Thiên Bằng nhẹ giọng nói, ánh mắt quét về phía Lý Nguyên, đi về phía ông ta. Khi Diệp Phàm đi về phía Lý Nguyên, súng trong tay của các chiến sĩ quân quận vệ đều chĩa vào Diệp Phàm, đồng thời kéo chốt an toàn, trong tư thế có thể nổ súng bất cứ lúc nào. Ông muốn bắt tôi? Diệp Phàm nhìn Lý Nguyên, lạnh lùng nói. Cậu đánh quận chúa, nhất định phải bị nghiêm trị. Lý Nguyên nhìn Diệp Phàm,
sắc mặt uy nghiêm hét lên. Bốp! Đột nhiên, Diệp Phàm tát Lý Nguyên một cái khiến Lý Nguyên bị đánh bay ra ngoài. Cảnh tượng này khiến tất cả những người có mặt đều sợ ngây người, kể cả quận chúa. Bọn họ không ngờ người này còn dám đánh cả quận trưởng. Người đứng đầu của một quận giống như đại tướng ở biên cương, có quyền lực và địa vị cực cao. Không ai dám đắc tội với một quan chức cấp cao như vậy. Nhưng bây giờ Diệp Phàm lại tát vào mặt quận trưởng quận Thiên Thục ngay trước mặt mọi người, lá gan thật sự rất lớn. Cậu! Lý Nguyên bị Diệp Phàm tát ngã xuống đất, miệng phun ra máu, nửa mặt đỏ bừng sưng tấy, ánh mắt vô cùng tức giận nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Bắn hắn đi! Lập tức, Lý Nguyên trực tiếp ra lệnh. Những chiến sĩ quân quận vệ đang định bóp cò súng trong tay, trong khi những người khác thì sợ hãi lùi lại vì sợ bị ảnh hưởng. Dừng tay! Đột nhiên giọng nói của Hoa Hồng Đỏ vang lên. Cô ta búng tay một cái, một nhóm người khác xuất hiện, giằng co với chiến sĩ quân quận vệ. Hoa Hồng Đỏ! Cô muốn làm gì? Cô muốn đối địch với triều đình à? Vẻ mặt Lý Nguyên lạnh lùng nhìn Hoa Hồng Đỏ, lớn tiếng hét lên. Lý Đại Nhân! Tôi đương nhiên không dám đối địch với triều đình, nhưng tôi và công tử này có mối quan hệ không đơn giản, ông không thể động vào hắn. Hoa Hồng Đỏ nói, nếu tôi nhất định phải đụng thì sao? Lý Nguyên lạnh lùng hét lên. Nếu Lý Đại Nhân nhất quyết đụng vào Diệp công tử thì tất cả sản nghiệp và chi nhánh của Thương hội Thiên Long ở quận Thiên Thục của chúng tôi sẽ rút khỏi quận Thiên Thục. Lúc này Mai Hà nhìn Lý Nguyên, bình tĩnh nói. Mai tiên sinh. Lý Nguyên nhìn Mai Hà với vẻ mặt ngạc nhiên.